Nô thị tu chân y thánh, Trần Phi. Tập 43. Bản thân, người bây giờ là không phải là có điểm hối hận đem tờ giấy nhỏ vứt. Thấy thế Lưu Đầu Mùa Đông nhìn không được từ bên cạnh dùng cánh tay đụng phải đụng Trần Phi, vẻ mặt hiệp xúc nói. Nói bậy chút gì, Trần Phi đảo cặp mắt trắng dã, lại hướng về Đỗ Lão nói Đỗ Lão, người vị trí ở địa phương nào? Nếu không ngươi cứ ngồi cái này. Bản thân có thể hay không làm phiền ngươi cùng Đỗ Lão chậm rãi vị trí. Trần Phi hướng ngồi ở trước mặt hắn tên kia hành khách khách khí thương lượng. Tốt, tốt, không thành vấn đề. Bản thân vừa rồi ngươi thực sự là quá đẹp trai, thật cho chúng ta người Hoa tăng thể diện. Này cái Hàn Quốc cây gậy chính là thiếu thu thập, thật cho là mình là vật gì. Hành khách lập tức không chút do dự đáp ứng rồi, còn Mi Phi sắc vũ nói. Đó là, ta người này ưu điểm gì không có. Chính là gặp không quen những. Này ngoại quốc lão ở chúng ta người Hoa địa bàn kiêu ngạo, dương oai. Nếu không lười theo chân bọn họ không chấp nhặt, ta lúc đó thật muốn một cái tát hung hăng hồ ở trên mặt bọn họ, xem những cây gậy này còn dám hay không tiếp tục ở chúng ta Hoa hạ kiêu ngạo. Gặp người tiếng người nói gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, Trần Phi cũng là vẻ mặt Mi Phi sắc phũ. Tốt, nói thật hay. Ma, về sau nếu ở gặp phải loại sự tình này mà. Ta nhất định không có khả năng lại cúi đầu. Phải giống như vị huynh đệ này vậy, đem chúng ta người Hoa mặt mũi khởi động đến. Nhất thời một tảng lớn tiếng khen, có người càng phát thệ nói. Mà ở thấy tình cảnh này Trần Phi khẽ mỉm cười một cái, ngồi tại chỗ, hỗ trợ giới thiệu, nói đến, để ta giới thiệu một chút. Vị này chính là tỉnh Giang Nam Bắc Sơn khu phố trị phụ thuộc trước viện mặc cho viện trưởng, chúng ta tỉnh Giang Nam đệ nhất trung y, Đỗ Lão. Đỗ Lão. Vị này chính là ta mới vừa ở trên phi cơ biết bằng hữu, gọi Lưu Đầu Mùa Đông, người kinh thành, không cho chúng ta Hoa hạ mất mặt. Tiểu Lưu xin chào. Đỗ Lão xin chào. Nhất thời hai người kia thập phần khách khí cùng nhiệt tình biết một chút. Sau đó chỉ thấy Đỗ Lão hướng về Trần Phi vẻ mặt cười khổ nói Trần bác sĩ a, cái gì tỉnh Giang Nam đệ nhất trung y lời như vậy ngươi về sau còn là chớ nói nữa. Ở trước mặt ngươi nghe thế loại nói. Ta là thật nghĩ tờ này nét mặt già nua có chút không nhịn được a. À. Tuy nói Đỗ Lão coi như là một cái có tài văn chương, có ngạo khí lão nhân, vì vậy hạng nhất đối với các này cái gọi là tỉnh Giang Nam đệ nhất trung y danh hiệu không tiếp thụ, nhưng cũng chưa từng công nhiên cự tuyệt. Có thể từ hắn biết Trần Phi cái này y thuật nghịch thiên tiểu quái vật sau, cái gì tài văn chương, cái gì ngạo khí đều bị hắn thoáng cái vứt xuống nanh vuốt quốc đi. Tỉnh Giang Nam đệ nhất trung y, ở Trần Phi trước mặt nghe thế loại nói. Hắn là thật nghĩ tờ này nét mặt già nua có chút không nhịn được, nóng hừng hực. Đỗ Lão, chẳng lẽ Trần Phi y thuật, thật so với ngươi lợi hại? Mà ở thấy tình cảnh này, Lưu Đầu Mùa Đông nhịn không được kinh ngạc nói. Đâu chỉ lợi hại hơn ta, vừa rồi ta theo như lời nói, môn tự vấn lòng, có thể không có chút nào khuyết đại thành phần ở bên trong. Trần bác sĩ y thuật, ít nói là của ta thập bội đã ngoài. Đỗ Lão nghe vậy nhất thời nghiêm túc nói. Giọng nói tương đương nghiêm túc. T. Nhất thời Lưu Đầu Mùa Đông cùng với làm được hơi chút gần một điểm, nghe được Đỗ Lão lời nói này hành khách cũng không nhịn được mạnh hít một hơi lương khí, lần thứ hai nhìn phía Trần Phi ánh mắt tràn đầy kính nể cùng giật mình. Dù sao lúc trước, bọn họ kỳ thực đều cho rằng Đỗ Lão lần nói, là đùa giỡn, nhưng bây giờ. Nghiêu bức a, thực sự nghiêu bức, có thể để cho đường đường tỉnh Giang Nam đệ nhất trung y đều chính mồm nói ra nói như vậy. Quả thực không biết là cỡ nào vô thượng thủ vinh. Cũng chứng minh người trẻ tuổi này y thuật, chỉ sợ là thật lợi hại. Xa không tầm thường người có thể tưởng tượng. Cái kia, cái này, Đỗ thầy thuốc, Trần bác sĩ, có thể hay không làm phiền các ngươi giúp ta xem một chút. Ta trong khoảng thời gian này thân thể vẫn có chút không tốt lắm, cũng không biết chưa xảy ra vấn đề. Nhất thời có lá gan hơi lớn hơn một chút người vẻ mặt không có ý tứ lại nghiêm túc lên tiếng. Hiển nhiên hắn có thể không muốn bỏ qua như vậy một cái cơ hội thật tốt. Dù sao đây chính là tỉnh Giang Nam đệ nhất trung y Đỗ Lão A. Còn có ở Đỗ Lão trong miệng so với hắn lợi hại hơn Trần Phi. Đúng vậy, Đỗ Lão, Trần bác sĩ, có thể hay không làm phiền các ngươi giúp chúng ta nhìn. Ta gần nhất thân thể cũng có chút không tốt lắm, tay phải cánh tay luôn đau. Còn có ta, Đỗ Lão, Trần bác sĩ, các ngươi có thể hay không giúp ta mụ nhìn. Mẹ ta gần nhất thính lực có chút không tốt lắm. Có người nọ như thế một dẫn đầu, nhất thời bên trong buồng phi cơ đều náo nhiệt lên. Nhưng người ở chỗ này chỉ cần không phải óc có chuyện,
đều biết loại này cơ hội ngàn năm một thuở cũng không thể tùy tùy tiện tiện bỏ qua. Người một lời ta một câu, đều muốn nhượng Trần Phi còn có Đỗ lão giúp bọn hắn nhìn. Để Trần bác sĩ vì mọi người xem đi, người cứ nói đi, Trần bác sĩ, có Trần Phi ở, Đỗ lão đến không muốn chủ động đứng ra, bêu xấu, mà là cười híp mắt nhìn Trần Phi nói. Đỗ lão người thật là sẽ lười biếng a. Nghe vậy Trần Phi cười cười, ngược lại cũng biểu hiện rất thản nhiên, xua tay cười cười nói nếu tất cả mọi người có hứng thú, ta đây tự hiến bêu xấu. Bất quá trước đó nói trước tiên là nói về tốt, có học nghệ không tinh, nói sai địa phương, mọi người cũng thông cảm nhiều hơn. Không có việc gì, không có việc gì, Trần bác sĩ, chúng ta cũng đều tin tưởng ngươi. Không sai, người đây chính là chữa bệnh từ thiện, mặc kệ đúng sai, chúng ta cũng không biết ngại. Nếu không ngươi trước giúp ta xem một chút đi, một vị trên mặt không thế nào có huyết sắc nữ tử phụ họa nói. Trực tiếp đứng lên. Mọi người gặp bị vị nữ tử này đoạt tiên cơ, đều không cung cấp hoặc là lo lắng. Dù sao tuy nói có Đỗ lão loại này tỉnh Giang Nam đệ nhất trung y vi Trần Phi đảm bảo, có thể dù sao năm nào kỳ còn quá trẻ, mọi người vô ý thức đối với hắn lòng tin không phải là rất đủ, vì vậy. Còn là trước xem tình huống một chút rồi hãy nói. Tốt lắm, ta đây tự bêu xấu. Nghe vậy thấy thế Trần Phi cười cười, ngược lại cũng không chú ý. Ta đây trước tới. Mặt kia thượng thần sắc có chút không quá bình thường nữ tử theo tựa như từ chỗ ngồi ly khai, đến Trần Phi bên này nhượng hắn dãy số. Không cần, người ngay đứng tại chỗ được rồi. Nhưng Trần Phi lại cư nhiên ngăn trở của nàng cử động, lắc đầu nói. Tự đứng tại chỗ là được rồi, không cần xem mạch sao. Nhất thời nữ nhân kia có chút ngây ngẩn cả người. Không chỉ có như vậy ngay cả ở đây những người khác đều có chút sững sờ. Đứng ở nơi này sao xa, chẳng lẽ không dùng xem mạch sao? Vậy làm sao xem bệnh? Trung y chú ý vọng, văn, vấn, thiết, ta vừa mới học một ít quan khí thuật, vì vậy ngươi trực tiếp đứng tại chỗ nhượng ta xem một chút được rồi. Nhưng Trần Phi lại cư nhiên trả lời như vậy, khiến nữ nhân kia còn có mọi người tại đây cũng không nhìn được trên mặt thần sắc mạnh giật mình, sau đó lần thứ hai nhìn phía Trần Phi sắc mặt đều có chút cổ quái, cùng không tín nhiệm. Không có biện pháp a. Quan khí thuật, đó là đồ chơi gì, viết tiểu thuyết đóng phim sao? Bất quá tuy nói bọn họ hiện tại đã có một ít hoài nghi Trần Phi cái này, thần căn nhằn, tên y thuật, có thể ngại vì chuyện vừa rồi cùng Đỗ lão ở đây, đều không biết xấu hổ nói rõ. Chỉ là bọn hắn lực chú ý lại theo sát mà toàn bộ rơi xuống Trần Phi trên người, muốn biết hắn đến tột cùng là thật lợi hại, còn là giả danh lừa bịp. Mà nhưng vào lúc này... Trần Phi đã mở miệng cười nói rằng ngươi thời gian hành kinh có chút không quá bình thường, hơn nữa đau bụng kinh mau bệnh, còn có dạ dày cũng không tốt lắm, tựa hồ đã làm giải phẫu, có di chứng. Lời vừa nói ra ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Trần Phi há mồm chính là như vậy hữu lý có theo, nhưng lại nói đến cụ thể bệnh trạng trên, có thể. Thời gian hành kinh không bình thường, đau bụng kinh loại này mau bệnh còn chưa tính, đã làm giải phẫu, có di chứng. Cái này đều có thể đủ nhìn ra. Đang ở đây tất cả mọi người cho rằng Trần Phi có đúng hay không há mồm nói bậy thời gian, nữ nhân kia lại đột nhiên trên mặt lộ ra kích động cùng vẻ khâm phục, lớn tiếng nói Trần bác sĩ ngươi. Ngươi thực sự là thần, cái này đều có thể đủ nhìn ra, ta dạ dày trên quả thực động tới giải phẫu, ở mấy năm trước, hơn nữa khi đó vận khí không tốt, để lại bệnh căn tử. Trần bác sĩ ta tật xấu này ngươi có thể hay không? Hắn nhịn không được vẻ mặt khẩn trương cùng mong đợi nhìn Trần Phi. Vấn đề nhỏ, nhìn ngươi bình thường hẳn là thật thích ăn cay, tận lực ăn ít một chút, ngoài ra ngươi có thể ăn nhiều một chút cây ngô, hắc phừng chờ lương thực phụ, ta sẽ cho ngươi cho cái toa thuốc trở lại ăn nửa năm, sẽ phải có rất đại cải thiện. Trần Phi vừa cười vừa nói. Thật sự là quá tốt, cảm ơn ngươi Trần bác sĩ, ta về sau nhất định nghe lời ngươi nói, ăn ít lạt, ăn nhiều lương thực phụ. Nữ nhân kia vẻ mặt kích động mở miệng nói. Ta nghe lời ngươi hạ bác sĩ, nay ngày bắt đầu ta tự giới lạt, ăn nhiều sơ quả lương thực phụ. Nàng kia vẻ mặt tín phục liên tục gật đầu. Mà ở thấy tình cảnh này mọi người tự nhiên thoáng cái đều đến kính nhi. Một vị khác có chút rất khoan thể mập hơn 40 tuổi trung niên nhân liên vội vàng đứng dậy nói Trần bác sĩ làm phiền ngươi giúp ta xem một chút, ta từ nhỏ tự thích chảy mồ hôi. Hơn nữa so với người bình thường thậm chí cùng ta không sai biệt lắm thể trọng người đều nhiều hơn, cũng không biết có phải hay không là có cái gì mau bệnh. Có thể giúp ta nhìn sao? Ngươi là khuyết thiếu rèn đúc,
Hơn nữa thận có chút vấn đề, chắc là bình thường ngồi hơn, hướng về phía máy vi tính. Kiến nghị điều chỉnh một chút ngươi ăn, thời gian nghỉ ngơi, lại chính là không có việc gì nhiều đi bơi bơi. Ngươi tình huống này không cần uống thuốc, kiên trì mỗi người đem năm là có thể tự động khỏi hẳn. Trần Phi nhìn hắn liếc mắt, sờ sờ cằm nói. Trần bác sĩ ngươi chân thần, làm sao ngươi biết ta thận có chuyện? Chủ yếu là bình thường quá bận rộn, trong công ty đại tiểu chuyện tình không ngừng, một ngày tối thiểu có hơn 10 tiếng đồng hồ đều là ngồi ở trong phòng làm việc mặt, nếu không phải là đi công tác. Bất quá ta về sau khẳng định nghe Trần bác sĩ lời của ngươi, vận động, chỉ là bơi là được rồi. Thân khoan thể mập trung niên nhân cũng là vẻ mặt kính để nói. Không nghĩ tới Trần Phi nói chuẩn như vậy. Hắn cũng xem qua không ít thầy thuốc, cũng quả thật có bác sĩ đề cập qua hắn thận có vấn đề chuyện, thế mà bọn họ lại vậy đều nói hắn là bởi vì phương diện kia duyên cớ, mà không phải là bởi vì công tác bận quá, ngồi lâu. Nhưng bây giờ Trần Phi lại một ngụm đem tình huống của hắn chuẩn xác nói ra, thực sự là quá thần, không hổ là ngay cả Đỗ lão đều mặc cảm thần kỳ a. Mà ở thấy tình cảnh này, nhiều người hơn bắt đầu tuyển trạch tin tưởng Trần Phi y thuật, một đám kích động muốn cho Trần Phi cho mình nhìn. Thậm chí đến máy bay cất cánh, tiếp viên hàng không trước hết để cho mọi người ngồi xuống mới từ từ giảm bớt xu thế. Chỉ là chờ máy bay bay lên trừ tầng, an toàn cao độ sau, bọn họ lại bắt đầu vây bắt Trần Phi giúp hắn giúp mình nhìn. Ngay cả này tiếp viên hàng không, vô ích ít cũng đều không ngoại lệ. Cũng may là chỉ có bọn họ cộng thêm khoang hạng nhất nội hành khách, không bao nhiêu người, nếu không chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu khẳng định được mệt chết. Sau đó Trần Phi dám vì mỗi một người bọn hắn tất cả đều làm chữa bệnh từ thiện, tuy nói không chẩn đoán được cái gì đại mau bệnh, nhưng da lông ngắn bệnh lại vừa nói một cái chuẩn, khiến ở đây tất cả mọi người đối với cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ y thuật kính nể vạn phần. Hơn nữa bọn hắn bây giờ lúc này cũng rốt cuộc minh bạch, Đỗ lão trước lần nói, có thể thật không vậy đùa giỡn. Dù sao ngươi gặp qua như vậy chỉ là tùy tùy tiện tiện liếc mắt, là có thể chẩn đoán bệnh như vậy chính xác thần y. Chỉ sợ cũng xem như là Đỗ lão cũng không như thế mơ hồ, lợi hại như vậy đi. Thực sự là thần y a. Đợi được Trần Phi nhất nhất vì bên trong buồng phi cơ hành khách cùng với ngồi vụ nhân viên chữa bệnh từ thiện sau, mọi người mới thức thời không có nữa quấy rối hắn. Mà là lưu đi ra hắn cùng Đỗ lão còn có lưu đầu mùa đông ba người tư nhân không gian. Trần bác sĩ, ngươi vừa rồi quan khí thuật là, đợi được lúc này, Đỗ lão mới không nhẫn nại được nội tâm kích động, không chút nào che giấu trên mặt thần sắc cuồng nhiệt sùng bái và chờ đợi, hướng về Trần Phi vẻ mặt trịnh trọng nói. Hiển nhiên, hắn đúng Trần Phi trong miệng cái gọi là quan khí thuật rất có hứng thú, bởi vì loại thủ đoạn này thật sự là quá thần kỳ, không phải sao? Kỳ thực cũng chính là vọng. Văn, vấn, thiết kết hợp với một ít nhãn lực kính nhi tiểu kỹ xảo, không ngươi tưởng tượng trong thần bí như vậy. Lão Tổ Tông không phải là có câu châm ngôn, là hắn núi đá có thể công ngọc. Kỳ thực lấy Đỗ lão ngươi bây giờ y thuật trình tự, hơi chút ngẫm lại thì có thể minh bạch. Như vậy đi, ta sẽ cho ngươi hơi chút cẩn thận nói một chút, ngươi có thể hay không ngộ đến một chút vật gì. Theo sát mà chỉ thấy Trần Phi cười đem quan khí thuật nguyên lý nói ra. Nguyên lai là như vậy. Nghe quân buổi nói chuyện thắng đọc 10 năm sách A, Trần bác sĩ, xin nhận ta cúi đầu, mà đang nghe Trần Phi nói này lý luận tri thức sau, Đỗ lão nhất thời có dũng khí hiểu ra cảm giác, thật giống như trước mặt chợt bị mở ra vỗ tân thế giới đại môn, làm hắn kích động không thôi. Theo chỉ thấy kỳ thậm chí không cố ở trên phi cơ, đứng dậy hướng Trần Phi cúi rạp người. Dù sao lời nói không dễ nghe, Trần Phi loại hành vi này nói là đối với hắn truyền đạo thụ nghiệp đều không quá đáng. Há có thể coi như không quan trọng. Được rồi Đỗ lão, người đây không phải là nhượng ta khó xử sao? Mà ở nhìn thấy Đỗ lão dĩ nhiên trước mặt mọi người như vậy thẳng tắp hướng hắn bái một cái, Trần Phi không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ cười cười, nói bất quá là trao đổi lẫn nhau giao lưu kinh nghiệm, đảm đương không nổi thật. Như vậy trong lòng ta thoải mái một điểm, nếu không ta đời này sợ rằng đều khó khăn lấy bước vào cánh cửa kia. Có thể Đỗ lão lại lắc đầu, rất trịnh trọng nói. Mà ở thấy tình cảnh này, mọi người tại đây lại phải đúng Trần Phi y thuật kính nể trình độ, lại một lần nữa cất cao đến rồi rất trình độ kinh người. Dù sao đây chính là bọn họ tỉnh Giang Nam công nhận đệ nhất trung y Đỗ lão A. Hiện tại nhưng ở Trần Phi trước mặt dường như học sinh vậy, hiếu học cầu hỏi, cái này há có thể nhượng trong lòng bọn họ mặt không cảm thấy chấn động. Nhất là làm Đỗ lão hướng Trần Phi thẳng tắp cúc cung xuống phía dưới sau, ở đây không ít người trong lòng cũng không nhịn được rung động.
nghiêu bức a. Là thật nghiêu bức, đường đường tỉnh Giang Nam đệ nhất trung y Đỗ lão, hiện tại đều ở đây cảm tạ nhân gia truyền đạo thụ nghiệp đi. Nếu nói ra, khẳng định không ai tin. Bản thân, xem ra ta ngày hôm nay thật là vận khí tốt, nhận thức đến ngươi như thế một cái kỳ nhân a. Nếu không ngươi sẽ giúp ta xem một chút, vừa rồi người nhiều như vậy, ta đều không có ý tứ cho ngươi giúp ta xem một chút. Mà thấy tình cảnh này, Lưu Đầu Mùa Đông trêu ghẹo nói. Ngươi nhường ta giúp ngươi nhìn, có thể là có thể, bất quá ngươi nghĩ nghe nói thật, hay là nghe lời nói dối. Nghe vậy Trần Phi sắc mặt cổ quái liếc mắt nhìn hắn, nói có chút kỳ quái nói. Đương nhiên là lời thật, chẳng lẽ tìm ngươi xem bệnh còn muốn nghe lời nói dối à? Nghe vậy Lưu Đầu Mùa Đông ngẩn người, kỳ quái nói. Huyền môn y đạo chẳng phân biệt được nhà, ngươi nếu thật muốn nhượng ta giúp ngươi nhìn, cũng có thể, vươn tay ra đến đây đi. Nghe thế Lưu Đầu Mùa Đông trên mặt nguyên vốn là có một ít thần sắc cổ quái, cái này trực tiếp nhất thời trở nên có chút lăng, không nghĩ tới Trần Phi dĩ nhiên sẽ loại này hàm nghĩa không rõ nói. Huyền môn y đạo chẳng phân biệt được nhà, chẳng lẽ? Tiểu tử này thật nhìn ra, biết một chút cái gì? Chưa cái tay, trong lòng ôm nồng nặc nghi hoặc, Lưu Đầu Mùa Đông sắc mặt cũng trịnh trọng mấy phần, nói. Tùy tiện chưa cái tay, tay phải đi, Trần Phi nói. Sau đó tự Lưu Đầu Mùa Đông đưa tay phải ra, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trần Phi nói huynh đệ, người có thể phải cẩn thận giúp ta xem một chút ha. Yên tâm đi. Trần Phi con ngươi lóe lóe, tay treo ở đối phương cổ tay trên, nhất thời một đạo linh khí từ đầu ngón tay hắn xâm nhập đối phương trong cơ thể. Đối phương họ Lưu, hơn nữa kỳ trên người cái loại này rõ ràng quý khí cùng theo bản năng cường thế, cũng lúc trước hiển hiện càng đột ngột. Mà hắn nhớ kỹ từng nghe người ta nói qua, tứ cửu thành đỉnh cấp màu đỏ nhà giàu có ba, theo thứ tự là Trần, Tôn, Lưu, mà bây giờ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Lưu Đầu Mùa Đông hẳn là địa vị không phải là quá giản đơn. Dĩ nhiên, cái này còn cũng không phải trong lòng coi trọng nhất, trong lòng của hắn coi trọng nhất chính là, đi qua người này trước thủ đoạn nhỏ, hắn bất ngờ đã cảm giác được linh khí tung tích. Mà linh khí lại là tu chân dành riêng, cái này ý vị như thế nào, tự nhiên đã không cần nói cũng biết. Cái này Lưu Đầu Mùa Đông dĩ nhiên là cái người tu chân. Nghĩ đến đây Trần Phi đột nhiên trong lòng hiện ra một ý niệm trong đầu, bản thân trước có đúng hay không có chút quá coi thường cái gọi là tứ cửu thành đỉnh cấp màu đỏ nhà giàu có. Bằng chừng ấy tuổi, tu vi như thế tu chân giới, mặc dù là khi hắn Trần Phi nhãn giới trong, cũng vẫn còn có chút phân lượng. Sau đó Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi chậm rãi hướng về Lưu Đầu Mùa Đông trên mặt quét tới, đột nhiên nở nụ cười, nói ngươi gần nhất có đúng hay không luyện quá mạnh. Đem đan điền đều có chút thương tổn tới. Ngươi thế nào, nghe vậy Lưu Đầu Mùa Đông trên mặt thần sắc nhất thời đổi đổi, thiếu chút nữa có chút khó có thể tin kinh hô lên. Hiển nhiên, hắn là chân chân tránh tránh không nghĩ tới, có thể từ Trần Phi trong miệng nghe thế loại nói, cái này. Có thể nhưng vào lúc này Trần Phi lại sát có chuyện là tiếp tục lái miệng, nói Đỗ lão hoàn toàn nghe không hiểu, có thể Lưu Đầu Mùa Đông nghe vậy lại một lần từ sắc mặt chợt biến nói còn có, lấy ngươi tu vi bây giờ, kỳ thực không cần thiết nuông chiều cho hư, dùng có thể tăng trưởng tu vi đan dược. Hơn nữa ngươi thức ăn viên thuốc đó chất lượng quả thật có chút. Kém cỏi mà, lúc đầu ngươi nếu là không thức ăn nói, thuận thuận lợi lợi đột phá đến luyện khí ngũ trọng nên vấn đề không lớn, nhưng bây giờ nha. Đoán chừng phải phiền phức một trận. Ngươi. Sau đó hắn nhịn không được, siêu, một tiếng đứng lên, nhãn thần trực câu câu nhìn Trần Phi, ánh mắt thật giống như nhìn thấy cái gì bất khả tư nghị hoặc quái vật vậy thần sắc vậy. Vô ý thức ra mặt tử duy trì liên tục không ngừng lay động. Hiển nhiên hắn là thật nằm mơ đều không nghĩ tới, cư nhiên có thể từ tại đây trên phi cơ tùy tùy tiện tiện biết một cái bạn cùng lứa tuổi, thanh niên nhân trong miệng, nghe thế loại trọng tâm câu chuyện nói. Hơn nữa tiểu tử này khẩu khí cũng lắp bắp một điểm đi. Hắn lại còn nói bọn họ tông môn trưởng lão tự mình luyện được đan dược, kém cỏi mà. Này, bạn thân, người đến tột cùng, người có biết hay không ta ăn mai kiếm hoàn đan là ai luyện? Đây chính là chúng ta tông môn trưởng lão tự mình xuất thủ, cho ta luyện chế, ngươi lại còn nói kém cỏi. Sau đó chỉ thấy kỳ nhìn không được ra mặt tử run run hỏi. Ngươi trước ngồi xuống cho ta đi, là chính ngươi muốn nghe nói thật, ta cũng không ép buộc ngươi. Trần Phi tức giận bạch liễu nhất nhãn tha, lại tiếp tục mở miệng nói mặt khác đan luyện kém cỏi chính là kém cỏi, cùng hắn thân phận gì không quan hệ.
ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được từ ăn viên thuốc đó sau, ngươi đối với bên trong cơ thể ngươi này kiếm khí nắm trong tay, tự trở nên yếu đi rất nhiều sao? Đan dược không có chuyện gì đừng ăn bậy, đây là thưởng thức, hiểu hay không? Kiếm khí nắm trong tay biến yếu, thật đúng là. Mà đang nghe Trần Phi lời này, Lưu Đầu Mùa Đông trên mặt thần sắc không khỏi trở nên càng rung động càng giật mình lên. Vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Trần Phi nói ngươi đến cùng. Ta chính là một gã bác sĩ, người thường có thể chữa, luyện khí sĩ cũng có thể trị. Nói như vậy ngươi hiểu hay không? Trần Phi Trang làm ra một bộ cao thâm khó lường nói. Nghe vậy Lưu Đầu Mùa Đông thật sâu nhìn thoáng qua Trần Phi, không nghĩ tới hắn lúc này đây về nhà, cư nhiên có thể mạc danh kỳ diệu gặp gỡ loại này kỳ quái tên. Bác sĩ, người thường có thể chữa, luyện khí sĩ cũng có thể trị. Sau đó chỉ thấy kỳ ngồi xuống. Nhìn Trần Phi sắc mặt có chút dị dạng nói bản thân, ta kiếm kia hoàn đan thật ăn sai lầm rồi. Đối với chúng ta côn, đối với chúng ta tông môn mỗi một danh đệ tử đến ta hiện ở cái giai đoạn này, đều sẽ chọn dùng kiếm hoàn đan đến tăng trong cơ thể kiếm khí nhuệ khí, tự khai tông lập phái khởi đến bây giờ vẫn luôn là như vậy, đều là lệ cũ. Ngươi là bác sĩ ta là bác sĩ, nếu không nghĩ ngươi còn đối với ta ăn uống, ta đều lười nói cho ngươi. Nghe vậy Trần Phi lại liếc hắn một cái, chậm rãi mở miệng nói là thuốc ba phần độc những lời này ngươi tổng cần nghe nói qua chứ. Cùng thuốc, so với, đan càng như vậy, độc tính quá nặng. Chớ nói chi là mỗi người tình huống đều có chỗ bất đồng, làm sao có thể cua đũa cả nắm. Mượn ngươi tình huống hiện tại mà nói, lúc đầu tư chất của ngươi chắc là có khuynh hướng kim loại tính cương mãnh một đạo, có thể ngươi bây giờ chế diễu, cư nhiên chọn cái mềm nằm sấp mộc thuộc tính kiếm quyết. Nói đến đây Trần Phi đều có chút lười nói, bởi vì hắn nghĩ cái này Lưu Đầu Mùa Đông quả thực cả người đều là, sai, càng nói càng cảm giác hiếm thấy. Cũng không biết phía sau hắn tông môn là nghĩ như thế nào, không cảm thấy có chút lãng phí người này tốt như vậy tư chất sao. Trên thực tế cái này Lưu Đầu Mùa Đông tư chất ở Trần Phi trong mắt, coi như là đặt ở kỳ quái, thiên tài đông đảo tu chân giới, coi như là tương đối xuất sắc. Vì vậy hắn mới cảm giác thực đang lãng phí a. A. Ý của ngươi là nói, sự tu luyện của ta công pháp chọn sai. Nghe vậy Lưu Đầu Mùa Đông nhìn không được vẻ mặt ngạc nhiên, trong lòng có dũng khí sai lầm rồi lại có một loại phức tạp nhận đồng thay thế thăng lên, khiến sắc mặt của hắn thay đổi liên tục. Dù sao Trần Phi theo như lời nói chân thực quá hữu lý có theo, chỉ ít hắn căn bản tìm không ra bất luận cái gì kẽ hở, thậm chí. Cũng còn đưa hắn sở tu luyện công pháp thuộc tính tùy tùy tiện tiện một ngụm đều nói đi ra. Cái này tự nhiên càng làm cho hắn cảm giác tâm linh đã bị trùng kích. Dù sao, loại sự tình này mà không sợ ngươi há mồm tùy tiện loạn lừa dối, bởi vì cái loại này sơ hở trăm chỗ gì đó căn bản không ai tin. Chỉ sợ ngươi quát tháo liên hoa, ba hoa trích chòe, nói xong cùng thực sự vậy, vậy thì phiền toái. Có thể tin độ cao a. Nhưng vấn đề là người này năm nay mới bay lớn, thoạt nhìn Đính Thiên cũng liền cùng hắn Lưu Đầu Mùa Đông cùng tuổi, làm sao có thể sẽ hiểu nhiều như vậy. Nhưng lại một ngụm đưa bọn họ tông môn hơn 200 năm lệ cũ bác bỏ, cái này có đúng hay không có điểm. Nói chung hắn trong lòng bây giờ mặt chân thực có chút như đang bị nhấc lên kinh đào hãi lãng vậy, quan niệm cùng tư duy đã bị trọng đại trùng kích. Cũng may là hắn Lưu Đầu Mùa Đông là một tính tình tốt còn nguyện ý, muốn đông muốn tây, người, nếu không, nếu là đổi lại bọn họ tông môn nội những sư huynh đệ khác, không thoáng cái cùng Trần Phi dở mặt mới là lạ. Dù sao điều này sao có thể tin tưởng a? Chính là cái này ý tứ. Trần Phi rất hiển nhiên cũng xem thấu Lưu Đầu Mùa Đông tâm tư gì, chợt giờ đến mới thôi, cũng lười nhiều hơn nữa tốn nước miếng. Lữ khách các bằng hữu xin chú ý, máy bay gần hạ cánh kinh thành sân bay, thỉnh các vị hành khách nịt chặt dây an toàn. Mà nhưng vào lúc này, bên trong buồng phi cơ kèn đồng trên đột nhiên truyền ra tiếp viên hàng không thanh âm dễ nghe. Tiếng Trung tiếng Anh các hai lần, nguyên lai lần này mục đích của bọn họ, kinh thành. Không biết chưa phát giác ra gian đã đến a. Cuối cùng đã tới a, kinh thành, mà ở nhìn thấy bản thân mục đích chuyến đi này rốt cục sắp đến rồi, Trần Phi trong con ngươi không khỏi lướt qua một tia nhàn nhạt thần thái, cùng với hơi lạnh thấu xương, hắn lúc này đây đến không có thể như vậy đến du lịch, mà là đến nhượng một ít người trả giá thật lớn. Ai quên đi, lúc đầu Lưu Đầu Mùa Đông ngay từ đầu chính là muốn nói lại thôi, cái này bị kèn đồng trong truyền tới tiếp viên hàng không thanh cắt đứt. Càng do dự mà không tiếp tục hỏi tiếp. Hiện tại ở trong lòng hắn mặt, hay là đối với Trần Phi theo như lời nói ôm thật rất lớn chất vấn. Cũng không có biện pháp,
dù sao hắn tùy tùy tiện tiện nhận thức một người thuận miệng mặc dù nói, làm sao có thể đủ cùng hắn qua nhiều năm như vậy thâm căn cố đế, thế nào nhiều năm qua tông môn hành vi chuẩn tắc đặt ở đánh đồng ni. Hiển nhiên loại trình độ đó có thể liên tư cách cũng không có. Vì vậy hắn rất nhanh đem Trần Phi theo như lời nói vứt ở sau ót. Bản thân, sau 1-2 tháng ta cũng sẽ ở kinh thành trong nhà đợi. Nếu có rảnh rỗi nói, không ngại gọi điện thoại cho ta, chơi với nhau chơi. Sau đó chỉ thấy Kỳ cười nịt chặt dây an toàn, cười nói. Được chưa, đến lúc đó liên hệ. Trần Phi nghe vậy tự nhiên mỉm cười. Mà nhưng vào lúc này bọn họ ngồi máy bay đã xuống phía dưới lao xuống hạ cánh. Chừng 10 nhiều 20 phút sau, Trần Phi đám người từ sân bay thông đạo đi ra. Nhưng vào lúc này đột nhiên có vài tên khí thế bất phàm hắc y nhân tiến lên đón, đi tới Lưu Đầu Mùa Đông trước mặt rất cung kính khom lưng thiếu gia, hoan nghênh trở về. Lão gia còn có các vị thúc thúc bá bá đều đã ở trong nhà chờ ngươi, đêm nay bọn họ chuyên môn cho ngươi làm một hồi trở về nhà yến. Không phải nói không cần sao, ai, quên đi. Nghe vậy Lưu Đầu Mùa Đông có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đưa tay hướng Trần Phi bên kia dơ dơ, nói Đỗ lão, bản thân, ta nhà người ở bên trong tới đón ta, ta tự đi trước một bước. Nhớ kỹ có thời gian gọi điện thoại cho ta a, vừa vặn ta một người về nhà cũng không trò chuyện. Bye bye, Trần Phi đương nhiên biết hắn chỉ buồn chán là cái gì. Thế mà hắn gần nhất chuyện này cũng không ít, vô tâm tư chơi. Thiếu gia, bọn họ là... Mà ở nhìn thấy Lưu Đầu Mùa Đông cư nhiên cùng Trần Phi đám người biểu hiện ra thái độ như vậy thân cận, điều này làm cho rõ ràng bọn họ Lưu gia thiếu gia thân phận, nền tảng hắc y nhân người cầm đầu nhất thời trên mặt thần sắc kinh ngạc kinh, vô ý thức nói. Quý thúc thúc, hỏi nhiều như vậy có thể không tốt lắm. Nhất thời Lưu Đầu Mùa Đông sắc mặt hơi có chút trầm xuống nói. Ngược lại không phải là hắn sinh khí, mà là hắn có chút sợ người nhà bàn tay quá dài, tự cho là đúng. Nhân vi thái độ của mình mà là tùy tiện điều tra lời của đối phương, bị nhận thấy được, có thể vẫn sẽ có một ít phiền toái. Dù sao đổi loại tư duy ngẫm lại, nếu hắn Lưu Đầu Mùa Đông đột nhiên mạc danh kỳ diệu bị người cho tra xét, khẳng định trong lòng khó chịu. Chớ nói chi là hắn ở trên phi cơ nhận thức mới người anh em này, tựa hồ thật có một ít thần bí cùng không bình thường a. Vâng, xin lỗi thiếu gia, là ta nhiều lời, mà đang nghe Lưu Đầu Mùa Đông loại giọng nói này nói. Được xưng là quý thúc thúc hắc y nhân người cầm đầu nhất thời sắc mặt dùng mình, ánh mắt có chút giật mình, cùng nghiêm túc nói. Hiển nhiên hắn là đã hiểu Lưu Đầu Mùa Đông nói bên trong thâm ý. Chẳng lẽ, người trẻ tuổi kia cùng thiếu gia là một loại người? Nhất thời hắc y nhân kia liếc trộm hướng Trần Phi bối cảnh nhãn thần có chút chấn động. Trần bác sĩ, ngày mai sẽ là đệ thất giới trung y nghiên cứu và thảo luận sẽ, ở Kinh Đô Đại học. Đến lúc đó người có hứng thú hay không đi xem? Bên kia, Trần Phi cùng Đỗ lão đám người hướng ngoài phi trường đi đến. Người sau nhìn không được hỏi. Hiển nhiên ở Đỗ lão trong mắt cho rằng, nếu là giống như Trần Phi loại này niên thiểu hữu vi thần y có thể đại biểu bọn họ Hoa Hạ trung y giới tham gia nghiên cứu và thảo luận sẽ, tại thế giới đồng lưu trước mặt triển lộ hắn y thuật thần kỳ, khẳng định có thể vì bọn họ Hoa Hạ trung y làm rạng rỡ điển sắc không ít, thậm chí thật to đề thăng trong bọn họ chỉ tại thế giới trong phạm vi bộ mặt cùng lực ảnh hưởng. Vì vậy hắn mới nghĩ đến muốn mời Trần Phi đi tham gia lúc này đây đệ thất giới kinh thành trung y nghiên cứu và thảo luận sẽ. Trung y nghiên cứu và thảo luận sẽ. Nghe vậy Trần Phi dưới chân bước chân vi hơi dừng một chút, sau đó cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nổi lên dị dạng vẻ trước Hàn Quốc cây gậy không phải nói nhận thức cái gì trung y hiệp hội phó hội trưởng. Ta nếu thật đi qua, không được bị những tên kia đuổi ra đến. Sợ rằng ở trong mắt bọn hắn Hàn Quốc cây gậy có thể sánh bằng ta trọng yếu hơn. Một nghe nói như thế Đỗ trên khuôn mặt già nua thần sắc nhất thời cứng đờ, có chút tức giận nói Lý Đông Thân mặc dù đang y thuật tạo nghệ phương diện quả thực lợi hại, có thể đối nhân xử thế nhưng bây giờ làm cho khó có thể gật bừa, say mê ở quyền thế, thái độ làm người bảo thủ. Liên Đỗ lão người đều nghĩ cái gì Lý Đông Thân y thuật không sai. Xem ra tên kia cũng quả thật có chút bản lĩnh thật sự. Chỉ là, người nọ lai lịch gì? Cũng chỉ là một trung y hiệp hội phó hội trưởng, Trần Phi sờ sờ cằm. Hắn, quả thật có chút địa vị. Vừa nghe đến Trần Phi hỏi như vậy, Đỗ lão nhìn không được sắc mặt hơi ngưng túc nói nghiêm ngặt lại nói tiếp, cái này Lý Đông Thân xem như là theo ta một cái thời đại dài lên người, hơn nữa so với ta nền tảng còn có điểm ban đầu đều còn tốt hơn. Từ lúc hắn hơn 20 tuổi thời gian,
cũng đã thành công bái nhập ngay lúc đó Y học Trung Quốc đại sư Mục Long Khôn môn hạ. Nói lên Mục Long Khôn tên này, đúng Trần bác sĩ các ngươi thời đại này người có thể có chút xa lạ, bất quá ta chỉ cần nhắc tới ba chữ, người thì có thể đủ lý giải hắn phân lượng. Nga, chưa ba chữ, Trần Phi ánh mắt lóe lên nói. Chị, Thánh, Đường. Đỗ lão nhìn Trần Phi ánh mắt gần từng chữ một Mục Long Khôn Mục đại sư chính là gần nhất một vị chúng cử Y Thánh Đường Y học Trung Quốc Thánh Thủ. Tin tưởng Trần Tiên sinh ngươi nên biết Y Thánh Đường phân lượng đi. Y Thánh Đường A. Nghe vậy Trần Phi hơi có ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính là một cái Hàn Quốc cây gậy, đến cuối cùng cư nhiên có thể liên lụy đến Y Thánh Đường đi ra. Phải biết rằng vô luận là Tuân Lôn Tuân Lão hay là toàn bộ Thu Sinh toàn bộ Lão, đều là Y Thánh Đường một thành viên, hơn nữa cũng làm cho hắn hiện nay đều không có biện pháp khinh thường. Nếu là Mục Long Khôn thật cùng bọn họ vậy, chính là Y Thánh Đường thành viên, ngược lại cũng quả thực lai lịch không nhỏ a. Bất quá coi như là như vậy, hắn hiện tại từ lâu trải qua sẽ không tự coi nhẹ mình cái gì. Dù sao lấy hắn hiện nay tu vi và y thuật, mặc dù đối phương là Y Thánh Đường thành viên, thì thế nào? Hắn biết sợ sao? Huống chi bây giờ còn chỉ là cái đồ đệ bối, vậy lại càng không có lý do sợ. Chờ ngày mai đến lúc đó rồi hãy nói. Bất mãn Đỗ lão người nói, ta đây lần đến kinh thành đến là có chút tư nhân chuyện quan trọng phải xử lý. Vì vậy nếu ngày mai lúc rảnh rỗi mà, ta phải đi Kinh Đông Đại học xem một chút đi, không rảnh coi như xong đi. Nghĩ đến đây hắn khẽ lắc đầu một cái, vừa cười vừa nói. Vậy được rồi, ta đây ngày mai nghiên cứu và thảo luận sẽ bắt đầu trước lại gọi điện thoại cho ngươi. Nghe vậy Đỗ lão tuy rằng cũng có chút thất vọng, có thể hắn cũng minh bạch đến rồi Trần Phi cái loại này y thuật trình tự, chỉ sợ cũng quả thực đối với loại này cái gọi là trung y nghiên cứu và thảo luận sẽ không để được cái gì hứng thú. Chớ nói chi là đối phương lần này đến kinh thành còn có tư nhân chuyện quan trọng mà, cũng chỉ có thể thôi. Sau đó Trần Phi liền cùng Đỗ lão đoàn người ra đi, một thân một mình ngồi lên rừng sát ở phi trường taxi. Sau đó chỉ thấy Kỳ lấy điện thoại di động ra bấm người nào đó điện thoại. Này, Hứa ca sao? Là ta, Trần Phi. Điện thoại rất nhanh liền kết nối, Trần Phi cười nói. Trần tiên sinh xin chào. Người thế nào lúc rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta a? Có cái gì phân phó cứ việc nói. Bên đầu điện thoại kia nhất thời truyền đến thanh âm nhiệt tình. Hiển nhiên Trần Phi không phải là cho những người khác gọi điện thoại, chính là cho Hứa lão thái gia tiểu tôn tử, Hứa Tế đánh tới. Hứa ca, còn có nhớ hay không lần trước ta nhờ ngươi giúp ta điều tra sự kiện kia mà. Nghe vậy Trần Phi cũng lười cùng hắn thừa nước đục thả câu, gọn gàng dứt khoát mở miệng hỏi. Hiển nhiên, đây chính là hắn lần này đến kinh thành đến. Chuẩn bị xử lý chuyện thứ nhất mà. Ngươi là nói, trên cơ bản đã toàn bộ điều tra rõ, tư liệu tin tức cũng toàn bộ ở ta nơi này. Bên đầu điện thoại kia Hứa Tế nghe vậy trên mặt thần sắc nhất thời run sợ, chậm rãi mở miệng nói. Tốt lắm, trực tiếp đem những tư liệu kia phát cho ta đi. Trần Phi nhất thời mở miệng nói. Chia ngươi, Trần tiên sinh lẽ nào ngươi chuẩn bị hiện tại tự? Vậy được rồi. Ta hiện tại ngay tức khắc đem đồ vật cho ngươi phát đi qua. Bên đầu điện thoại kia Hứa Tế phản xạ có điều kiện lấy làm kinh hãi, chợt ngay tức khắc bừng tỉnh, dừng miệng nói. Ở điều tra rõ ràng chuyện kia từ đầu đến cuối sau, hắn đương nhiên minh bạch đối phương tại sao phải đem chuyện này biết rõ, Tôn gia Trang Long tiểu tử kia, chân thực có chút quá muốn chết. Lại dám tìm người ám sát Trần tiên sinh. Đi, Hứa ca đa tạ. Trần Phi gật đầu cười, sau đó đem điện thoại cúp. Một lát sau một hàng hòm thư tài khoản cùng mật mã liền đi qua tin nhắn ngắn hình thức, tiến nhập điện thoại di động của hắn. Thấy tình cảnh này hắn cũng không chần chờ, trực tiếp leo lên đi nhìn. Quả nhiên là như vậy a, có chút ý tứ, theo thời gian từ từ đi qua, Trần Phi con người không tự chủ được hơi híp. Sau đó lại thấy Kỳ bấm Hứa Tế điện thoại, gọn gàng dứt khoát hỏi, Hứa ca, Ngô Tiểu Quân cùng Tôn Long hiện tại ở địa phương nào? Ngữ điệu nghe làm cho hơi có chút cực sợ. Trung vệ cục người tại bọn hắn bên trong điện thoại di động cài đặt theo dõi khí, ta hiện tại dùng tin nhắn ngắn cho ngươi truyền một cái software đến đây đi. Chỉ cần ngươi mở software, sẽ có một cái vệ tinh thực lúc địa đồ xuất hiện, mặt trên có hai cái giờ, màu xanh biếc giờ đại biểu là Ngô Tiểu Quân vị trí, mà màu đỏ giờ, đại biểu là Tôn Long vị trí. Bất quá Trần tiên sinh, Ngô Tiểu Quân cũng còn không có vấn đề, Tôn Long bên kia, tốt nhất còn là chớ gây ra án mạng. Dù sao hắn thế nhưng Tôn gia người. Bên đầu điện thoại kia Hứa Tế hiện còn đang giải thích,
sau lại vẫn là không nhịn được nói rằng. Yên tâm đi, trong lòng ta mặt đều biết, nghe vậy Trần Phi khóe miệng ngoéo, một cái, chớ gây ra án mạng. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là cái thích chủ động gây chuyện thị phi người, chỉ là, nếu là có không có mắt tên khi dễ tới cửa, hắn cũng sẽ không rụt đầu. Hãy cùng đương sơ màu đỏ tươi răng bị diệt ở trong tay hắn là một cái đạo lý. Có vài người a, không gõ một cái là thật không được. Sau đó chỉ thấy Kỳ cúp điện thoại, một lát sau, một cái hơn 100 triệu software liền đi qua tin nhắn ngắn cho hắn chuyển đến. Quân dụng vệ tinh điện thoại di động chính là tốt, rất phương tiện. Chặt tiếp theo liền thấy Kỳ nơi tay cơ trên màn ảnh mở ra software, một phòng vệ sinh tinh thực lúc địa đồ nhất thời ra hiện trong mắt hắn. Chỉ thấy phía trên đang có đỏ lên xanh hai quả chấm tròn tại nơi trên bản đồ phương hòa lẫn lấp lánh, Trần Phi con ngươi hơi ở phía trên đảo qua, liền trực tiếp hướng taxi tài xế vừa cười vừa nói sư phụ, Triều Dương khu Kim Tôn Hào Đình tiểu khu. Tốt lạc, sao theo kinh cuộn phim khẩu âm taxi xe tài xế nhất thời đạp gần ga, oanh một tiếng bay nhanh đi ra ngoài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kim Tôn Hào Đình tiểu khu chính là kinh thành Triều Dương khu Bắc phòng 2 thanh danh hiển hách khu nhà cấp cao tiểu khu, bên trong giá phòng tối thiểu đều là đều giới hơn 10 vạn khởi, đến mức khu biệt thự thì càng là dọa người, sợ rằng không cái 8 vị tính mấy nghìn vạn thật đúng là bắt không được đến. Mấy canh giờ sau, Trần Phi ngồi taxi xe vững vàng dừng ở trong cần tiểu khu không xa đường phố. Sau đó chỉ thấy Kỳ tiện tay ngắt một cái tiểu pháp thuật, thân hình nhất thời dần dần trở nên hơi có chút mơ hồ. Lấy hắn hiện nay tu vi, tuy rằng còn không có năng lực có thể thi triển hoàn toàn ẩn hình pháp thuật, nhưng bây giờ loại này kỳ thực cũng không sai biệt lắm đủ. Theo sát mà chỉ thấy Kỳ đón trọng trọng kiến trúc bóng ma vật che chắn dưới, thành thạo, leo tường tiến nhập cần tiểu khu, đi qua từng hàng san sát nối tiếp nhau xa hoa nơi ở tiểu khu cùng với một cái nhà đống liên bài biệt thự, sau cùng vô thanh vô tức đi tới cần tiểu thuyết nội môn tên cửa hiệu V606 số biệt viện trước. Phải là cái này đi. Trần Phi lấy điện thoại di động ra nhìn một chút software phía trên lục giờ biểu hiện vị trí, hơi cười lạnh một tiếng, cả người lập tức nhảy lên 2-3 thước cao tiến nhập trong biệt viện. Nhẹ nhàng mà rơi xuống trong sân trên cỏ. Sau lại thấy Kỳ không coi ai ra gì đi qua máy theo dõi bao trùm khu vực, triệt hồi pháp thuật, trực tiếp bén nhạy leo lên cái này bên trong biệt viện biệt thự lầu 2, đi tới ta trước một cánh cửa sổ mặt, tiện tay lấy tay một ban. Chỉ thấy Kỳ rõ ràng cho thấy dùng đặc biệt chất liệu cao độ cứng lữ hợp kim ngoài cửa sổ thép đã bị ngạnh sinh sinh mở đinh ốc. Cảm giác kia giống như là ở bóp bọt biển vậy. Sau đó Trần Phi cũng đã vẻ mặt cười nhạt chui vào. Không biết viễn phương mấy cây số ở ngoài, đang có ánh mắt từ đầu tới đuôi nhìn chăm chú vào một màn này. Hắn, chỉ thấy người nọ toàn thân ăn mặc một bộ đen như mực áo choàng, mặt hình làm cho cảm giác giống như là đao tước phủ khắc vậy, rất có trình tự cảm. Cũng rất có cái loại này nam nhân thô cuồng cảm. Chỉ thấy Kỳ đứng ở, ít nhất, mấy cây số ở ngoài mâu quang chấn động nhìn 606 biệt viện chỗ ở phương hướng, thật giống như vừa rồi phát sinh một màn kia, đã bị hắn thu hết đáy mắt vậy. Vì vậy hắn mới có thể như vậy giật mình. Dù sao Trần Phi đột nhiên xuất hiện ở hắn trong tầm nhìn thủ đoạn, vô luận là nhượng ai tới xem, sợ rằng đều biết sợ giật mình đi. Chớ nói chi là hắn thế nhưng rất rõ ràng dùng đặc thù chất liệu cao độ cứng lữ hợp kim chế tạo ngoài cửa sổ thép, đến tột cùng là có bao nhiêu sao kiên cố. Coi như là hắn người như thế muốn lộng mở, cũng phải phí một ít tay chân, có thể ở vừa rồi hắn trong tầm mắt người trẻ tuổi kia trong tay. Loại trình độ đó theo tay niết bóp bọt biển có cái gì khác nhau? Trách không được cục trưởng muốn cho ta tự mình tới bên này coi chừng. Cái này Ngô gia tiểu tử thật là có đủ xui xẻo. Cư nhiên chọc tới đoạn đường này thần tiên. Bóng người kia theo sát mà cảm thán một tiếng, chậm rãi về phía sau ly khai. Cùng lúc đó Trần Phi đã tiến nhập 606 biệt viện bên trong biệt thự bộ. Chỉ thấy Ngô Tiểu Quân vừa rồi bên trong gian phòng đi ra, lại bỗng nhiên cả người một cái giật mình, phát hiện tại hắn thân trước mặt lại có một hoàn toàn không nhận biết tên lúc này tự đứng ở hắn thân trước mặt. Điều này làm cho hắn nhịn không được vô ý thức biến sắc, hoảng sợ nói ngươi là ai? Ta là ai? Trần Phi ha hả cười cười, ngoạn vị nhìn Ngô Tiểu Quân, vẻ mặt trào phúng lẽ nào trước ngươi tìm sát thủ giết ta thời gian, cũng không biết xem hình của ta sao? Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nghe thế Ngô Tiểu Quân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nhất thời hoảng sợ nói. Hiển nhiên hắn lúc này rốt cục phản ứng kịp đứng ở trước mặt hắn người là ai?
có thể, nhưng vì cái gì người này vẫn có thể như vậy hoàn hảo như lúc ban đầu đứng ở trước mặt hắn? Chẳng lẽ này Italia còn chưa có bắt đầu động thủ? Hắn lẽ nào đã biết chút gì? Ta vì sao không thể xuất hiện ở đây? Nga, xin lỗi, cho ngươi thất vọng rồi, Huyết Nhận những tên kia cũng không dám giết ta, bọn họ chỉ dám đem ngươi muốn giết tin tức của ta nói cho ta biết, ngươi minh bạch đây là ý gì sao? Trần Phi thuận miệng cười cười, liền hướng về Ngô Tiểu Quân vừa đi ra gian phòng đi vào. Mà Ngô Tiểu Quân nghe vậy bỗng dưng cả người cứng đờ, trên mặt, trong ánh mắt không hẹn mà cùng hiện ra lau một cái nồng nặc tâm hư cùng vẻ hoảng sợ. Hắn nói cái gì? Huyết Nhận không dám giết ta, nhưng lại đem tin tức nói cho hắn biết. Đúng lúc này hắn đột nhiên phảng phất cảm giác được có một cổ lực lượng thần bí chăm chú bóp ở cổ của hắn, khiến trên mặt hắn thoáng cái đều đỏ lên, cả người chậm rãi treo trên bầu trời, không gì sánh được hít thở không thông. Theo Trần Phi bước chân của, cả người hắn dĩ nhiên cứ như vậy không bị khống chế đi theo. Phanh một tiếng, cửa phòng không ai đụng nó lại tự động mở ra liền đóng lại, theo sát mà Ngô Tiểu Quân treo trên bầu trời thân thể cũng nặng nề rơi xuống. Mà Ngô Tiểu Quân ngã ngồi dưới đất nửa ngày, biểu tình không gì sánh được dại ra, một lát sau rốt cục mạnh xoay người, hai mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi, mồ hôi lạnh chỉ trong nháy mắt tự ướt đẫm toàn thân hắn y phục. Hắn theo run rẩy nói ngươi. Đến giờ phút này hắn rốt cục thật sự hiểu bản thân trước đến tột cùng phạm dưới sai lầm bao lớn, chọc người nào. Đây quả thực là ma quỷ a. Đừng ngươi ta, mọi người đều là người trưởng thành rồi, lẽ nào trong lòng ngươi mặt còn không có tính. Nghe vậy thấy thế Trần Phi liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Mà Ngô Tiểu Quân nghe nói như thế hầu như sợ đến hồn phi phách tán, một đôi mắt tràn ngập hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi, phảng phất hắn là tới từ địa ngục ma quỷ. Sau đó chỉ thấy kỳ té đến Trần Phi trước mặt, một thanh nước mắt một thanh nước mũi cầu nói Phi ca, ta sai lầm rồi, là ta bị ma quỷ ám ảnh. Tìm sát thủ giết ngươi cũng không phải của ta chú ý, chủ yếu là Tôn Long. Hắn mới là chủ mưu. Bay, Phi ca, van cầu ngài đại nhân có đại lượng, giơ cao đánh khẽ tha ta một mạng đi. Mà ở nhìn thấy đối phương như thế cái đại nam nhân đột nhiên một thanh nước mũi một thanh nước mắt, thảm thương cùng hắn cầu xin tha thứ. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu thật đúng là kém đốt lên thương hại ý. Có thể vừa nghĩ tới đương sơ sự kiện kia mà, hắn tâm liền nhìn không được ngay tức khắc cứng rắn. Sớm biết hôm nay cần gì phải đương sơ ni, nếu không ta Trần Phi còn có chút bản lĩnh, đổi thành cái khác một người bình thường, bây giờ còn có khả năng như thế đứng ở trước mặt ngươi với ngươi chuyện trò vui vẻ. Trần Phi lạnh lùng nói. Không phải là Phi ca, ngươi nghe ta giải thích, nghe vậy Ngô Tiểu Quân nhất thời nóng nảy. Vẻ mặt sợ hãi nói. Được rồi. Thế mà Trần Phi lại trực tiếp lãnh đạm đem cắt đứt, lạnh lùng nói ta không công phu cùng ngươi ở đây nói chuyện tào lao, cũng có thể minh xác nói cho ngươi biết, mạng của ngươi, ngày hôm nay ta nhất định sẽ thu đi, bất quá ngươi nếu muốn chết thống khoái, an tường một điểm, tự phối hợp ta làm một chuyện mà. Nếu không, hắn vươn tay tiện tay tại nơi Ngô Tiểu Quân trên người chỉ, nhất thời chợt nghe gặp người sau mạnh kêu thảm một tiếng. Cái chán mồ hôi hột như suối trào điên cuồng xuống, toàn thân gân xanh toàn bộ nhô ra, sắc mặt nhăn nhó, run đến rồi cực hạn. Đau nhức nhanh đến cực điểm. Mà thống khổ này chỉ ở Ngô Tiểu Quân trên người dừng lại mấy, tự biến mất không thấy, có thể ở trái lại người khác. Nhưng thật giống như là dường như từ mưa to trong ngâm quá vậy, tất cả đều làm ướt, trên khuôn mặt thần sắc càng tái nhợt cùng cái gì tựa như, trong mắt run cùng sợ hãi vô ngần căn bản khó có thể ức chế xuống tới. Con người của ta không thích nhiều như vậy cong cong từng đạo, phiền phức. Tự một câu nói, phối hợp ta, người có thể chết dễ dàng một điểm, không thống khổ gì, không phối hợp, vừa rồi loại đau khổ này ta sẽ nhường ngươi vẫn thể nghiệm đến tắt thở. Mặt khác, lại thêm vào nhắc nhở một câu, ta chỉ nếu không muốn cho ngươi chết, Diêm Vương tới cũng không có cách. Trần Phi lạnh như băng nói rằng, ta phối hợp, nghe vậy Ngô Tiểu Quân nhất thời trước mắt hoảng sợ gào thét. Sau đó thanh âm dần dần thấp xuống, vẻ mặt buồn bã cùng tuyệt vọng nói không, bất quá ngươi có thể đáp ứng ta. Không, Phi ca, ta van cầu ngươi, ta còn có lão bà hài tử, nếu ta phối hợp ngươi, ngươi có thể hay không giúp ta bảo vệ bọn họ, đừng làm cho Tôn Long tìm bọn họ phiền phức. Bọn họ đều là vô tội a. Hắn lại không ngốc, vì vậy coi như sai đều có thể đoán được, Trần Phi sợ tìm hắn phối hợp sự tình, nhất định cùng Tôn Long có quan hệ.
bằng không đối phương cái loại này đại nhân vật có cần phải cùng hắn phí nhiều như vậy lời lẽ sao? Tôn Long, yên tâm đi, hắn sợ rằng không nhiều như vậy thời gian rỗi đi tìm thê tử ngươi cùng nhi tử phiền phức, bởi vì, hắn hẳn là rất nhanh thì sau đó đi cùng ngươi. Nghe vậy Trần Phi con ngươi hơi lóe lóe, thở dài, giọng nói vẫn như cũ cực kỳ đạm nhiên cùng lạnh lùng nói. Nghe được Trần Phi lời này Ngô Tiểu Quân thân thể mạnh run lên, lại có một ít sợ hãi nhìn phía Trần Phi, đây chính là Tôn Long A, Tôn gia huyết mạch. Hắn thật dám. Bất quá chặt tiếp theo liền thấy Kỳ lộ ra một tia ngoài ý muốn căm giận ám thoải mái vẻ, cắn răng nói ngài nói đi, cần ta thế nào phối hợp ngươi. Như vậy một lát sau, Trần Phi sau đó ngắt một cái ấn quyết từ 606 bên trong biệt viện biệt thự ly khai. Mà Ngô Tiểu Quân, tự nhiên không có bất kỳ thống khổ trở thành một cổ thi thể, thẳng đến buổi tối mới bị bảo mẫu quét tước lúc phát hiện. Còn đây là nói sau không đề cập tới. Rồi hãy nói Trần Phi từ Kim Tôn Trăng Sáng xa hoa tiểu khu đi sau khi đi ra, lại tiện tay ngăn cản một chiếc taxi xe, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút software trên chớp động chấm tròn màu đỏ, chợt hướng taxi xe sư phụ vừa cười vừa nói sư phụ, đông bốn hoàn đông sơn tự. Mà đang nghe Trần Phi trong giọng nói ba chữ kia, taxi xe sư phụ nhất thời lấy làm kinh hãi. Tiểu tử, người ở tại Đông Sơn Thự, hắn còn nhìn không được hỏi. Phải biết rằng Đông Sơn Thự có thể là bọn hắn kinh thành tiếng tăm lừng lẫy đệ nhất khu nhà cấp cao, thậm chí có 11-50 thước vuông hai tay phòng biệt thự treo biển hành nghề giới đã cao tới 2.5 ức nhân dân tệ, bởi vậy có thể thấy được đó là một loại dạng gì khái niệm. Mà Đông Sơn Thự bên trong hộ gia đình càng phi phú tức quý, đều là xã hội kim tự tháp đứng đầu quần thể, xưng là vậy bách tính nhìn không thấy giai tầng. Vì vậy taxi sư phụ vừa nghe đến Trần Phi mục đích, mới có thể như vậy ngoài ý muốn. Dù sao nhìn Trần Phi cái này một thân trang phục, tuy rằng thoạt nhìn rất ánh dương quang, rất đẹp trai, có thể hắn thấy thế nào, cũng không cảm thấy Trần Phi giống như là có thể tại nơi loại khu nhà cấp cao khu biệt thự ở kẻ có tiền A. Cùng hắn trong tưởng tượng kém nhiều lắm. Sao có thể A, ta chỉ là đi qua làm ít chuyện mà. Đây không phải là Đông Sơn Thự nổi tiếng tương đối cao sao. Nghe vậy Trần Phi cười cười, ngược lại cũng không có ở trang taxi sư phụ cái loại này giọng nói. Ta liền nói. Taxi sư phụ tuy rằng nghe vậy cái này mới tỉnh ngộ lại, lúng túng cười cười, nhưng vẫn là không tự kìm hãm được lại đang đích thì thầm một tiếng, lúc này mới đạp chân ga xuất phát. Cùng lúc đó vẫn còn Đông Sơn Thự tư nhân bên trong biệt thự nghỉ ngơi Tôn Long Tôn Đại Thiếu, còn căn bản không biết, tử thần đã lặng yên không hơi thở ở hướng hắn đến gần rồi. Từng có lần đầu tiên kinh lịch, lần thứ hai dĩ nhiên là muốn thục lạc rất nhiều. Chỉ thấy Trần Phi mấy giờ sau ở Đông Sơn Thự cách đó không xa đường phố góc xuống xe, sau đó đón bóng ma che lấp, ngắt một cái ấn quyết, biến hóa vi nửa ẩn hình bóng ma đường hoàng tiến nhập thương nhân tập hợp, đại nhân vật trong đó kinh thành đệ nhất khu nhà cấp cao trong. Xuyên qua một cái nhà đống san sát nối tiếp nhau liên bài biệt thự. Nhìn đêm đó sắc từ từ có chút đã tới đen thùi biệt thự Tiểu Dương Lâu. Trần Phi híp mắt cười lạnh cười, liền tùy ý từ bên cạnh leo tường nhảy vào, nhẹ nhàng rơi vào tràng địa thượng. Như nhau trước lẻn vào 606 biệt thự vậy tràng cảnh cùng động tác. Tôn gia A, nhìn biệt thự kia nội cửa sổ nhộn nhạo ra sáng sủa ngọn đèn, cùng với khi thì đan sen vang lên nhân sinh, Trần Phi híp mắt, trên mặt thần sắc từ từ trở nên càng âm lãnh cùng ngưng nhưng mà lên. Tôn gia, kinh thành tam đại màu đỏ đỉnh cấp nhà giàu có một trong. Cùng hiện nay đã có một ít hết sức huy hoàng mà đi hướng suy bại Trần gia bất đồng, Tôn gia Trang lão gia còn khỏe mạnh, thân thể càng kiện khang, vì vậy cần gia tộc cũng đúng như nắng gắt mặt trời chói chang vậy, bị vây cường thịnh nhất tột cùng nhất thời khắc. Cũng bởi vậy, cứ theo lẽ thường lý, để ý mà nói, mặc dù có người to gan lớn mật, cũng không thấy có lá gan dám ở kinh thành động gia tộc này người. Bởi vì, này tựu đại biểu cùng hưng thịnh Tôn gia đi lên đối diện. Mà màu đỏ đỉnh cấp nhà giàu có, nhìn chung tứ cửu thành, có thể có mấy người. Chỉ tiếc a, ta có thể không để ý tới nhiều như vậy. Có thể ngay sau đó Trần Phi lại lắc đầu cười cười, vẻ mặt lạnh lùng cùng nghiền ngẫm vẻ. Nếu đổi lại là những người khác, đương sơ sự kiện kia mà sợ rằng còn phải thật quên đi, có thể đi qua đường dây khác trả thù. Thế mà hắn lại căn bản không có cái loại này tâm tư. Tôn gia, coi như là Tôn gia thì thế nào? Chọc giận bản đại thiếu, làm theo hồng đao tiến trắng đao ra. Dù thế nào hắn đều đã chuẩn bị cùng một nhà khác màu đỏ đỉnh cấp nhà giàu có Trần gia đi lên mặt đối lập. Nhiều hơn nữa một nhà, kỳ thực cũng không khẩn yếu.
mà đang ở hắn không coi ai ra gì mở đinh ốc biệt thự Tiểu Dương Lâu ngoại quân dụng Lữ Hợp Kim bảo vệ cửa sổ, tiến nhập trong đó sau, biệt thự ngoại mấy cây số, một vẻ mặt cười khổ cùng hơi rung động hắc bào nam tử từ âm u góc hiện ra thân hình, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Phi bẻ gãy bảo vệ cửa sổ, này thép lỗ hồng lớn, trong mắt có dũng khí bất khả tư nghị vẻ. Bởi vì hắn biết rõ có thể làm được loại trình độ này, cần gì dạng thực lực kinh người mới có khả năng biện pháp. Đây quả thực cũng không phải người bình thường a. Bất quá hắn thật đúng là to gan lớn mật, tại đây kinh thành, còn dám thấy máu nháo sự mà. Hắc bào nhân rất là bất đắc dĩ lắc đầu, từ trong lòng lấy ra vệ tinh điện thoại di động. Này, cục trưởng, là ta, Tào Tề Quốc, mục tiêu xuất hiện, điện thoại vừa chuyển được, hắn liền ngưng túc nói. Phải, có động tác gì, từ bên đầu điện thoại kia truyền đến một đạo uy nghiêm thanh. Có động tác gì? Hắc bào nhân sờ sờ mũi, mơ quang lóe lên nói trước hắn trước đi tìm Ngô gia tiểu tử kia, Ngô tiểu quân, nếu như ta không đoán sai, hẳn là thấy máu đi. Mà bây giờ, hắn cũng đã đi tới Tôn gia Trang Long ở vào Đông Sơn thự tư nhân biệt thự trong, ta không dám tới gần hắn 3 km bên trong, thật giống như, hình như sẽ bị hắn phát hiện vậy. Sẽ bị hắn phát hiện, nghe vậy từ ống nghe nội truyền đến thoáng giật mình thanh âm. Bởi vì hắn thế nhưng rất rõ ràng. Thủ hạ mình cái này Tào Tề Quốc, chính mình hạng thực lực, chính là bên trong cục vương bài tinh anh. Sợ rằng ngoại trừ thế hệ trước là thuộc về hắn hiện tại cực mạnh. Nhưng bây giờ, hắn lại còn nói hắn không dám tới gần mục tiêu 3 km bên trong, sợ bị phát hiện. Bỗng nhiên trong lúc đó nghe thế loại nói quả thực khó có thể nhượng hắn không cảm thấy rung động a. Tề Quốc, người cảm thấy người cùng hắn so với, ai mạnh ai yếu. Trầm mặc sau một hồi. Uy nghiêm thanh nói như vậy. Ai mạnh ai yếu, cục trưởng, người đây không phải là ở bẩn thỉu ta sao? Có thể nghe nói, hắc bào nam tử kia Tào Tề Quốc lại đột nhiên khổ khổ nở nụ cười. Bẩn thỉu ngươi, bên đầu điện thoại kia vị kia ngẩn người. Đúng vậy, cục trưởng, ngươi chưa từng gặp qua ta theo dõi mục tiêu, liền 3 km bên trong cũng không dám tới gần. Cùng hắn so với, ta hẳn không phải là một cấp bậc. Ta hoài nghi. Tiểu tử kia thực lực tối thiểu đều ở đây SS cấp đã ngoài. Nói đến đây hắc bào nhân Tào Tề Quốc nào đó vô ý thức xẹt qua rung động vẻ. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, hắn đương nhiên cũng từ trong lòng không tin. Dù sao đây chính là SS cấp A. SS cấp, ngươi là nói cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ. Điều này sao có thể, tiểu tử kia cái này mới bay lớn, làm sao có thể chính mình loại trình độ đó thực lực. Nghe vậy bên đầu điện thoại kia vị kia cũng hung hăng lấy làm kinh hãi. Cũng không nói năm không tuổi vấn đề, chỉ là mấy chữ, loại trình độ đó, tiên thiên trung kỳ, trong mắt hắn cũng đủ để có tư cách bị mang lên 10 vạn phân vị trí trọng yếu được coi trọng. Dù sao đây chính là SS cấp, cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ, coi như là phóng nhãn tứ cửu thành, có thể có bao nhiêu cái. Hơn nữa không tất cả đều là thất lão 80 lão nhân. Vì vậy hắn lúc này mới có thể có vẻ như vậy giật mình. Cục trưởng, kế tiếp chỉ thị là cái gì? Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Tôn gia tiểu tử kia hơn phân nửa cũng trốn không thoát. Hôm nay búng ra như thế trên đường thần tiên muốn tìm hắn tính sổ, cũng là đủ thảm đủ buồn thúc giục. Bất quá, hắn dù sao cũng là Tôn gia người a. Mà nhưng vào lúc này hắc bào nhân Tào Tề Quốc giọng nói có chút ngưng túc nói. Tam đại màu đỏ đỉnh cấp nhà giàu có, Tôn gia. Vô luận là một chữ nào mắt, tại đây kinh thành, đều không có bất kỳ người nào, bất luận cái gì tổ chức, bất kỳ thế lực nào dám bỏ qua. Đây cũng là hắn ngày hôm nay sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây nguyên nhân thực sự. Kế tiếp chỉ thị. Mà đang nghe Tào Tề Quốc lời này, bên đầu điện thoại kia vị kia đều tốt giống như có chút đau đầu cùng bất đắc dĩ vậy, trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên nói người bên kia có ở nhà hay không, Long Tổ. Tạm thời còn không có phát hiện có người của bọn họ ở, bất quá. Nếu là thật đổ máu, muốn tra là khẳng định tra được đi ra ngoài, kẽ hở nhiều lắm. Nghe vậy Tào Tề Quốc không chút do dự mở miệng nói. Vậy chiếu kế hoạch lúc trước hành sự đi, chúng ta muốn tiên hạ thủ vi cường A, bên đầu điện thoại kia vị kia chậm rãi nói. Vâng, cục trưởng. Mà đang ở biệt thự Tiểu Dương Lâu mấy cây số ngoại diễn ra như vậy một màn thời gian, biệt thự trong Tiểu Dương Lâu. Trần Phi đã đường hoàng dọc theo hàng lang, đi tới lầu 3, bởi vì căn cứ cảm nhận của hắn, Tôn Long lúc này đang ở lầu 3 tối tới gần tay vịn bên trái bên trên bên trong gian phòng. Đồng thời trừ hắn ra, bên trong gian phòng còn có một vị nóng bỏng xinh đẹp,
người mặc nát hoa quần dài tóc quăn đại ba lãng thiếu phụ mỹ nữ. Chỉ thấy Tôn Long vẻ mặt nhan sắc ôm xinh đẹp thiếu phụ mỹ nữ một bên dở trò, tại nơi nóng bỏng thân thể mềm mại trên rong ruổi du động, một bên trong mắt chấp động không hề che lấp lửa nóng màu sắc, sắc mị mị nói La Dĩnh, chờ lần này tay ta chuyện phía trên vô ích rảnh rỗi sau, ta tự dẫn ngươi đi ta Úc Hoàng Kim Hải ngạn tư nhân trong biệt thự hảo hảo chơi mấy ngày. Còn nhớ rõ chúng ta lần trước cùng đi mã ngươi đại phu sao? Đến bây giờ ta còn hoài niệm a. Khanh khách, lửa kia là xinh đẹp thiếu phụ mỹ nữ nằm ở Tôn Long trong lòng quyến rũ cười, mặt cười trên hiện ra quỷ dị cùng dày màu sắc, sau đó cười khanh khách Tiểu Long, không thể không nói ngươi lá gan thực sự là thật lớn a, ta thế nhưng ba ngươi nữ nhân, là ngươi mẹ kế, ngươi không sợ sao? Sợ, có gì phải sợ? Tôn Long vẻ mặt không sao cả cười cười, trên tay hoạt động biên độ càng ngày càng đặc biệt. Hừ hừ cười xấu xa nói bảo bối, lão già kia ở trên giường khẳng định sớm thì không được đi. Nếu không ngươi cái này tiểu sao hàng làm sao sẽ trăm phương ngàn kế câu dẫn ta? Đã quên nói cho ngươi biết, lần đầu tiên ngày đó ta ngay ngươi chén rượu Riga một ít nước sôi, ta cũng biết ngươi ở bên cạnh nhìn lén nga. Lửa kia lạt xinh đẹp thiếu phụ mặt cười thần sắc trên ngẩn ra, chợt có chút ửng đỏ e thẹn lên nào có, ngươi một ngày chỉ biết nói bậy. Ta nào có ở bên cạnh nhìn lén, ngày đó ngươi thật chỉ là hướng bên trong thêm nước sôi. Đương nhiên, không phải là lạc. Nghe vậy Tôn Long nghiêm trang giọng nói đột nhiên quanh co, vẻ mặt hiệp xúc cười ha hả tiểu bảo bối mà, ta mẹ kế, xem ra ngươi còn quá trẻ a. Ta thuận miệng ngươi nói một chút đều tin, ngươi suy nghĩ một chút, nếu chỉ là nước sôi nói, ngươi đêm hôm đó có thể điên cuồng như vậy, từ 12 giờ mãi cho đến bình minh. Ha 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 nói đến phần sau liên chính hắn cũng không nhịn được hắc cười ha ha lên. Muốn chết à ngươi, cười nữa ta phải đi đem ngươi câu dẫn ta trên chuyện cái giường mà nói cho ngươi biết đi. Đến lúc đó nhìn ngươi thế nào, muốn chết cùng chết. Quyến rũ thiếu phụ nhất thời xấu hổ vội la lên. Ngươi bỏ được sao, ta biết ngươi khẳng định luyến tiếc, Tôn Long vẫn còn hắc cười ha ha. Khụ khụ, xin lỗi, tựa hồ ta tới có chút không phải lúc. Quấy rối hai vị nói chuyện yêu đương. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo có chút ý vị thâm trường tiếng ho khan đột nhiên vang lên, khiến vô luận là Tôn Long cùng với xinh đẹp thiếu phụ đều sắc mặt đột biến. Là ai? Mau ra đây, người tại sao sẽ ở nơi ấy? Mau ra đây. Nhất thời Tôn Long vẻ mặt kinh khủng cùng tức giận đại uống, vẻ mặt hốt hoảng. Nếu ngày hôm nay chuyện này bị người xuyên ra đi, hắn đem mình mẹ kế đều câu trên giường đi, nhưng lại không phải là lần đầu tiên. Chỉ sợ hắn ba được ngạnh sinh sinh lột hắn ra. Mà xinh đẹp thiếu phụ đồng dạng sắc mặt kinh hoàng động tác thật nhanh rúc vào bên góc tường, cùng Tôn Long bảo trì rất nhiều cự ly, lửa đỏ môi đều có chút trở nên trắng, run lên. Cùng Tôn Long đồng dạng, nếu là ngày hôm nay chuyện này truyền ra ngoài, hắn nhất định sẽ chịu không nổi, hạ chàng cực kỳ thê thảm cực kỳ thê thảm. Dù sao cùng Tôn Long loại này thanh niên nhân bất đồng, chồng của nàng thế nhưng Tôn Long trung kiên bối thực quyền phái. Cường thế không gì sánh được, nói một không hai. Nếu là bị hắn biết mình cho nàng đeo đỉnh đầu xanh mượt chụp mũ, hơn nữa còn là cùng con của hắn. Chỉ là vừa nghĩ muốn hắn cũng không nhịn được cả người sợ, bàn chân hàn khí cọ 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 vãng thân thượng mạo. Mà nhưng vào lúc này, Tôn Long đột nhiên một cái giật mình từ trên giường ngồi thẳng, nhìn chậm rãi đẩy cửa đi tới Trần Phi, trong mắt lộ ra sợ hãi nói vâng, là ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Phi ha hả cười cười, nghiền ngẫm vậy nhìn lướt qua núp ở bên góc tường trên nữ nhân kia, còn muốn Tôn Long, hỏi ngược lại ta vì sao biết tại đây, trong lòng ngươi mặt lẽ nào không có đáp án. Ngươi có ý tứ, ta vì sao trong lòng sẽ có đáp án. Nghe vậy Tôn Long biểu tình cứng đờ, chột dạ số chết lắc đầu nói. Phải. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái sang sáng trào phúng. Nhìn đối phương có chút khinh thường nói nguyên tưởng rằng ngươi còn có thể có điểm tiền đồ, trước không phải là rất nghiêu bức sao. Thế nào, phải ta đem lời nói rõ ngươi mới hết hy vọng. Italia màu đỏ tươi răng biết chưa, huyết nhận ngươi vậy cũng biết chưa. Còn có Viễn Đông giúp, lại nói tiếp ngươi cũng thực sự là tiền nhiều hơn cháy sạch hoảng, hoa một ức mua đầu của ta, làm gì không trực tiếp theo ta thương lượng một chút. Ngươi thực sự biết tất cả, làm sao có thể. Tôn Long nghe vậy vẻ mặt đều là khủng hoảng. Hiển nhiên, hắn là thật không nghĩ tới, như vậy chuyện bí ẩn, đối phương cư nhiên biết hết rồi. Không có gì không thể nào,
không làm trái với lương tâm chuyện không sợ quỷ gõ cửa, người nói đúng không? Tôn Long Tôn đại thiếu, Trần Phi mặt không biểu tình mở miệng nói, mơ quang trong bỗng lướt ra ngoài một điểm nhàn nhạt hàn mang, Kỳ Lăng Liệt cùng lành lạnh giọng, khiến Tôn Long Mạnh cả người run rẩy. Đúng, xin lỗi Phi ca, vâng, là ta trước bị ma quỷ ám ảnh, là ta sai lầm rồi. Ta hiện tại trịnh trọng xin lỗi ngươi, tục ngữ nói thật tốt thức thời vi tuấn kiệt, Tôn Long tuy rằng kiêu ngạo tự phụ bản thân chính mình lão tôn nhà huyết mạch thân phận, thế nhưng, cùng ngày ngày hôm nay bị Trần Phi chân chính tìm tới cửa, cùng ánh mắt lạnh như băng nhìn nhau một phen, cũng vẫn là không nhịn được luống cuống, tuyển trạch cúi đầu. Xin lỗi. Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi chợt co rụt lại, bắn ra lưỡng đạo lợi hại băng lãnh ánh mắt, Tôn đại thiếu, ngươi sẽ không cho rằng chỉ đơn giản như vậy một câu nói, ngươi tìm sát thủ ám sát chuyện của ta mà, ta sẽ coi như hết. Nếu không ngươi còn muốn thế nào, thật muốn giết ta, họ Trần, ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng ta Tôn Long là thân phận gì, ngươi minh bạch cái này ý vị như thế nào sao? Gặp Trần Phi cư nhiên không tiếp thụ đạo của mình khiểm, Tôn Long trên mặt thần sắc mạnh chìm chìm, cũng liền lười lại ra vẻ đáng thương, lại thoáng cái dở mặt. Tuy rằng nghiêm ngặt lại nói tiếp, mẹ gả đi ra, gả đến ba hắn chỗ ở Trác gia, hắn Tôn Long nên coi là Trác gia người, mà không phải là Tôn gia. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, hắn hiện tại chính là họ Tôn. Một mình ngươi tiểu tạp chủng, coi là cái gì? Nga, ý vị như thế nào? Nghe vậy Trần Phi trong con ngươi chảy lộ ra một tia nhàn nhạt màu sắc trang nhã, chậm rãi nói. Thế nào, muốn tại đây giả ngây giả dại, tốt lắm, ta đây sẽ thanh toàn. Nghe vậy Tôn Long trên mặt thần sắc cứng đờ, lạnh lùng đại uống ta. Tôn Long, phụ thân là ta bộ phó bộ trưởng, mẫu thân là một quốc xí chủ tịch, còn có ta ngoại công, đây chính là. Chúng ta Tôn Long Tôn đại thiếu càng nói trên mặt thần sắc vượt kiêu căng. Càng nói trong ánh mắt kiêu ngạo tự phụ cũng vượt rõ ràng. Thậm chí ngay cả núp ở góc tường quyến rũ thiếu phụ nghe thế, run rẩy trong con ngươi xinh đẹp đều sinh ra một loại vẻ chờ mong. Tuy nói nàng là Tôn Long phụ thân nữ nhân, nhưng thực cũng bất quá chỉ là cái tình phụ mà thôi, đăng không hơn cái gì nơi thanh nhã. Cho nên khi Tôn Long chân chính như thế thuộc như lòng bàn tay nói ra nhà bọn họ nội tình sau, hắn mới có thể có vẻ như vậy rung động. Dù sao lúc này Tôn Long nói, tự còn chỉ là bọn hắn Trác gia tình huống. Cũng đã đáng sợ như thế, nếu lại coi là hắn mẫu thân nương gia Tôn gia, vậy đơn giản. Coi như là hắn loại này Tôn Long phụ thân đích tình phụ, coi như là gặp qua không ít quen mặt, cũng bị loại này bối cảnh cùng với lực ảnh hưởng hù dọa. Bởi vì, này loại khủng bố bối cảnh, ảnh hưởng lực huyết mạch tử tôn, nhân vật như vậy, nếu là phạm sai lầm, tiểu trừng đại giới, thậm chí chèn ép một chút còn có khả năng. Có thể nếu là muốn mạng của hắn, cũng thiên phương dạ đàm, ai dám. Đây chính là đang gây hấn với lão Tôn nhà uy nghiêm a. Ngươi nói nhiều như vậy, không phải là vì hướng ta hiển hiện ngươi bối cảnh có nghiêu bức giường nào, cỡ nào dọa người, vì vậy ta không dám động ngươi. Có thể thấy được chẳng, Trần Phi lại cười. Nói đến đây hắn vi hơi dừng một chút, bỗng khóe miệng dáng tươi cười có chút trào phúng thế nhưng, ngươi lại biết ta là thân phận gì, bối cảnh gì sao? Ngươi là bối cảnh gì? Chẳng biết tại sao, nghe thế vô luận là Tôn Long hay là lui góc tường quyến rũ nữ nhân đều tâm run lên, cả người run lên. Tôn Long theo sát mà liền sắc lệ nội cha nói, giống to ta không cần biết ngươi là cái gì thân phận, bối cảnh gì. Ngươi nghiêu bức nữa, có thể có ta lão Tôn nhà huyết mạch nghiêu bức. Đừng cho ta trang cái gì đuôi to ba lang. Phải, vậy nếu không ngươi xem một chút đây là cái gì? Nghe vậy Trần Phi nhếch miệng cười cười. Tiện tay từ trong lòng rút ra một quyển đen như mực giấy chứng nhận. Bìa chữ gì cũng không có, cũng chỉ có một dương nanh múa vuốt liệp báo lạo thảo đồ án. Đây là... Mà Tôn Long ở nhìn thấy Trần Phi trong tay giấy chứng nhận, chuẩn xác mà nói là giấy chứng nhận trên dương nanh múa vuốt lạo thảo đồ án lúc, nhất thời con ngươi mạnh co rụt lại, sắc mặt chợt biến, trong đầu trong khoảnh khắc quanh quẩn ra hai cái đại tự, phi báo. Bởi vì giống như hắn loại này tứ cửu thành nha nội, mặc dù nghiêm chỉnh mà nói không tính là Tôn gia đích hệ tử tôn, chỉ có thể coi là Trác gia người. Có thể, cần có kiến thức vẫn phải có, đương nhiên minh bạch Trần Phi trong tay giấy chứng nhận bìa mặt đồ án, chính là thuộc về lĩnh Nam ba tỉnh đặc quyền bộ môn phi báo đội huy. Mà phi báo vậy là cái gì dạng bộ môn? Đây chính là bọn họ nước Cộng hòa nổi danh có số 8 đại đặc quyền bộ môn một trong, trực thuộc ở Trung ương cảnh vệ cục dưới, coi như chỉ thuộc về nhị cấp bộ môn, cũng đủ kinh người.
Hắn không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên có thể cầm ra được loại vật này, chẳng lẽ hắn lại còn là phi báo thành viên? Nguyên lai ngươi là phi báo người, trước cũng xem ngươi. Chỉ là, vậy thì thế nào? Lẽ nào ngươi cho là chỉ dựa vào loại này nhị cấp bộ môn thành viên thân phận, tự có tư cách cùng ta Tôn Long đánh đồng? Quả thực mơ mộng hão huyền. Theo sát mà Tôn Long mặt âm trầm giễu cợt nói, không chịu chịu thua. Mạc Danh kỳ diệu cắt đứt người nói không có thể như vậy, cái gì tốt quen, vì vậy, ngươi hay là trước câm miệng đi. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi bình thản lạnh lùng lời của lại lần thứ hai vang lên. Theo sát mà, lau một cái hàn mang thật nhanh lướt vào Tôn Long cái cổ gian một cái huyệt vị, sau lại người sau liền sắc mặt sợ hãi, ô ô ô, sắc mặt đại biến lên, bởi vì hắn đầu lưỡi không có chi giác, nói không ra lời. Ngươi đối với hắn làm cái gì? Núp ở góc tường quyến rũ nữ nhân trong nháy mắt bị dọa đến ba hồn thiếu bảy phách, cả người thẳng run lên. Bất quá là nhường hắn hơi chút an tĩnh một chút mà thôi. Trần Phi cười cười, lại đem đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con người quét về phía đã sắc mặt sợ hãi Tôn Long trên mặt, lại tiếp tục vừa cười vừa nói, tốt rồi, chúng ta bây giờ nói tiếp. Có thể nói đến đây hắn lại đột nhiên dừng một chút, trần chờ chỉ chốc lát, sau cùng đem nguyên vốn chuẩn bị nói ra khỏi miệng nói, lại nuốt trở vào. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới mình ở phi báo chức vị, kỳ thực hình như cũng chỉ là một, treo đầu dê bán thịt chó, chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, không chân chính biên chế, cho nên nói đi ra hình như cũng không nhiều lắm sức thuyết phục. Nghĩ đến đây, hắn thẳng thắn khơi mào những chuyện khác mà nói, Italia màu đỏ tươi răng ngươi cũng không xa lạ đi. Trước ta cố ý đi một chuyến Italia, thuận lợi đưa bọn họ trừ tận gốc. Ngươi nói cái gì, Tinh, màu đỏ tươi răng là bị ngươi cho bị diệt. Nghe thế Tôn Long con ngươi mạnh rụt một cái, trong lòng mạnh kêu. Hầu như trong nháy mắt bị dọa đến hồn phi phách tán, một đôi mắt tràn ngập hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi, phảng phất hắn là tới từ địa ngục ác ma. Bởi vì hắn đương nhiên biết Italia màu đỏ tươi răng là cái gì, đây chính là được xưng Italia cường đại nhất tổ chức sát thủ. Nhưng bọn hắn trước, lại Mạc Danh kỳ diệu một đêm gian đột nhiên bị diệt môn, mà khi sơ xem hắn biết tin tức này lúc, hắn còn tưởng rằng là vừa khớp, nhưng bây giờ. Ô, ô ô, theo sát mà, cũng không biết là từ khí lực ở đâu ra, Tôn Long trong miệng đột nhiên dùng rằng bộc phát ra cuồng loạn tiếng ô ô, gục Trần Phi dưới chân, trong mắt tràn đầy cầu xin ánh mắt sợ hãi. Như là đang cầu xin tha. Thế mà Trần Phi nhưng thật giống như căn bản đã đưa hắn không thấy vậy, lại tiếp tục mở miệng nói, còn có, trước hứa lão thái gia cũng chỉ còn lại có một hai ngày mệnh, tìm được ta chỗ này, ta cho hắn ngạnh sinh sinh tiếp tục một năm rưỡi đi ra. Thay lời khác mà nói, hứa lão thái gia mệnh là ta cứu được, bọn họ cũng nguyện ý trở thành ta hậu thuẫn. Vì vậy ta thật không biết a. Nói đến đây Trần Phi đôi tròng mắt kia bỗng nhiên lạnh lẽo, hài hước rơi xuống vẻ mặt sợ hãi cầu khẩn Tôn Long trên mặt, chẳng đáng cười nói, vì vậy ta là thật không biết ngươi đinh chút bối cảnh, ở trước mặt ta là có tư cách gì thật ảo trọi lọi. Để xuống, buông tha ta. Nghe vậy Tôn Long cả người run tới cực điểm, vẻ mặt tuyệt vọng làm như vậy hình dáng của miệng khi phát âm. Thậm chí trưởng kíp đều dập đầu đi xuống. Bởi vì hắn hiện tại đã lĩnh ngộ được, hắn dẫn cho rằng ngạo thân phận, bối cảnh, ở Trần Phi nhân vật như vậy tới trước mặt nói, là thật cái gì cũng không coi là. Hơn nữa người này bây giờ là thực sự muốn làm thịt hắn a. Đáng tiếc, đã chậm, tiện thể nhắc nhở một câu. Người biểu ca kia Ngô Tiểu Quân, đã tại hạ mặt chờ ngươi lên đường. Trần Phi một tay theo sát mà giơ lên. Ô ô ô, Ngô Tiểu Quân trên mặt thần sắc chợt cứng đờ, sau đó bỗng lộ ra một tia dữ tợn, từ trong lòng móc ra một thanh đen như mực chủy thủ liền hướng về Trần Phi ngực từ đi, vèo một tiếng, độ mạnh yếu thậm chí ở trong không khí đều phá vỡ âm hiệu. Có thể thấy tình cảnh này Trần Phi nhưng thật giống như hoàn toàn không thấy được, hoặc là nói đúng không lưu ý vậy, một cái tát văng ra ngoài. Giống như là mang theo Thái Sơn áp đỉnh xu thế vậy, giữ dần đi trước trong quá trình tối như mực chủy thủ trực tiếp bị đánh bay, phần phật ở giữa không trung xoay tròn vài vòng sau, sắp đến rồi sàn nhà bên trong, khiến gần trong gang tấc cuộn mình quyến rũ nữ nhân sợ đến hét dầm lên. Phanh, ken két. Mà tự trong cùng một lúc, Trần Phi một cái tát kia hung hăng vẫy ở Tôn Long trên huyệt thái dương mặt. Nhất thời bên đầu đầu đều tốt giống như nổ tung vậy. Đỏ trắng vật trong nháy mắt dường như dưa hấu bạo vậy tiên bắn ra, bị Trần Phi tiện tay thi triển che ở trước mặt linh quang, toàn bộ ngăn cản rớt. Bất quá trên tay mặt còn là không thể tránh né lây dính một ít.
Câm miệng, nếu là ngươi, cũng muốn cùng hắn cùng đi nói. Nhất thời quyến rũ nữ nhân khớp hàm cắn thật chặt, không dám tái phát ra chút nào thanh âm, rất sợ hạ chàng cùng Tôn Long vậy. Mặt cười trắng bệch. Ngay sau đó Trần Phi giống như là người không có sao vậy, nghiêng đầu đi, tìm được bên trong căn phòng buồng vệ sinh, bình bình đạm đạm cầm khăn mặt dính nước còn có xà phòng rửa sạch hai bên, lúc này mới thi hành lại từ trong phòng vệ sinh đi ra. Đừng, đừng giết ta, van cầu ngươi đừng giết ta. Ta có thể vì ngươi làm một chuyện gì mà, ta rất đẹp, vóc người cũng tốt, ta có thể theo ngươi, làm cho ngươi tình phụ, van cầu ngươi đừng giết ta. Mà ở nhìn thấy Trần Phi từ phòng vệ sinh nội đi tới, phủ mị nữ nhân mới một thanh nước mũi một thanh nước mắt gục Trần Phi dưới chân, tùy ý hắn khiến nam nhân điên cuồng nóng bỏng thân thể mềm mại bại lộ ở trong không khí, cũng căn bản không đi chú ý. Hắn không muốn chết, càng không muốn rơi vào cùng Tôn Long một cái hạ tràng. Phanh! Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi vừa mới chuẩn bị cau mày nói, lại nghe được một tiếng trầm muộn tiếng súng đột ngột gian vang lên. Theo sát mà, vậy còn vẫn duy trì tư thế phủ mị nữ nhân, thẳng tắp ngã xuống. Ai? Hiển nhiên Trần Phi thật không nghĩ tới cư nhiên sẽ ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện như thế vừa ra, nguyên lai hắn chỉ là muốn thi triển cái tiểu pháp thuật, những nữ nhân kia di vong rơi vừa rồi nhìn thấy tất cả mới có thể. Nhưng bây giờ, lẽ nào ngươi còn muốn nhẹ dạ buông tha hắn sao? Một đạo thanh âm bình tĩnh từ bên cửa sổ truyền đến, theo chỉ thấy một đạo nhân ảnh không biết khi nào đã nhảy tiến đến. Mà bóng người kia không là người khác, chính là trước vẫn theo dõi ở Trần Phi phía sau mấy cây số ra hắc bào nhân Tào Tề Quốc. Chỉ thấy kỳ chậm rãi xốc lên bao phủ ở trên đầu hắn mũ, lộ ra một trương 30-40 tuổi đao tước phủ khắc, cực thô cuồng nam tử khuôn mặt, tay phải hắn trên còn cầm một khẩu súng, hỏng phiêu sợi theo khói xanh, có mùi khét. Hiển nhiên trước nhất thương còn có lời kia chính là xuất từ người này, Tào Tề Quốc tay, sau. Chỉ thấy kỳ con ngươi hơi lóe. Trộm liếc một cái khuynh đảo, sụi lơ trên mặt đất cỗ thi thể kia, trong nháy mắt con người hơi co rụt lại Tôn Long. Hiển nhiên mặc dù trước hắn đã có đoán được, có chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng không nghĩ tới, Trần Phi dám thực sự sát nhân. Cái này sự tình đại điều. Ngươi và hắn có cửu oán, nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng thanh đột nhiên từ hắn bên tai truyền đến. Chỉ thấy Trần Phi nhìn chằm chằm hắn thản nhiên nói. Có cửu oán. Nghe vậy Tào Tề Quốc hơi sững sờ. Lắc đầu nói không, ta và hắn không biết. Ta chỉ là biết hắn là Tôn Vạn Long đích tình phụ mà thôi. Đã như vậy ngươi tại sao muốn giết hắn? Trần Phi lại mở miệng. Ta là vì tốt cho ngươi. Chẳng lẽ, ngươi thật muốn nhẹ dạ buông tha hắn? Tào Tề Quốc cau mày nói rằng. Sau đó lại thấy kỳ cau mày tiếp tục nói hắn chính mắt thấy ngươi giết rơi Tôn Long toàn bộ quá trình. Nếu là để xuống hắn đi, ngươi nghĩ Tôn gia điều không tra được. Ngươi không cũng giống vậy, chính mắt thấy ta giết chết Tôn Long toàn bộ quá trình. Có thể nghe nói Trần Phi lại cười lạnh, chậm rãi nói ta không thích liên lụy người vô tội. Hơn nữa, ta đáng ghét hơn tự chủ trương, há mồm ngậm miệng cái gọi là tốt với ta người. Chúng ta rất thuộc sao, hắn bây giờ căn bản cũng không biết người này lai lịch gì, lại vừa lên đến tự cái gọi là vì hắn tốt, bị giết cá nhân, trong lòng của hắn có thể thoải mái sao? Vậy nếu là tin tức để lộ đi ra ngoài, người chuẩn bị làm sao bây giờ? Nghe vậy Tào Tề Quốc trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ vẻ, hỏi ngược lại. Ta có thể để cho hắn vừa rồi đoạn ký ức tiêu thất. Trần Phi chậm rãi nói. Có thể để cho hắn vừa rồi đoạn ký ức tiêu thất. Nghe vậy cái này đến phiên Tào Tề Quốc ngây ngẩn cả người, thần sắc có chút xấu hổ. Hiển nhiên hắn là thật không nghĩ tới Trần Phi lại còn có thủ đoạn như vậy. Mà nếu là như vậy nói. Trước hắn cử động tự quả thật có chút dư thừa. Mặc kệ nói như thế nào, người chết miệng mới là tối kín. Điểm này ngươi không có biện pháp phủ nhận, theo sát mà hắn lắc đầu nói. Ta không muốn với ngươi cải cọ những. Này, ngươi, đến cùng là ai? Từ trước bắt đầu, ngươi vẫn theo dõi ở thân ta sao? Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi chăm chú nhìn hắn, có một luồng hàn ý từ từ hiện lên. Nếu người chết miệng mới là tối kín. Siêu. Tào Tề Quốc trong lòng chợt dâng lên một lương khí, bỗng nhiên ngẩng đầu, đối diện trên Trần Phi cặp kia bên trong đã có một ít hiện lên lạnh ý ánh mắt, tình không điều khiển tự động run rẩy, cái này mới phản ứng được lúc này đứng ở trước mặt hắn, tựa hồ cũng không phải một vị phổ thông thông hơn 20 tuổi thanh niên nhân. Còn đối với định phải làm sao chuyện, cũng không cần hắn Tào Tề Quốc giáo.
Nghĩ đến đây, hắn cấp tốc đem bản thân trong nội tâm tâm tình khẩn trương bình phục xuống tới, thật sâu nhìn liếc mắt Trần Phi, từ trong lòng móc ra một quyển lớn chừng bàn tay chứng kiện. Ta gọi là Tào Tề Quốc, Trung ương Cảnh vệ cục đặc biệt an toàn hành động đội đội trưởng. Trung ương Cảnh vệ cục. Nghe vậy cái này đổi thành Trần Phi nhịn không được ngẩn người. Bởi vì nếu là Hứa lão gia tử quản hạt Trung ương Cảnh vệ cục, đây chẳng phải là người một nhà. Có thể nhưng vào lúc này, Tào Tề Quốc lại đột nhiên từ trong lòng lấy ra một phổ phổ thông thông còng tay, sắc mặt không gì sánh được nghiêm túc hướng về Trần Phi mở miệng nói mặt khác. Trần Phi, chúng ta bây giờ hoài nghi ngươi kẻ khả nghi hai khởi tính chất ác liệt giết người án. Vì vậy ngươi bây giờ cần muốn đi với ta một chuyến, xin phối hợp. Nghe thế Trần Phi trực tiếp không nói, không rõ đối phương cái này trong hồ lô đến tột cùng là muốn làm cái gì. Thật muốn bắt hắn. Có thể lại không muốn a. Một lát sau, hai đạo nhân ảnh vô tung không hơi thở ly khai Đông Sơn Thự khu biệt thự. Hứa lão thái gia Hứa Đông Điền đang ở tứ hợp viện cùng nghỉ ngơi, lại đột nhiên nhận được đến từ một cái ngành đặc biệt lãnh đạo thần bí số đuôi điện thoại. Này, Tiểu Trịnh, Hứa lão gia tử chuyển được điện thoại, nghi ngờ nói. Lão thủ trưởng, là ta. Trước ngươi muốn chúng ta nhìn một chút tiểu tử kia, đã đến kinh thành, hơn nữa động thủ. Từ trong điện thoại truyền đến uy nghiêm, thanh âm cung kính. Ta các ngươi phải, hắn đã động thủ, kết quả gì? Hứa lão thái gia đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trầm giọng mở miệng hỏi. Có điểm gan lớn. Bên đầu điện thoại kia người nọ dùng phức tạp khẩu khí chậm rãi nói Ngô gia tiểu tử kia còn có Tôn gia tiểu tử kia, đều chết hết. Một cái không chạy mất, một cái không còn lại. Chết hết. Dù là Hứa lão thái gia nghe vậy cũng không nhìn được lắc đầu cười khổ cười, tuy rằng hắn sớm biết rằng sẽ là kết quả này, nếu không cũng sẽ không lén sớm an bài những chuyện kia mà. Chỉ là, tiểu tử này thật đúng là không cho người bớt lo, Ngô gia tiểu tử kia hoàn hảo, chết thì chết đi, có thể Tôn gia tiểu tử kia dù sao có cái kia gia tộc huyết mạch a. Ừ, hai cái đều chết hết, một cái bị chết rất nhẹ nhàng, toàn thân không tìm được bất luận cái gì vết thương hoặc chí mạng vết tích. Biểu hiện trên mặt cũng rất nhẹ nhàng. Mà Tôn gia tiểu tử tử trạng sẽ thảm không ít, bên đầu, huyệt thái dương trực tiếp cho đánh nổ. Nói đến đây ngay cả bên đầu điện thoại kia thanh âm uy nghiêm cũng không từ dừng một chút, sau đó giọng nói có chút phức tạp cùng kinh động nói bất quá lão thủ trưởng, tiểu tử kia đến tột cùng là ai? Tiểu Tào ngươi biết chưa, chính là chúng ta cục hiện tại trừ ra thế hệ trước tối tên lợi hại, thực lực bình xét cấp bậc tối thiểu đều là S cộng cấp bậc. Có thể hắn lại nói không dám đến gần mục tiêu 3 km nội, sợ bị phát hiện. Phải biết rằng coi như là đã từng này nguy hiểm hệ số S cộng trở lên nhiệm vụ, đều không gặp tiểu tử kia nói lời này. Trong lòng của hắn thực sự rất kiêu ngạo. Rất bình thường, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên nha. Lại kiêu ngạo người, đang đối mặt so với hắn lợi hại người thời gian, đều là tư thái theo bản năng để xuống thấp rất nhiều. Người biết Italia có cái tổ chức sát thủ gọi màu đỏ tươi răng sao? Còn có chức chiếm giữ ở lĩnh Nam 3 tỉnh địa khu hổ báo đường. Nghe vậy Hứa lão thái gia khẽ mỉm cười một cái, đột nhiên như vậy phản vấn. Hiển nhiên đối với lần này, hắn cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái đâu. Dù sao ngay cả màu đỏ tươi răng, hổ báo đường đều bị tiểu tử kia cho tận diệt, họ Tào tiểu tử kia lợi hại hơn nữa, có thể có loại trình độ này sao? Đương nhiên biết, lão thủ trưởng ngươi đột nhiên nói cái này làm gì? Bên đầu điện thoại kia uy nghiêm thanh tuy rằng nghi hoặc, nhưng lại lập tức mở miệng tiếp tục nói Italia màu đỏ tươi răng, được xưng Italia lợi hại nhất tổ chức sát thủ, tại thế giới hắc ám sát thủ giới bài đệ tứ, nhất là thủ lĩnh của bọn họ đao phong sách tức thì bị dự vi truyền kỳ sát thủ, trình độ nguy hiểm SS cấp. Có thể trước nhưng không biết chuyện gì xảy ra, trong một đêm bị thế lực thần bí đều diệt môn. Đến mức hổ báo đường. Càng so với màu đỏ tươi răng nguy hiểm hơn, đen hơn ác. Ở giữa chỉ là tiên thiên trung kỳ cường giả tựu có chừng hai cái, hổ báo đường chủ La Tôn, càng tu vi thực lực đã đi đến tiên thiên hậu kỳ. Bất quá viên này u ác tính cũng đã bị Hoàng Tinh Hoàng Lão bắt lại. Hoàng Lão đầu, không phải là hắn. Có thể nghe nói, điện thoại lời này Hứa Lão Thái gia lại lắc đầu cười cười. Phủ nhận lời của đối phương. Không phải là hắn, không phải là Hoàng Lão. Lẽ nào, tê, nghe thế bên đầu điện thoại kia người nọ sửng sốt, giọng nói có chút đột biến, thật giống như đoán được cái gì tựa như, mạnh cũng hít một hơi khí lạnh. Ừ, xem ra ngươi cũng đoán được, bất kể là màu đỏ tươi răng, hay là hổ báo đường,
đều là tiểu tử kia tự mình diệt trừ, hoàng lão đầu đến cuối cùng đứng ra, chỉ là vì giúp hắn yểm bưng tai con mắt mà thôi. Những chuyện này ngươi nghe một chút còn chưa tính, nhớ kỹ tai trái đoa tiến, lỗ tai phải ra. Vâng, lão thủ trưởng, nhất thời bên đầu điện thoại kia người nọ giọng nói một ngưng nói. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn hơn phân nửa đã ở mạo hiểm một chút mồ hôi lạnh. Italia màu đỏ tươi răng còn chưa tính, có thể hổ báo đường. Loại này hắc ác độc lựu có thể tồn tại, chiếm giữ ở quốc nội nhiều năm như vậy, không phải là không có đạo lý. Há là nói diệt cũng có thể diệt. Ừ, tiểu tử kia hiện tại người đâu? Kế hoạch y theo tiến hành không có. Không nhường hắn hiểu lầm cái gì đi. Hứa lão thái gia đột nhiên giọng nói có chút kỳ quái nói. Lấy tiểu tử kia tính cách, nếu là thật hiểu lầm, có thể có họ Tào tiểu tử bị. Ngạch, hẳn không có đi. Tào Tề quốc vừa rồi đã mang hắn về, ta xem bọn hắn lưỡng. Đều không có gì, nghe vậy bên đầu điện thoại kia người nọ cũng là sửng sờ, chần chờ nói. Có thể, sẽ không có xảy ra chuyện đi. Vậy là tốt rồi, được rồi, dựa theo kế hoạch lúc trước tiếp tục tiến hành đi, đem Ngô gia, Tôn gia hai tiểu tử chết ở trong nhà, còn có hung thủ đã bị trong các ngươi vệ cục bắt tin tức truyền đi. Chuyện này, được mau chóng giải quyết mới được, nghe vậy hứa lão thái gia gật đầu, sau đó híp mắt ý vị thâm trường nói. Vâng, bất quá lão thủ trưởng, thật muốn đem tin tức truyền đi. Cần phải vâng, Long Tổ, Tôn gia bên kia tìm chúng ta yếu nhân, làm sao bây giờ? Nghe vậy bên đầu điện thoại kia lên tiếng, có thể vẫn còn có chút chần chờ nói. Tôn Long, cùng với Tôn gia nắm trong tay kinh thành bốn bộ một trong Long Tổ. Nếu là bọn họ thật mở miệng yếu nhân, phân lượng, thế nhưng tựu đủ nặng a. Mở miệng yếu nhân. Người phải biết rằng cái miệng này không có thể như vậy tốt như vậy mở. Tôn gia chết tiểu tử kia là đời thứ tư đi, coi như là phụ thân hắn, đời ông nội ra mặt, cũng liền đời thứ ba đời thứ hai mà thôi, thành được nhiều khí hậu. Là hắn các, còn không có can đảm ở trung vệ bên trong cục mù hồ đồ. Thế mà nghe vậy hứa lão thái gia lại nhàn nhạt cười cười. Lấy nhãn giới của hắn, ngoại trừ vị kia Tôn gia cùng hắn cùng thế hệ phân lão thái gia. Cái khác có ai có tư cách dám hướng hắn hứa đông điển yếu nhân. Cho nên nói a, cái miệng này không có thể như vậy tốt như vậy mở. Vâng, lão thủ trưởng, ta hiểu được. Nhất thời bên đầu điện thoại kia người nọ cả người dùng mình, xấu hổ lắc đầu, phản ứng hồi đến chính mình hỏi cái nhiều ngu xuẩn vấn đề. Lão thủ trưởng cái này thái độ đều rõ ràng là tự mình muốn người bảo lãnh, ai còn dám, còn có tư cách đơn giản mở mặt khác miệng. Từ hứa lão thái gia bên kia sau khi nhận được mệnh lệnh, bọn họ liền đem Ngô gia Ngô tiểu quân cùng với Tôn gia trang binh bỏ mình ở trong nhà, còn có hung thủ đã bị trong bọn họ vệ cục bắt tin tức, tán phát ra ngoài. Vì vậy suốt đêm, kinh thành liền ở các thế lực, đại tiểu gia tộc trung gian nhấc lên một hồi động đất. Kinh thành Ngô gia còn chưa tính, Đính Thiên cũng chính là cái phá tam lưu, chết nhiều hơn nữa người cũng không quá khả năng dẫn phát phạm vi lớn quan tâm. Có thể Tôn gia là cái gì? Đây chính là tứ cửu thành cao cấp nhất màu đỏ ba đại hào môn một trong tồn tại. Lại có người dám đúng gia tộc này huyết mạch động đao tử. Hiển nhiên, cái này chân thực có chút thật là làm cho người ta khó có thể tin cùng giật mình. Sự kiện lần này cận một đêm liền trở thành mọi người chú mục chính là tiêu điểm, bị đông đảo thế lực quan tâm. Người sao biết không, Tôn Vạn Long nhi tử chết, không biết bị ai trực tiếp ở nhà cho làm thịt. Bên đầu đều bị đánh bể. Cái gì? Điều đó không có khả năng đi, cũng quá kinh người. Lẽ nào ngươi còn không có nhận được tin tức, đây chính là trung vệ cục tự mình thả ra, thiên chân vạn xác. Kỳ thực cũng liền vài canh giờ trước chuyện, có người nói Ngô gia Ngô tiểu quân cũng đã chết, hắn là Tôn Vạn Long nhi tử biểu đệ. Hung thủ là một người. Đó chính là báo thù. Lẽ nào cái này Ngô tiểu quân cùng Tôn Long ở trong đáy lòng lập mưu cái gì không thấy được ánh sáng chuyện mà, đắc tội có chút đại nhân vật. Chọc giận bọn họ, bị tìm tới cửa. Ngô gia tiểu tử kia còn chưa tính, có thể Tôn Vạn Long con của hắn. Dù sao cũng là lão Tôn nhà người a, bọn họ sẽ thiện bày làm huề. Đúng vậy, cũng không nói hung thủ kia như vậy to gan lớn mật, dám ở cái này tứ cửu thành thấy máu động đao tử, đây chính là tên cấm. Liền nói Tôn gia tiểu tử kia, nói lần trước tam đại màu đỏ nhà giàu có gia tộc huyết mạch ở tứ cửu thành bị ám sát, là lúc nào? Ta nhớ kỹ lúc đó ta cũng còn rất nhỏ, chỉ có hơn 10 tuổi. Là 13 năm trước đây, một lần kia là quốc nội một cái tổ chức sát thủ hướng lão Lưu nhà động đao tử, chết một cái chúng ta đời trước.
Kết quả, tổ chức sát thủ trong mấy ngày bị nhổ tận gốc, nước Cộng Hòa một mảnh quét sạch. Đều 13 năm, rốt cục, không biết có ai dám như vậy to gan lớn mật, ở kinh thành ám sát làm thịt một cái màu đỏ nhà giàu có cấp gia tộc khác huyết mạch, tự nhiên gặp phải một mảnh đại ba lan, có điểm thân phận, người biết chuyện này đều đang nghị luận. Thậm chí có một ít nhìn có chút hả hê. Phải biết rằng lão Tôn nhà mấy năm nay ở tứ cửu thành Phong Bình có thể không tốt lắm, tư thái cường thế, bá đạo đã quen, hôm nay lại đột nhiên ăn loại này nghẹt, tự nhiên khiến rất nhiều người đều ở đây ám thoải mái. Dĩ nhiên, bọn họ càng cảm giác hứng thú tựa hồ là hung thủ kia thân phận. Đến tột cùng là ai dám ở cái này tứ cửu thành to gan lớn mật, trái với lệnh cấm thấy máu động đao tử, liều mạng ân oán báo thù. Còn là có lai lịch lớn thân phận nghịch thiên hạng người. Sau, rốt cục có người, bản lãnh lớn, cư nhiên từ đó ương cảnh vệ cục đào một điểm tin tức. Hung thủ kia tên là Trần Phi, là một bác sĩ. Bác sĩ, xòe ra thời gian bác sĩ đều nghiêu như vậy. Không một lời hợp đem lão Tôn nhà mọi người cho ám sát. Ta thế nào cảm giác tên này hơi có chút quen thuộc. Hình như ở đâu nghe qua. Trần Phi, ta đã biết, đó không phải là Hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng sao. Có người nói Hứa lão thái gia trước sinh một cơn bệnh nặng, liền y thánh đường thần y đều thúc thủ vô sách, thiếu chút nữa cứ như vậy đi. Sau lại không biết lão nhân gia ông ta chạy thế nào đi Giang Nam, tìm một vị bác sĩ. Cư nhiên thật thần kỳ vậy đem chị. Ta nếu nhớ kỹ không sai, Giang Nam thần y tên liền kêu làm Trần Phi. Sẽ không là cùng một người đi. Cái gì, thần y, Hứa lão thái gia, thiệt hay giả, y thánh đường mấy vị kia thế nhưng quốc thuật vô song, đương đại biển thước. Liên bọn họ đều bất lực, những người khác thật có năng lực đem chữa cho tốt. Ngạch, tựa hồ hình như thật có chuyện như vậy, ngươi lẽ nào đã quên Hứa lão thái gia trước là đang ngồi xe đẩy. Hiện tại lại trực tiếp có thể xuống đất đi bộ. Cái này đến tột cùng là có ý gì? Mọi người đều biết, trung vệ cục thế nhưng Hứa lão thái gia quản hạt. Bây giờ là trung vệ cục đem Hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng bắt lại. Mọi người nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người đang đào quật tin tức. Bởi vì chỉ dựa vào bọn họ hiện tại biết chân thực quá hỗn loạn, thật là làm cho người ta đầu váng mắt hoa. Mặc kệ nói cái gọi là Giang Nam thần y thời gian thật là Hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng, có thể tóm lại huyệt trống không đến phong, tối thiểu có thể có loại tin tức này ở bên ngoài truyền, vậy người hoặc nhiều hoặc ít cùng Hứa lão thái gia, cùng Hứa gia là có một chút quan hệ đi. Nhưng bây giờ, trung vệ cục lại đem người như thế bắt lại, nhưng lại hình như không biết vậy đem tin tức truyền ra, đây là rất sợ Tôn gia không hơn cửa yếu nhân. Ai, cái này thật đúng là có đủ hỗn loạn. Người bắt lại. Lão Lưu nhà đại trạch viện nội, Lưu đầu mùa đông có chút sắc mặt ngạc nhiên nhìn chính đứng ở trước mặt hắn vị áo đen kia người, giọng nói có chút dị dạng. Coi như tại đây tứ cửu thành thấy máu động đao tử là tối kỵ, nhất là ghim hắn các loại người này, nhưng vấn đề là lấy trước hắn ở trên phi cơ đúng Trần Phi trực quan ấn tượng. Tên kia cũng không đến mức làm việc như thế không đáng tin cậy đi. Dù sao bọn họ loại người này, đối với phàm tục thế giới mà nói. Thần không biết quỷ không hay sát nhân phương pháp quả thực không nên quá nhiều, cho nên khi chàng bị nắm ở, quả thực tựu là một loại trò cười. Cái này đến tột cùng tình huống gì? Đầu hắn có điểm choáng. Ừ, là trung vệ cục bên kia tự mình phát ra tin tức, hẳn không phải là giả. Hắc y nhân kia do dự mà gật đầu, lại nhịn không được hỏi, thiếu gia, người xác định vị trẻ tuổi kia với ngươi là một loại người. Quý thúc thúc, lẽ nào người nghi ánh mắt ta có chuyện sao? Lưu đầu mùa đông có chút tức giận đảo cặp mắt trắng dã. Nếu không hắn tính tình tốt, bị người vài lần ba lần hỏi như vậy, sớm sinh khí. Không phải là, ta là nghĩ, giống như thiếu gia các ngươi người như thế muốn thần không biết quỷ không hay giết người, không phải là thật dễ dàng sao? Coi như đối phương là cổ vũ giả cũng giống vậy, có thể vị kia hiện tại đây là. Được xưng là, quý thúc thúc, tuổi nhỏ người lời nói thật. Hắn là thật có một ít buồn bực. Tuy nói Tôn gia tiểu tử kia thân phận không bình thường, chính là Tôn gia huyết mạch, nhưng vấn đề là cái đó và đối phương biết dùng thủ đoạn gì không có trực tiếp liên hệ đi. Sẽ có, hẳn là càng bí mật, vượt thần không biết quỷ không hay càng tốt ha. Ta cũng buồn bực a. Nghe vậy Lưu đầu mùa đông trên mặt cũng là một bộ cổ quái. Nếu đổi lại là hắn đến động thủ, coi như đến cuối cùng có khả năng bị người đi qua dấu vết suy tính đến trên người hắn.
có thể chắc chắn sẽ không có chứng cứ, chớ nói chi là bị tại chỗ bắt được. Cái này đối với bọn hắn loại người này mà nói, không phải là khôi hài sao? Buồn bực cái gì, cái này không rõ ràng là cố ý sao? Có thể nhưng vào lúc này, một hơn 40 tuổi trung niên nhân đến gần. Ba, nhị gia, nhất thời lưu đầu mùa đông cùng hắc y nhân kia, quý thúc thúc, tất cả hướng phía người hành lễ chào hỏi. Bởi vì trung niên nhân này không là người khác, chính là hơn 10 năm trước phong vân toàn bộ tứ cửu thành nha nội vòng, Lưu nhị gia, Lưu Đôn. Có thể bị bên trong bên ngoài đều vui lòng phục tùng thừa nhận loại này xưng hô, cái này Lưu Đôn năng lực có lớn hay không, rõ ràng. Cùng lúc đó, hắn vẫn lưu đầu mùa đông cha. Ba, người nói cái này là cố ý, có ý tứ, lưu đầu mùa đông hướng Lưu Đôn nghi ngờ nói. Có câu là tiên hạ thủ vi cường, xem ra người nói tiểu tử kia, thật cùng hứa lão thái gia quan hệ rất mật thiết ha, cư nhiên đáng giá lão nhân gia ông ta buông tha thủ vững hơn 10 năm bứt ra thế ngoại, sống chết mặc bay. Cái này tứ cửu thành thực sự là càng ngày càng nóng náo loạn. Loại người như vậy trong con ngươi lấp lánh tuệ quang. Lắc đầu lại cười nói. Tiên hạ thủ vi cường. Ba, có ý tứ, ta còn là nghe không hiểu. Lưu đầu mùa đông tha cái bù thêm nghi ngờ hơn. Ngược lại thì hắc y nhân kia nghe vậy trên mặt một bộ như có vẻ suy nghĩ, dần dần ánh mắt trở nên chấn động lên. Không hiểu tựu không hiểu sao. Qua một thời gian ngắn ra ra người 70 đại thọ, nếu khi đó họ Trần tuổi nhỏ người còn ở kinh thành, tựu tiện đường nhượng hắn đến ngồi một chút. Lưu Đôn cười cười. Thay đổi đề tài. Nhượng hắn đến, được rồi. Tứ cửu thành bên kia, lão Trần ra bên trong tứ hợp viện. Ngươi nói cái gì, Trần Phi trong chăn ương cảnh vệ cục bắt, hắn đem Tôn gia người cho ám sát. Hiện giữ lão Trần gia gia chủ Trần Bình Chương nghe thế tin tức, chố mắt nhìn nói. Đúng vậy, ba, mới từ trung ương cảnh vệ cục truyền tới tin tức, ta sai người hỏi, là thật chuyện này. Không nghĩ tới tiểu tử kia lá gan lớn như vậy. Lại dám tại đây tứ cửu thành thấy máu động đao tử, tối trọng yếu là bây giờ còn trong chăn vệ cục bắt lại. Trước bàn đọc sách, Trần Chấn Quân cười khổ nói. Hắn tự nhiên cũng không nghĩ tới đột nhiên mạc danh kỳ diệu sẽ gây ra loại sự tình này mà. Dù sao tại đây tứ cửu thành gây ra huyết án tử, thế nhưng có thể lớn có thể nhỏ. Hơn nữa chủ yếu nhất là chết một người trong đó còn là Tôn gia người. Đều bao nhiêu năm không ai dám cưỡi tại bọn hắn tam đại màu đỏ nhà giàu có trên đầu. Hiện tại lại đột nhiên gây ra như thế vừa ra, không phải là vẽ mặt là cái gì. Lão Tôn nhà những người đó sao lại từ bỏ ý đồ. Tiểu tử này thật đúng là sẽ gây chuyện thị phi a. Không phải nói trên tay công phu rất lợi hại, làm sao sẽ bị nắm cái hiện hành. Hiển nhiên Trần Bình Chương Trần Lão Thái gia cũng nghĩ thông suốt cái này trong các đốt ngón tay, lắc đầu cười khổ nói. Đổi cái tư duy ngẫm lại, coi như là bọn họ bây giờ Lão Trần gia. Gặp gỡ loại sự tình này mà, cũng không thể không tức giận. Chớ nói chi là lão Tôn nhà theo chân bọn họ bây giờ còn không giống với, vị kia Tôn lão thái gia, hôm nay thân thể cốt thế nhưng thực cứng lãng, tình thâm trạng thái rất tốt. Thùng thùng đông. Lão đại, là ta. Nhưng vào lúc này, cửa thư phòng đột nhiên bị gõ, một giọng già nua truyền vào. Lão Tam, tiến đến, Trần Bình Chương nhất thời nghe ra già nua thanh là hắn tam đệ Trần Diệu Hoành thanh âm. Nhất thời con ngươi vi vi lóe lóe, cất giọng nói. Tam thúc, làm Trần Diệu Hoành vừa tiến đến, Trần Chấn Quân lập tức cung kính nói. Nguyên lai là Chấn Quân A, còn chưa ngủ. Trần Diệu Hoành thuận miệng chào hỏi một câu, sau đó ánh mắt rơi vào Trần Chấn Quân còn có Trần Bình Chương trên người dừng một chút, chậm rãi nói ta vừa từ bên ngoài nghe tới một người chuyện này. Là ngươi tiểu tôn tử, thế nào, trong lòng lo lắng, ngủ không yên. Nghe vậy Trần Bình Chương cười cười. Có thể nghe thế Trần Diệu Hoành Trần lão gia tử lại không trả lời, chỉ là thuận lợi từ trên bàn sách cầm lấy một cây đặc cung yên cho mình đốt lên, bị sặc phải ho khan thấu vài tiếng, già nua khuôn mặt trên đều có chút phiếm hồng, mới dần dần một đôi mắt quét về phía Trần Bình Chương, giọng nói phức tạp nói lão đại, ta đời này đều không mở miệng cầu quá ngươi. Chỉ là ngày hôm nay, giúp ta gọi điện thoại cho Tôn gia câu thông đi. Ta sợ ta hiện tại nói tới nói lui, phân lượng thiếu. Lão Thái gia vừa đi, bọn họ lão Trần gia dĩ nhiên là đã cùng Tôn gia không đúng đợi. Chớ nói chi là hôm nay chuyện này phát sinh quá mẫn cảm. Trong rừng rậm, sư tử rốt cục đợi được con cọp chết già, coi như còn có cá sấu voi, có thể loại thời điểm này nó bị một cái nhỏ sói con tha tha cái mông,
sẽ có hậu quả gì không, còn cần phải nói sao? Lão tam ngươi! Trần Bình Chương nghe vậy thân thể hung hăng chấn động, sau đó nhìn về phía mình tam đệ ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Ngay cả Trần Chấn Quân cũng là, bởi vì bất kể là làm huynh đệ hay là cháu trai thúc thúc, bọn họ đều rất rõ ràng, Trần Diệu Hoành cái này Trần lão tam nhà ta tính tình là có cỡ nào khăng khăng, thái độ làm người là có cỡ nào bá đạo cùng cường thế. Thậm chí Trần Bình Chương Trần lão gia tử thật có thể cầm dưới mông mặt vị trí phát thệ, hắn đời này, là thật không từ bản thân tam đệ trong miệng nghe được một cái cầu tự. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nghĩ đến đây, Trần Bình Chương Trần lão gia tử đem vật cầm trong tay đầu mẩu thuốc lá đè vào trong cái gạt tàn thuốc, thở dài ai? Lão tam, đừng như vậy. Thói quen hơn nửa đời người tính cách cường thế, bá đạo lão tam, hiện tại lại đột nhiên biến thành như vậy. Coi như là trước bọn họ tương hỗ gian có sai lầm sẽ, có mâu thuẫn, có thể dù sao vẫn là thân huynh đệ a. Trần lão tam như vậy, trong lòng của hắn có thể dễ chịu. Ai? Trần Diệu Hoành Trần lão gia tử cũng không nhìn được khẽ thở dài một tiếng, đi tới bên kia sofa ngồi xuống, cầm trong tay chỉ đốt đến một nửa tàn thuốc ấn khắp nơi cái gạt tàn thuốc trong. Sau đó mới thấy hắn chậm rãi nói lão gia tử năm đó quá độc đoán, đem Trấn Quốc làm hỏng. Vì vậy coi như là hắn trong lòng bây giờ muốn, cũng không có chút ý nghĩa nào, bởi vì vậy đối với mẹ con trong lòng đối với hắn làm bất hòa còn có vết rách đã thật sâu chồng, không phải là sớm chiều gian có thể vãn hồi. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, tiểu tử kia thủy chung là ta Trần Diệu Hoành tôn tử, huyết mạch tương liên, ta không bỏ xuống được. Nghe vậy Trần Bình Chương Trần lão gia tử cùng với Trần Chấn Quân đều có chút bỗng nhiên. Tuy rằng đứng ở hắn các độ lớn của góc, lấy hôm nay ánh mắt đến xem. Trần Chấn Quốc năm đó sở tác sở vi, lựa chọn trạch, quả thực, chân thực có chút lãnh khốc cùng với bất cận nhân tình. Nhưng nếu là đổi cái độ lớn của góc, từ hắn năm đó khi đó, cái vị trí kia đến xem. Tại bọn hắn lão Trần gia, thì có ai dám làm trái lão Thái gia ý tứ. Lão nhân gia ông ta năm đó quả thực quá độc đoán. Hoặc là nghe lời, hoặc là vứt không cần, đổi lại là bọn họ, nên lựa chọn như thế nào. Nghĩ đến đây Trần Bình Chương Trần lão gia tử không khỏi thật sâu thở dài bác sĩ, sau đó lắc đầu nói lão tam, ta minh bạch ngươi ý tứ. Chỉ là sự tình có thể cũng không có ngươi trong tưởng tượng như vậy tao. Ngươi là chính đương sự rối loạn. Chính đương sự loạn. Trần Diệu Hoành tuyết trắng lão mi vừa nhíu, chậm rãi nói lưu ra hạng nhất khí định thần nhàn, đại tiểu chuyện mà cũng chưa bao giờ thích tranh, không thích biệt. Vì vậy trước cái này chừng 10 năm hoàn toàn chính là chúng ta lão Trần gia cùng Tôn gia ở khuấy phong khuấy mưa, tranh đấu gay gắt mà thôi. Hôm nay con cọp răng cùng móng vuốt cũng bị mất, sư tử chính là đắc ý thời gian, ai vào lúc này dám sờ nó cái mông, nhỏ nữa chuyện mà đều biết bị phóng đại đông đảo lần. Dưới loại tình huống này, Tôn gia này lão già kia chẳng lẽ còn sẽ cùng một chỉ không biết nói trời cao đất rộng tiểu lang tể, giảng đạo lý phải không? Lời mặc dù là nói như vậy, có thể ngươi cẩn thận có nghĩ tới không? Là ai đem Trần Phi tiểu tử kia bắt lại? Trần Bình Chương Trần lão thái gia ừ một tiếng, chậm rãi nói. Nghe bên ngoài nói, là từ trung vệ cục truyền tới tin tức. Nghe vậy Trần Diệu Hoành lão gia tử nhíu mày một cái, nói. Trung vệ cục về ai quản, không cần ta nhiều lời đi. Chớ không phải là ngươi thật cho rằng hứa lão thái gia không biết chuyện này, hay hoặc là trung vệ cục những người đó. Không biết Trần Phi tiểu tử kia là hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng. Trần Bình Chương tang thương trong con ngươi lấp lánh tuệ quang. Ba, người ý tứ là, bọn họ là cố ý. Nghe thế Trần Chấn Quân đột nhiên mở miệng nói. Cố ý, Trần Diệu Hoành Trần lão gia tử sắc mặt có chút ngạc nhiên. Không sai. Trần Bình Chương Trần lão gia tử gật đầu, tang thương con ngươi thâm thúy nói trừ lần đó ra không cái khác tốt hơn giải thích. Hứa lão thái gia hạng trọng tình trọng nghĩa một người, coi như là sẽ cùng tôn tử của ngươi xích mích, tối thiểu cũng có thể có chút tin đồn truyền đi, sẽ không giống như bây giờ đột nhiên. Nghe thế Trần Diệu Hoành Trần lão gia tử mừng rỡ, trầm ngâm nửa ngày, sau cùng khẽ lắc đầu một cái nói nếu là hứa lão thái gia ý tứ, cũng không cần phải nhiều suy nghĩ lung tung. Có hứa lão gia tử cái loại này gấu to ở, tha thứ hôm nay chính trí đắc ý mãn tôn gia, cũng sẽ cân nhắc một chút. Nghĩ đến đây, hắn thẳng thắn đứng dậy rời đi. Đêm đã khuya, đi ngủ sớm một chút, nhất là Trấn Quân ngươi, quan mới tiền nhiệm ba cây đuốc, người gần nhất cũng không dễ dàng đi. Nói, Trần Diệu Hoành Trần lão gia tử liền từ bên trong thư phòng ly khai. Nhìn Trần Diệu Hoành Trần lão gia tử đẩy cửa đi ra ngoài,
nhưng không có đóng cửa, nửa khép cửa phòng, Trần Bình Trương thật sâu thở dài một tiếng tử, không khỏi lắc đầu nói năm đó lão tam là như thế này, hiện tại hắn nhi tử lại là như thế này. Lão gia tử a, người thực sự là hại không ít người a. Sau khi nói xong, hắn lại nhìn lướt qua con trai mình, chậm rãi nói lời này vào ngươi cái lỗ tai, cũng không để cho người thứ hai biết. Ta biết, ba. Trần Chấn Quân bất đắc dĩ lắc đầu, từ bàn trà bao thuốc lá móc ra một điếu thuốc đưa cho lão gia tử, giúp kỳ đốt. Bản thân thuận lợi cũng rút một cây đi ra, đốt. Ba, chuyện này thật có ngươi nói đơn giản như vậy. Coi như là hứa lão thái gia. Nhưng bây giờ tiểu tử kia người cũng đã ở trung vệ cục đang bị nhốt, nếu là lão tôn nhà lôi kéo long tổ đi đòi người, trung vệ cục sẽ không để cho. Hít một hơi thuốc lá, phun ra nồng đậm yên vụ, Trần Chấn Quân trong lòng vẫn cảm thấy có chút không yên lòng. Bởi vì hắn luôn cảm thấy hắn tam thúc Trần Diệu Hoành lo lắng không phải không có lý. Dù sao làm một người dục vọng bị vô cùng phóng đại sau, có một số việc mà tựu thật không có thể theo lẽ thường đến phán đoán suy luận. Nhất là tôn gia hiện nay chính là cực độ trí đắc ý mãn, bành trướng, ai đi đụng, đều là cái thùng thuốc súng, vừa chạm vào tựu nổ a. Đừng mù quan tâm, hứa lão thái gia cũng không đánh không nắm chặt trượng, coi như là đối mặt tôn gia vị kia, đều cho tới bây giờ không có thua quá. Một lần cũng không có, đây mới là hứa gia hiện tại đều tự do ở màu đỏ nhà giàu có ở ngoài, vẫn còn bị ba chúng ta đại hào môn thật sâu kiêng kỵ nguyên nhân thực sự. Không ai tại nơi vị hứa lão thái gia trước mặt đùa giỡn đầu óc, còn thắng nổi. Có thể nghe nói Trần Bình Trương Trần lão gia tử lại đột nhiên nói ra lời như vậy, chợt nhịn không được, a. Một tiếng kêu sợ hãi đi ra, đây là chỉ truyền lưu ở năm đó, hay hoặc là hiện nay nước Cộng Hòa tầng chót nhất tin tức, nếu Trần Bình Trương hiện tại không nói, hắn bây giờ căn bản không biết. Mà lần này lời vừa nói ra, Trần Chấn Quân liền minh bạch. Sợ rằng Trần Phi chuyện bên kia là thật không cần hắn mù quan tâm. Dù sao hứa lão gia tử cái loại này trình tự chân thực so với hắn cao nhiều lắm, thậm chí so với bọn hắn hiện tại toàn bộ Trần gia đều lợi hại. Có thể, một lần đều không từng thua, cái này cũng quá khoa trương đi. Cùng lúc đó, tứ cửu thành lão tôn nhà khu nhà cấp cao nội, mấy vị tóc trắng xóa lão giả chính tề tụ ở lầu chót bên trong phòng họp. Bọn họ một đám hoặc mặt âm trầm, hoặc mặt không biểu tình. Hoặc là mặt mang màu sắc trang nhã, không khí hiện trường có vẻ cực kỳ áp lực. Phanh! Đột nhiên trong đó một vị trên mặt có hạt ban lão giả trọng trọng đem trong tay chung trà để lên bàn, âm trầm nhãn thần đảo qua ở đây mọi người, chậm rãi nói đều ách theo làm gì. Nói đi, vậy không biết nói trời cao đất rộng tiểu tử, hẳn là nên xử lý như thế nào hắn? Cái này trên mặt có nâu lão giả không là người khác, chính là Tôn Long gia gia Tôn Đủ Năm. Không ách theo làm gì? Nhị ca, mọi người không đều chờ ngươi lên tiếng sao? Dù sao chết chính là ngươi vậy liền nghi tôn tử, lại không phải chúng ta. Có thể nhưng vào lúc này một đạo tiếng cười lạnh vang lên. Lão tứ, ngươi lời này có ý tứ. Cháu của ta bị người ám sát, ngươi thật cao hứng. Tôn Đủ Năm vèo một tiếng đứng lên, phanh một tiếng chụp tiếng vang trước mặt tốp, cả giận nói. Nguyên lai đây đối với hắn châm chọc khiêu khích người không là người khác. Chính là lão tôn nhà đời thứ hai lão tứ. Đồng thời cũng là hắn Tôn Đủ Năm thân đệ đệ. Chỉ là, nhà giàu có vòng tròn thị phi nhiều. Mặc dù là thân huynh đệ, hai người bọn họ cũng tốt giống như rất không hợp nhau. Sao dám, bất quá dù thế nào nhị ca tôn tử của ngươi nhiều, chết một người cũng không có gì đi. Phải dùng tới đại trương kỳ cổ như vậy đem chúng ta cũng gọi đến. Bị Tôn Đủ Năm xưng là lão tứ lão giả ha hả cười lạnh cười. Lại một lần nữa lộ ra châm chọc khiêu khích vẻ. Mở miệng nói. Ngươi, nhất thời Tôn Đủ Năm trên mặt thần sắc trở nên rất khó coi. Được rồi, ồn ào gì thế? Có thể nhưng vào lúc này một đạo không nhìn được uy nghiêm tiếng vang lên, cũng ở giữa ngồi ở chủ vị lão giả kia lên tiếng, mặt không biểu tình, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng nói mỗi lần gặp mặt hai người các ngươi liền dùm beng nói nhao nhao, cũng không ngại mệt. Lão tứ. Năm đó sự kiện kia mà đều đi qua lâu như vậy, người còn không bỏ xuống được. Buông, đại ca, người nghĩ loại chuyện đó mà có tốt như vậy buông. Nếu không hắn là của ta thân ca ca, ta thật muốn ngay tức khắc đem đầu hắn cắt bỏ, phóng tới ngưỡng mộ trong lòng trước mộ tế điện. Có thể nghe nói được xưng là lão tứ lão giả thái độ nhưng có chút kịch liệt. Càng dữ tợn nói, không phải là nữ nhân, lấy chúng ta lão tôn nhà trình tự, địa vị, dạng gì tìm không được.
Có thể Tôn Đủ Năm nghe vậy lại khinh thường nói. Không phải là hắn năm đó lỡ tay giết một nữ nhân. Có cái gì ghê gớm, chuyện bé xé ra to. Không phải là nữ nhân, cũng đúng, người loại này lão xúc sinh cũng chỉ có thể có loại này giác ngộ. Vậy hôm nay điều này cũng không có gì hay mở, hắn tôn tử nhiều như vậy, hiện tại mới chết một người, có cái gì ghê gớm. Ít nhất, toàn bộ chết hết rồi hãy nói a. Nói xong, không để ý Tôn Đủ Năm chấn nộ sắc mặt, được xưng là lão tứ lão giả trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị bước ra ly khai. Lão tứ, ngồi xuống. Nhưng vào lúc này hậu, ở giữa ngồi ở chủ vị lão giả kia lại lần nữa lên tiếng, nhíu lạnh lùng nói một chút được rồi. Chớ quá mức. Hanh, nghe thế được xưng là lão tứ lão giả hừ lạnh một tiếng, tuy rằng trên mặt thần sắc không muốn, cũng còn là một lần nữa ngồi xuống lại. Thấy tình cảnh này ở giữa ngồi ở chủ vị lão giả kia ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, sau cùng rơi vào cuối cùng vị trí. Vẫn thờ ơ lạnh nhạt theo không nói gì vị lão giả kia trên người, thản nhiên nói lão ngũ, nói một chút ý kiến của ngươi đi. Ta, lão giả kia có chút ngoài ý muốn cười cười, thuận miệng nói rằng xem nhị ca ý tứ này nhất định là không chuẩn bị từ bỏ ý đồ lạc. Đã như vậy nói, là muốn nhượng ta đi chung vệ cục yếu nhân. Dù sao người chết trong có một là chúng ta Tôn gia, chúng ta Long tổ quá đi đòi người, cũng coi như nói xong đi qua. Nguyên lai lão giả này lại là Long tổ trong lãnh đạo. Thế nhưng, ta lại nghĩ phương diện này tựa hồ có chút vấn đề. Có thể nghe nói, ở giữa ngồi ở chủ vị lão giả kia lại tuyết trắng lông mi hơi nhíu lại, có chút không xác định nói. Vấn đề gì, Tôn Đủ Năm nhịn không được hỏi. Lẽ nào ngươi không có nghe khách khí mặt truyền sao? Họ Trần tiểu tử, có người nói hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng, nếu thật sự là như thế. Trung ương cảnh vệ cục làm sao có thể sẽ đem bắt lại. Ở giữa ngồi ở chủ vị lão giả kia đem bản thân nghi ngờ trong lòng nói đi ra. Bất quá là tung tin vịt mà thôi, sao có thể có thật không? Có thể nghe nói, Tôn Nhị gia Tôn Đủ Năm lại trực tiếp lắc đầu, khinh thường nói hứa lão thái gia thân phận gì. Đây chính là cùng chúng ta ba một cái bối phận, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện cùng cái loại này tiểu tạp chủng liên lụy đến một khối. Rồi hãy nói. Tuân Lôn Tuân lão hơn 10 năm trước vẫn ở hứa lão thái gia bên người, lấy vị kia y thuật, có thể nói danh thủ quốc gia vô song, hứa lão thái gia phải dùng tới đi tìm người khác. Cái này, nghe Tôn Đủ Năm nói như vậy, ở giữa ngồi ở chủ vị lão giả kia không có nói phản bác. Đúng vậy, Tuân Lôn Tuân lão đây chính là y thánh đường đường chủ, được xưng danh thủ quốc gia vô song, đương đại biển thước, hơn nữa vị kia từ hơn 10 năm trước bắt đầu, cũng đã đi theo hứa lão thái gia bên cạnh. Cho tới hôm nay, dùng vị kia ở, hứa lão thái gia phải dùng tới tìm người khác sao? Đại ca, ta cũng hiểu được ngươi là quá lo lắng. Trên thế giới này cũng không nhiều như vậy ngạc nhiên cổ quái cái gọi là thần y, hơn nữa tiểu tử kia tuổi còn nhỏ như vậy, hơn 20 tuổi, làm sao có thể y thuật so với Tuân Lôn Tuân lão đều lợi hại. Được xưng là lão ngũ lão giả cũng rất hiển nhiên tán thành Tôn Đủ Năm, sau đó chỉ thấy kỳ con ngươi khẽ híp một cái. Trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng hàn mang nói kỳ thực ta nghĩ chuyện này cũng không có gì đáng nói. Chúng ta tứ cửu thành ba đại hào môn đều thường thường vững vàng đã nhiều năm như vậy. Bây giờ lại bị người cưỡi đến trên đầu dương oai, cưỡi đến trên đầu thêu dệt chuyện mà, là ở nhìn không thấy chúng ta lão Tôn nhà. Vẫn cảm thấy chúng ta so với mặt khác hai nhà càng dễ khi dễ. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên dừng một chút, kỳ khan khan, già nua con ngươi lại cuộn ra lau một cái làm cho hắc khí. Sau đó giọng nói điềm nhiên nói chung, loại này lệch ra phong tà khí không có khả năng phòng. Nếu không bên ngoài những tên kia sẽ nhìn bọn ta như thế nào? Ta có thể không muốn nghe đến nói, chúng ta lão Tôn nhà không bằng cái khác hai nhà. Không sai. Nghe thế, Tôn Đủ Năm cũng gập đầu, vẻ mặt lạnh lùng cùng điềm nhiên nói hôm nay Trần lão gia tử vừa đi, Trần gia hãy cùng không có móng vuốt cùng răng con cọp vậy, chưa còn có tư cách cùng chúng ta Tôn gia đánh đồng. Vì vậy thừa dịp chuyện này, chính là chúng ta lão Tôn nhà lập uy cơ hội thật tốt, cũng nên để cho bọn họ nhìn một cái nhìn một chút. Ta chính là cái này ý tứ. Được xưng là lão ngũ lão giả từ chỗ ngồi đứng lên, híp mắt hướng Tôn Đủ Năm cười nói nhị ca, nếu không chúng ta bây giờ sẽ lên đường đi. Đi chung vệ cục. Đại ca, được chưa? Tôn Đủ Năm một bên gật đầu, một bên hướng về ở giữa ngồi ở chủ vị lão giả kia nói. Được rồi, các ngươi đi thôi. Tôn gia lão đại do dự nửa ngày, tối cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Tuy rằng trong lòng của hắn quả thực cảm giác có chút không đúng,
thế nhưng, Tôn Đủ Năm còn có Lão Ngũ nói nhưng vẫn là đả động hắn. Hôm nay Trần Lão Gia Tử vừa đi, Trần Gia hãy cùng không có móng vuốt cùng răng con cọp vậy, chưa còn có tư cách cùng chúng ta Tôn Gia đánh đồng. Vì vậy, thừa dịp hiện tại lập lập uy, mới là tốt nhất thời gian a. Làm tứ cửu thành đều đắm chìm trong lần này, địa chấn, thảo luận lúc, Tôn Gia Nhị Đại Tôn Nhị Gia Tôn Đủ Năm, cùng với kinh thành bốn bộ một trong Long Tổ Phó Tổ trưởng Tôn Liệt đã ngồi xuống Trung ương cảnh vệ cục hiện giữ cục trưởng Trịnh vệ quốc phòng làm việc trong. Không mời mà tới. Tôn Nhị Gia, Tôn Tổ trưởng hai vị đại giá quang lâm, thực sự là khách hiếm a. Trịnh vệ quốc Trịnh cục trưởng tự mình ngâm vào nước trên hai chén trà, cho Tôn Đủ Năm còn có Tôn Liệt đưa tới, nụ cười trên mặt vẻ mặt nói. Hắn đương nhiên biết đối phương hai vị này ý đồ đến là cái gì, chỉ là không nghĩ tới, chiến trận cư nhiên lớn như vậy. Một cái Tôn Nhị Gia, một cái Long Tổ Phó Tổ trưởng. Đâu đâu, chúng ta đây là vô sự không lên điện tam bảo, Trịnh cục trưởng cũng chớ để ý mới là. Tôn Liệt một bên tiếp nhận chén trà, một vừa cười nói. Chỉ là hắn gương mặt đó còn có cặp kia thường thường mạo hiểm hắc khí mắt, đều làm cho một loại âm xâm xâm cảm giác. Hai vị cũng đừng bán như vậy quan tử, nói đi. Chỉ cần là có ta Trịnh vệ quốc có thể giúp một tay, ta nhất định phối hợp hai vị. Đối diện đến Tôn Liệt cặp mắt kia, Trịnh vệ quốc không khỏi cả người run rẩy, sau đó miễn cưỡng cười nói. Không hổ là Long Tổ có danh tiếng hung nhân, phốt dần xu thế tự lợi hại như vậy. Cùng Tôn Gia đời thứ hai cái khác thế hệ trước bất đồng, cái này Tôn Liệt năm đó sở đi đường, cực kỳ thần bí. Bởi vì từ lúc kỳ hơn 10 tuổi thời gian, hắn tự từng mạc danh kỳ diệu tiêu thất quá, thẳng đến 30 năm sau một ngày nào đó hắn mới lại lần nữa xuất hiện, trở về tới tứ cửu thành trước mắt mọi người. Mà hắn thời điểm đó thân phận, cũng đã là kinh thành bốn bộ một trong Long Tổ tiểu đội trưởng. Đến mức 30 năm không đương kỳ hắn đi nơi nào, kinh lịch cái gì, không người biết. Sợ rằng cũng chỉ có Tôn Lão Thái gia cùng với tột cùng nhất mấy vị kia, mới biết được đi. Trịnh cục trưởng khách khí, bất quá chúng ta lần này đến, quả thật có sự kiện mà cần làm phiền ngươi, cũng cần ngươi cái này trung vệ cục trưởng thoáng động dùng một chút trong tay quyền lực. Tôn Liệt thu hồi nụ cười trên mặt, sau đó từ trong tay một phần hồ sơ trong túi lấy ra vài tấm hình đưa cho Trịnh vệ quốc cái này vài tấm hình, Trịnh cục trưởng xem trước một chút. Đây là... Từ Tôn Liệt trong tay kết quả ảnh chụp, Trịnh vệ quốc con ngươi hơi lóe lóe. Đây là ta nhị ca Tôn Tử Tôn Long, tin tưởng Trịnh cục trưởng ngươi vậy cũng có chút ảnh hưởng đi. Thật tốt một đứa bé, lại mạc danh kỳ diệu không có mệnh, ngươi nói đáng ghét không? Không may không, Tôn Liệt ý vị thâm trường nhìn Trịnh vệ quốc liếc mắt, chậm rãi nói. Trịnh cục trưởng, tuy rằng lấy thân phận của ta bây giờ, quả thực đã không rất thích hợp nhúng tay các ngươi bình thời công tác. Thế nhưng, Tiểu Long dù sao cũng là ta cháu trai ruột, cũng là của ta thân nhân, nhưng bây giờ hắn lại bị người lấy đi mệnh, ta trái tim kia đau nhức a. Ngươi có thể lý giải sao? Cái này Tôn Đủ Năm cũng là cái diễn kỹ phái, rõ ràng trong lòng không như vậy bi thương, có thể làm cho cảm giác giống như là than thở khóc lóc, ruột gan đứt từng khúc vậy. Mà ở nghe đến đó Trịnh vệ quốc tự nhiên cũng không có khả năng giả bộ hồ đồ, sau đó thu liễm lại trên mặt thần sắc, mặt không chút thay đổi nói Tôn Nhị Gia, ta có thể lý giải ngươi tâm tình bây giờ, chỉ là... Hai vị có lời gì không ngại nói thẳng đi. Vậy được rồi, nếu Trịnh cục trưởng không thích chúng ta vòng quanh, chúng ta đây có thể tự nói thẳng. Tôn Liệt cùng Tôn Đủ Năm nhìn nhau liếc mắt, chậm rãi trầm giọng nói ta biết cái này có chút không quá hợp quy củ. Bất quá, Trịnh cục trưởng có thể hay không đem sát hại Tiểu Long hung thủ, nhường cho bọn ta Long Tổ. Ngươi yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý, y theo pháp luật làm việc. Không buông tha bất kỳ một cái nào người xấu, cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người tốt. Ngươi cứ nói đi, Trịnh cục trưởng. Quả nhiên, nghe thế Trịnh vệ quốc trong lòng chợt dâng lên lớn chừng cái đấu ba chữ này. Nếu không phải là bởi vì muốn từ trong tay hắn yếu nhân, y theo Tôn Gia còn có Long Tổ bản tính, cũng sẽ không như vậy hòa hòa khí khí cùng hắn tốt như vậy sinh nói. Bất quá lấy thân phận của đối phương, một vị đường đường tứ cửu thành Tôn Gia Tôn Nhị Gia, một vị Tôn Gia Tôn Ngũ Gia, đồng thời còn là kinh thành bốn bộ một trong Long Tổ phó tổ trưởng, thân phận như vậy, bình thường chuyện gì chỉ sợ hắn Trịnh vệ quốc thật đúng là được mở rộng ra phương tiện cửa, cho chút thể diện. Thế mà hôm nay chuyện này lại không đơn giản như vậy, quan tâm đến tiểu quái vật kia. Thậm chí ngay cả Hứa Lão Thái gia đều tự mình lên tiếng. Nghĩ đến đây,
Trịnh Vệ Quốc đem tạp niệm trong lòng dứt bỏ, chậm rãi cười nói Tôn tổ trưởng thực sự là nói quá lời. Lấy ngươi Long tổ phó tổ trưởng thân phận, nhật lý vạn cơ, không có khả năng mọi chuyện tự mình hỏi đến, huống hồ hiện tại chuyện này chúng ta cũng điều tra rõ ràng một ít manh mối, vì vậy, nhượng cho các ngươi Long tổ, sẽ không cần thiết này đi. Không cần thiết này, nghe vậy Tôn Đủ Năm mạnh biến sắc, lau một cái vẻ giận dữ xông lên đầu, bởi vì hắn quả thực không nghĩ tới, loại chuyện nhỏ này, Trịnh Vệ Quốc lại dám không cho bọn hắn lão Tôn nhà mặt mũi. Có ý tứ. Điều tra rõ ràng một ít manh mối. Mà Tôn Liệt nghe vậy tắc chân mày hơi nhíu, lập tức như có điều suy nghĩ con người lóe lên, đột nhiên nói Trịnh Cục trưởng, chúng ta người sáng mắt trước mắt cũng không nói tiếng lóng, trong các người vệ cục để xuống loại tin tức này đi ra, không phải là hướng về phía chúng ta Tôn ra tới. Là nghĩ muốn cái gì chỗ tốt, còn là muốn vì tiểu tử kia giặt trắng. Tóm lại có cái mục đích đi, có thể nói một chút sao? Không hổ là kinh thành bốn bộ một trong Long tổ phó tổ trưởng, trong đầu nghĩ xa không phải người thường có thể so sánh. Tự như thế thời gian của một câu nói, hắn thì đã nghĩ tới nhiều như vậy. Chỗ tốt, trong bọn họ về cục hạng thân phận hạng trình tự, có thể thiếu chỗ tốt gì? Vì vậy không cần phải nói hắn đều đã nghĩ tới, trung vệ cục, là muốn vì tiểu tử kia giặt trắng. Nghĩ đến đây trên mặt hắn liền nhìn không được hiện ra lau một cái nồng nặc âm lãnh vẻ. Làm cho cảm giác âm xâm xâm, thản nhiên nói Trịnh Cục trưởng, có mấy lời ta lúc đầu cũng không muốn nói. Chỉ là, chúng ta lão Tôn nhà gần đây thế ngươi cũng thấy đấy, Trần lão thái gia vừa đi, Trần gia là được không răng cùng móng vuốt con cọp, hoàn toàn không tư cách lại cùng chúng ta lão Tôn nhà đánh đồng. Dưới loại tình huống này, Trịnh Cục trưởng thật không nguyện cho chúng ta lão Tôn nhà mặt mũi này. Nghe thế Trịnh Vệ Quốc nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, trong ánh mắt lửa giận chợt lóe lên. Hắn không nghĩ tới cái này Tôn Liệt lại mạnh như vậy xu thế, há mồm một cái lão Tôn nhà ngậm miệng một cái lão Tôn nhà, là đang uy hiếp hắn sao? Tốt xấu hắn Trịnh Vệ Quốc cũng là trung vệ cục cục trưởng đi. Để xuống ở trong mắt người ngoài đó chính là tay cầm quyền to, quyền cao chức trọng, vì vậy coi như hiện tại các ngươi Tôn nhị gia, Tôn ngũ gia dắt tay nhau thân chí, có thể chỉ cần không Tôn lão thái gia thái độ, hắn Trịnh Vệ Quốc thật đúng là không nhất định biết sợ. Cái này là người của ta trong lúc vô ý tra được một vài thứ, hai vị trước quá xem qua. Nhất niệm đến nước này, Trịnh Vệ Quốc trên mặt thần sắc cũng lãnh đạm rất nhiều, tiện tay rút ra một phần hồ sơ túi đưa tới Tôn Liệt hai người trước mặt. Đây là trong tay hắn tờ thứ nhất biển hiệu, tự nhìn đối phương có tiếp hay không dưới. Đây là... Nhìn thấy Trịnh Vệ Quốc trên mặt đột biến lãnh đạm cùng với thái độ như vậy, Tôn Liệt trong lòng vô ý thức có dũng khí bất an manh mối. Theo sát mà chỉ thấy Kỳ rút ra hồ sơ túi tài liệu bên trong, tiện tay phiên liễu phiên, nhưng sau đó trên mặt hắn thần sắc lại một lần tử trở nên hắng giọng khó xem. Thậm chí có thể nói là phẫn nộ. Lão ngũ, chuyện gì xảy ra? Thấy thế Tôn Đủ Năm trên mặt thần sắc mạnh đổi đổi, tựa hồ ý thức được tình huống có chút không ổn. Sau đó chỉ thấy Kỳ từ Tôn Liệt trong tay đoạt đi rồi phần tài liệu kia, rất nhanh lật vài tờ. Một giây kế tiếp, rầm một tiếng. Hắn chén trà trong tay trọng trọng rơi vào trên bàn, nước trà đều theo dính không ít đi ra ngoài. Có thể hắn lại bừng tỉnh không biết. Trịnh Vệ Quốc, thứ này ở đâu ra? Chỉ thấy Kỳ sau đó con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trịnh Vệ Quốc, sắc mặt tái xanh nói. Bởi vì tài liệu kia trên viết nội dung rõ ràng là hắn Tôn tử Tôn Long, cùng con của hắn tình phụ khuấy cùng một chỗ, còn có Tôn Long tư để hạ bỏ tiền tìm nước ngoài tổ chức sát thủ ám sát Trần Phi bằng chứng. Hắn không biết Trịnh Vệ Quốc là thế nào làm được những thứ này, nhưng nếu là mấy thứ này tiết lộ ra ngoài, vậy bọn họ lão Tôn nhà mặt, không muốn mất hết. Mà đang nghe Tôn Đủ Năm, Trịnh Vệ Quốc trên mặt lại không có chút nào tâm tình ba động, chỉ là tại nơi cười nhạt một tiếng. Thấy thế người trước trên mặt mạnh xẹt qua lau một cái tức giận vẻ, thậm chí ngay cả già nua, nếp uốn bù đắp khuôn mặt đều có chút vặn vẹo, có thể nhưng vẫn là không có biện pháp lập tức bộc phát ra. Bởi vì Trịnh Vệ Quốc chiêu thức ấy thái độ đã rất rõ ràng, hắn đúng là, hướng về phía, bọn họ lão Tôn nhà tới, hơn nữa, trong tay còn có bọn họ nhược điểm. Trịnh Cục trưởng A, người chiêu thức ấy thực sự là... Mà nhưng vào lúc này, Tôn Liệt giơ tay lên đem đã có một ít thần sắc nổi giận Tôn Đủ Năm ngăn cản, sau đó một đôi lưu chuyển nhàn nhạt hắc khí làm người sợ hãi đôi mắt, thật sâu nhìn Trịnh Vệ Quốc liếc mắt. Đột nhiên lắc đầu cười nói Trịnh Cục trưởng ngươi đây thật là muốn đem chúng ta lão Tôn nhà cột vào lửa cái giá trên nướng A. Nếu đồ chơi này truyền đi, chúng ta lão Tôn nhà bộ mặt,
coi như là mất hết. Tôn tổ trưởng nói đùa, ta Trịnh Vệ Quốc đã có may mắn ngu dốt lãnh đạo coi trọng, tự nhiên có trong lòng ta đạo làm quan. Vì vậy hai vị xin yên tâm, chỉ cần chuyện này một khi thẩm tra chân tướng, chúng ta đây Trung Vệ Cục, nhất định sẽ theo nếp nghiêm túc xử lý. Sẽ không tùy ý hung thủ miệt thị pháp luật, nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Trịnh Vệ Quốc ngoài cười nhưng trong không cười nói, con ngươi lóe ra. Trách không được Hứa lão thái gia hôm nay coi trọng ngài. Trịnh cục trưởng quả nhiên là chính trực hạ người a. Người đều đã nói như vậy, tốt lắm, chúng ta đây lão Tôn gia sản nhưng mà cũng sẽ không tin ngươi. Hy vọng đến cuối cùng hai nhà chúng ta đều có thể đủ nhìn thấy một cái hài lòng kết quả đi, cáo từ, chúng ta tự không quấy rầy ngươi. Tôn Liệt nói xong lời này sau, lại thẳng nhận cáo từ. Không phải là, lão ngũ, mà ở thấy tình cảnh này, Tôn Nhị gia Tôn Đủ Năm đương nhiên mạnh ngẩn người, không rõ vì sao hiện tại muốn đi. Dù sao hiện tại một là muốn người không muốn đến, hai là Trịnh Vệ Quốc con thỏ nhỏ chết bầm này trong tay còn không hiểu lấy được có thể làm cho bọn họ lão Tôn nhà ném mặt to mặt nhược điểm, chứng cứ. Đối với giống như bọn họ như vậy đỉnh cấp màu đỏ nhà giàu có mà nói, cái gì trọng yếu nhất? Không thể nghi ngờ liền chỉ có hai chữ, đó chính là mặt mũi. Nếu là loại sự tình này mà truyền đi, hắn Tôn Tử cùng con rể đích tình phụ khuấy cùng một chỗ, còn rất công nhiên dùng tiền đi hải ngoại ủy thác tổ chức sát thủ sát nhân. Đây là hạng mất mặt, hạng không có khả năng quỳ gối trên mặt nổi mà nói chuyện tình. Vì vậy muốn là bọn hắn hiện tại xoay người rời đi nói, vài thứ kia phải làm gì? Nhị ca, đi thôi. Có thể ngay sau đó sau một khắc Tôn Liệt lại trực tiếp thuận lợi đưa hắn lôi dậy, hướng ngoài cửa kéo đi. Nhất thời một không cách nào kháng cự lực lượng ngay tức khắc đưa hắn mang đi. Mà ở nhìn thấy một màn này, Trịnh Vệ Quốc Trịnh cục trưởng con ngươi không khỏi hơi co rụt lại, vô ý thức hơi nỉ non lên, nói lẽ nào, nghe đồn là thật. Khi hắn loại tầng thứ này, loại độ cao này, đương nhiên rất rõ ràng trên thế giới này ngoại trừ có điều vị cổ vũ giả, dị năng giả, công nghệ cao máy móc người cải tạo ở ngoài, còn có một khác loại hoàn toàn bao trùm tại bọn hắn đã ngoài. Tên là, luyện khí sĩ, truyền kỳ khủng bố tồn tại. Ở trong lịch sử, bọn họ được khen là tối truyền kỳ, vĩ đại một nắm. Số lượng cực nhỏ, cũng rất thần bí, nhưng kinh khủng dị thường. Cho nên khi vừa rồi, Tôn Liệt vô ý thức thi triển ra, liền hắn Trịnh Vệ Quốc cái này SS cường giả đều có chút khó có thể hiểu thủ đoạn lúc, đưa lưng về phía Tôn Đủ Năm, cách không đem bắt lại. Nhìn thấy một màn này dù là Trịnh Vệ Quốc người như thế, cũng không từ cảm thấy một hàn khí từ lòng bàn chân nhắm ót đỉnh hướng. Bởi vì hắn nhớ lại thứ nhất cận truyền lưu tại bọn hắn kinh thành bốn bộ nội bộ tin đồn. Đó chính là Tôn gia Trang Ngũ gia, trước từng biến mất 30 năm, tựa hồ là bị một vị trong truyền thuyết luyện khí sĩ cho coi trọng, thu làm môn đồ, mang về tu luyện. Như vậy 30 năm sau, Tôn Ngũ gia Tôn Liệt tài học thành đến. Cũng không hiểu trở nên thực lực dị thường quỷ dị cùng cường đại. Liên hắn Trịnh Vệ Quốc đều bỡ ngỡ. Tôn gia lần này ăn biết, cũng không biết có thể hay không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Cất bước Tôn Đủ Năm còn có Tôn Ngũ gia Tôn Liệt sau, Trịnh Vệ Quốc lòng vẫn còn sợ hãi âm thầm suy nghĩ, tự lẩm bẩm. Ngược lại không phải là hắn nghĩ không có biện pháp chống lại Tôn gia mấy vị này đời thứ hai lão nhân, mà là hắn không nghĩ tới bản thân vẻn vẹn chỉ lấy ra nữa thứ một lá bài tẩy, đối phương giống như cái này sạch sẽ lưu loát rời đi. Chưa cho hắn bất luận cái gì gặp chiêu hủy đi chiêu cơ hội. Càng là chóc đoán không ra, càng là phiền toái nhất, không phải sao? Nghĩ đến đây, hắn thẳng thắn lại cầm điện thoại lên gọi đi ra ngoài. Mà hắn cú điện thoại này chính là cho Hứa lão thái gia gọi đi. Này, tiểu Trịnh a, chuyện gì? Điện thoại vừa tiếp thông, ống nghe nội tự truyền đến Hứa lão thái gia sang sảng tiếng cười. Lão thủ trưởng, ta bên này có chút tình huống. Ta nghĩ có cần phải hồi báo cho ngươi hồi báo. Trịnh Vệ Quốc lập tức nói ra hắn gọi ý đồ đến. Nga, nói một chút coi xem, tình huống gì, là Tôn gia những tiểu tử kia có động tác. Hứa lão thái gia thanh âm dương lên nói. Ừ, là như vậy, vừa rồi Tôn gia đời thứ hai Nhị gia Tôn Đủ Năm còn có Ngũ gia Tôn Liệt đã tới một chuyến, muốn từ trong tay của ta đem vị bên trong kia muốn đi qua. Nói đến đây Trịnh Vệ Quốc hơi dừng lại một chút. Sau đó giọng nói thấu lộ ra một tia trần trở cùng suy tư không ra nói chỉ là ta vừa đem trong tay vài thứ kia, cho bọn hắn nhìn một chút, Tôn Ngũ gia Tôn Liệt liền trực tiếp bỏ lại một câu lời xã giao ly khai. Ta có chút chóc đoán không ra hắn ý tứ này,
cho nên muốn cho lão thủ trưởng ngươi gọi điện thoại, xin chỉ thị, xin chỉ thị. Nga, phải, trong tay vài thứ kia, vật gì vậy? Nghe vậy bên đầu điện thoại kia Hứa lão thái gia thanh âm có chút có nhiều hăng hái nói. Chính là Tôn gia Trang Long Tư để hạ bỏ tiền tìm người ủy thác nước ngoài tổ chức sát thủ, ám sát vị bên trong kia căn cứ chính xác theo. Còn có Tôn Long cùng ba hắn tình phụ làm cho ở chung với nhau chứng cứ video. Những, này vị bên trong kia giao cho chúng ta, Trịnh Vệ Quốc theo thực hồi đáp. Hoang đường. Nghe được Trịnh Vệ Quốc lời này Hứa lão thái gia nhìn không được phụng phịu nộ quát một tiếng. Sau đó lắc đầu khinh thường nói hiện tại những người này a dễ cốt đều triệt để phá hủy. Loại này hoang đường chuyện mà đều làm được đi ra, thực sự là. Nghe vậy nắm điện thoại Trịnh Vệ Quốc không khỏi có chút xấu hổ. Hiện tại những người này a hắn không phải là, hiện tại những người này, sao? Được rồi, ngươi lại chuẩn bị một chút đi. Tôn Liệt tiểu tử kia ta biết, rất tinh linh một người, hơn nữa tính tình cái gì cũng không nhỏ, tính tình rất quật. Hơn phân nửa cũng sẽ không tự dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Xem ra tiểu tử kia còn phải ở các ngươi ở trong đó đợi mấy ngày, ha ha ha, vừa vặn nhượng hắn thu liếm tâm tư. Hứa lão thái gia cười theo. Hắn phỏng chừng, Trần Phi tiểu tử kia hơn phân nửa, khẳng định đời này vẫn là lần đầu tiên đi bên trong ngồi chồm hổm theo đi. Thu liếm tâm tư cũng tốt, vừa vặn có thể thanh tỉnh một chút, thấy rõ ràng thế cục. Vâng, lão thủ trưởng, ta đây minh bạch. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Trịnh Vệ Quốc ngay tức khắc đã hiểu. Ừ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Rồi hãy nói Tôn Ngũ gia Tôn Liệt lôi kéo Tôn Đủ Năm ly khai trung ương cảnh vệ cục sau. Tôn Đủ Năm lập tức nhìn không được sắc mặt âm trầm nói lão ngũ, ta nói người đây là ý gì a? Họ Trịnh thằng nhóc hiện tại không cho chúng ta lão Trần ra mặt mũi còn chưa tính, có thể trong tay hắn mặt vài thứ kia. Nếu là truyền đi, ta Tôn Đủ Năm tờ này nét mặt già nua. Chúng ta lão Tôn nhà bộ mặt, nên đi đặt. Nhị ca, sự tình còn không có ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, chỉ là hơi có chút phiền phức mà thôi. Có thể nghe nói, Tôn Liệt nhưng chỉ là bình thản cười cười, nói. Không ta tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, lời này nói như thế nào? Tôn Đủ Năm cau mày có chút nghi hoặc, nói. Trịnh Vệ Quốc trong tay vài thứ kia kỳ thực cũng liền chỉ là cầm cho chúng ta nhìn. Nếu không ngươi nghĩ hắn có tất phải cùng ta các hòa hòa khí khí đâu nhiều như vậy vòng tròn. Xem ra họ Trần tiểu tử quả thực cùng Hứa gia quan hệ không cạn, liên trung vệ cục hiện tại đều có chút biểu lập trường. Tôn Liệt híp mắt chậm rãi nói. Hắn đương nhiên rất rõ ràng, tương tự với hắn nhị ca Tôn Long loại sự tình này mà, ở tứ cửu thành vòng tròn nội tuyệt đối không tính là ít, chỉ là mọi người hạng nhất cũng không biết bắt được trên mặt đài mà nói, chớ nói chi là lưu lại chứng cứ cái gì. Dù sao loại sự tình này mà nói cho cùng cũng chính là hành vi cá nhân, đính thiên gia tộc sẽ liên đới có chút bộ mặt ảnh hưởng mà thôi, có thể bao lớn hậu quả nghiêm trọng. Hiển nhiên không đến mức. Vì vậy Trịnh Vệ Quốc hiện tại đem loại vật này lấy ra nữa, không thể nghi ngờ là ở nói cho bọn hắn biết, chuyện này, là bọn hắn lão Tôn nhà không đúng trước đây, mua sát thủ sát nhân, vì vậy sau lại bị ân oán báo thù cũng là gieo gió gặt bão, nguyện không được người khác. Đây cũng là một loại thái độ. Đại biểu cho trung vệ cục là đứng ở đó họ Trần tiểu tử bên kia. Thế mà, bọn họ lão Tôn nhà hạng thân phận hạng địa vị. Đường đường tứ cửu thành đỉnh cấp màu đỏ nhà giàu có một trong, bọn họ Tôn gia huyết mạch, có dễ giết như vậy. Ý thức của ngươi vâng, lão ngũ, chúng ta làm sao bây giờ? Vừa nghe Tôn Liệt như thế vừa ra, Tôn Đủ Năm hiển nhiên cũng có chút chậm quá óc đến, chân mày sâu nhíu mở miệng hỏi. Nếu là tiểu tử kia thật cùng tiểu tử kia quan hệ không cạn, chuyện này, tựa hồ cũng có chút phiền phức a. Hiện tại mấu chốt của vấn đề không phải chúng ta làm sao bây giờ, mà là hiện tại. Bên kia đến tột cùng là ai đang giúp tiểu tử kia, là ai ở sau lưng đứng ra, chúng ta phải làm rõ ràng, nếu không sẽ rất phiền phức. Có thể Tôn Liệt lại đột nhiên nhíu mày nói. Còn có thể là ai? Đính Thiên cũng chính là Hứa Đại Dương Minh Mông Tiểu. Vân vân chờ đã, lão ngũ, ngươi không phải là muốn nói. Nguyên bản Tôn Đủ Năm còn vẻ mặt không có vấn đề vẻ, cho rằng Đính Thiên tối đa cũng chính là Hứa Đại Dương Minh Mông cái kia bối phận người, đang giúp họ Trần tiểu tử, có thể theo sát mà, hắn lại trên mặt thần sắc đột nhiên đổi đổi, con ngươi co rụt lại nói. Ta tựa hồ có nghe phía bên ngoài ở truyền, tiểu tử kia là một thần y, từng đã cứu Hứa lão thái gia mệnh. Tôn Liệt híp mắt thật sâu nói. Làm sao có thể? Có thể nghe nói, Tôn Đủ Năm lại trực tiếp kêu to lên.
nếp uốn răng đầy lão mặt tràn đầy âm trầm nói Hứa lão thái gia thân phận gì, cái loại này tiểu nhân vật làm sao có thể tiếp xúc được lão nhân gia ông ta. Huống chi tuân luôn tuân lão ngay Hứa lão thái gia bên người, nếu là thật bị bệnh, sao lại xá cận cầu viễn, đi tìm một chính là hơn 20 tuổi, chưa dứt sửa mao đầu tiểu tử. Có thể. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghe thế, Tôn Liệt cũng có chút mặt nhăn nhíu, là cho rằng trong lòng của hắn nghĩ đến hơi có chút hoang đường. Tuân lão quý vị y thánh đường đường chủ, y thuật xuất thần nhập hóa, đương đại vô song, nếu là liên hắn đều không có năng lực chữa khỏi bệnh, trừ phi là người bên kia, nếu không cũng khẳng định tuyệt đối thúc thủ vô sách, không có khả năng có thể chữa cho tốt. Nhưng coi như là trong lòng đã là muốn như vậy, không biết vì sao, trong lòng của hắn còn là mạc danh kỳ diệu tự cảm giác có chút không đúng ứng với. Thật giống như, có một ít địa phương nào coi là lọt vậy. Lão ngũ, người đừng đến thăm theo sững sờ, người nhưng thật ra nói một chút coi a, chúng ta tiếp nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ, cứ tính như vậy, mà nhưng vào lúc này Tôn Đủ Năm lại nhịn không được khi hắn bên tai thúc giục. Hắn tôn tử không ít, vì vậy trên thực tế Tôn Long không cần thiết ở trong lòng hắn địa vị cao bao nhiêu, mà hắn sở dĩ sẽ đối với chuyện này mà biểu hiện như vậy tích cực. Đơn giản chính là nghĩ mặt mũi đã đánh mất. Lại có người dám khi hắn Tôn Nhị gia Tôn Đủ Năm trên đầu động thổ, đương nhiên buồn cười. Nhị ca, ta nhớ kỹ ngươi lên lần 70 đại thọ thời gian, lão nhân có đúng hay không đưa ngươi một bức tranh chữ? Nghe vậy Tôn Liệt nhíu mày một cái, đột nhiên mở miệng nói. Lão nhân đưa chữ của ta hỏa, ừ, là có chuyện đó mà, làm sao vậy? Ngươi đột nhiên nhắc tới cái này làm gì? Tôn Đủ Năm giật mình. Đây chính là bảo bối của hắn, bởi vì lão gia tử mấy năm nay bởi vì thân phận vấn đề, đã thật rất ít có chữ viết họa chảy truyền tới. Mà loại đồ vật này, tại đây tứ cửu thành, hoàn toàn thì tương đương với một đạo mặt mũi, cha hắn Tôn lão thái gia mặt mũi. Y theo tình huống trước mắt, chúng ta Tôn gia không có khả năng bởi vì ngươi một cái tôn tử, hãy cùng Hứa gia, hãy cùng chung vệ cục dở mặt. Dù sao nghiêm ngặt tuy nói là chúng ta bên này không đứng lại, lý, để ý. Lén ủy thác nước ngoài tổ chức sát thủ sát nhân trước đây. Chớ nói chi là bây giờ còn là thế cục dung chuyển thời kỳ nhạy cảm. Nói đến đây Tôn Liệt dừng một chút, vẻ mặt nghiêm túc nói Trần lão thái gia đi, vì vậy chúng ta bây giờ mới có thể dễ dàng ổn áp Trần gia một đầu. Nhưng bây giờ nếu là bởi vì loại chuyện nhỏ này mà, cùng Hứa gia dở mặt, đưa bọn họ đưa vào cùng chúng ta Tôn gia mặt đối lập, thậm chí cùng Trần gia khối hợp ở một khối nói, này tương hội là dạng gì một loại hậu quả. Nhị ca, ngươi hiểu chưa? Ta đương nhiên minh bạch, có thể, đây cũng theo ta bức kia tranh chữ có quan hệ gì. Tôn Đủ Năm nói. Nguyên bản bọn họ Tôn gia cùng Trần gia, vô luận nội tình hay hoặc là thực lực đều một số gần như tương đương. Mà bây giờ, Trần lão thái gia đi, bọn họ Tôn gia kình thiên trụ vẫn còn, tự nhiên mà vậy cái này tiêu tan, vị trí dần dần cao hơn Trần gia một bậc. Có thể ở vào thời điểm này, nếu là Hứa gia đột nhiên hoành nhúng một tay. Cùng Trần gia quan hệ đến gần thậm chí liên hợp ở chung với nhau nói, vậy bọn họ Tôn gia chẳng phải là thoáng cái tựu tình cảnh lúng túng. Dù sao phải biết rằng nếu là dứt bỏ Hứa lão thái gia cùng bọn họ Tôn gia Tôn lão thái gia hai cái này yếu tố mấu chốt nói, Trần gia cùng Hứa gia liên hợp cùng một chỗ, là đủ để đưa bọn họ Tôn gia áp chế, thậm chí khiến gia tộc bọn họ xuất hiện nguy cơ. Vì vậy hắn biết rõ rất rõ ràng, nếu không có không thể lui được nữa. Vậy bọn họ Tôn gia là tuyệt không thể cùng Hứa gia dở mặt. Trừ phi bọn họ Tôn gia cũng có thể tìm được cùng tương đồng cấp bậc giúp đỡ. Có thể, Lưu gia những tên kia gần hơn 10 cuối năm bản không đem tâm tư đặt ở cái này một khối. Cùng bọn họ hoàn toàn không ở một cái kênh trên. Rất đơn giản, nhị ca, người nếu là chân thực nuốt không trôi khẩu khí này, vậy đem lão gia tử thân thủ sở sách bộ chữ vẽ kia, sai người đưa đến Trịnh Vệ quốc nơi ấy. Liêu hắn Trịnh Vệ quốc lần này phía sau là có người bày mưu đặt kế, chống đỡ, có thể hắn chẳng lẽ còn dám không để cho lão gia tử mặt mũi sao? Tôn Liệt rốt cục đem lời của hắn nói ra. Hắn thấy, cái này rất hiển nhiên là nhất ổn thỏa nhất phương pháp. Bộ chữ vẽ kia là lão gia tử thân thủ sở sách, nếu là bị đưa đến Trịnh Vệ quốc trước mặt, ý vị như thế nào, tự quá rõ ràng. Chẳng lẽ Trịnh Vệ quốc còn dám không để cho lão gia tử mặt mũi sao? Chỉ là làm như vậy khuyết điểm duy nhất chính là quá xa xỉ. Dù sao đây chính là lão gia tử thân thủ sở sách tranh chữ, liên hắn Tôn Liệt, trong tay cũng không có.
không phải là lão gia tử không thích hắn, không muốn cho hắn, mà là chân thực không thể cấp. Bởi vì trong này dính dáng nhiều lắm. Đem bộ chữ vẽ kia đưa qua. Quả nhiên, nghe vậy Tôn Đủ Năm trên mặt thần sắc ngay tức khắc thay đổi mấy cái, không nghĩ tới lão ngũ lại đưa ra như thế một cái, ôi thiêu chủ ý, đến. Hắn theo sát mà mặt âm trầm nói lão ngũ, người đây không phải là ở cầm ta nói đùa. Đây chính là lão gia tử thân thủ sở sách tranh chữ, ta cũng là ở 70 đại thọ lúc, mới tìm được cớ cùng cơ hội tìm hắn muốn một chương đến. Phải biết rằng cứ như vậy một chương tranh chữ, coi như là ta năm đó cái vị trí kia, loại cấp bậc đó, đều có thể làm cho người ngồi lên. Hiện tại ngươi muốn ta tặng nó cho Trịnh Vệ Quốc. Vì vậy ta mới nói nhị ca ngươi nếu chân thực nuốt không trôi khẩu khí này nói, mới có thể cân nhắc làm như vậy. Dù sao chuyện bây giờ đã không sai biệt lắm sáng tỏ. Nếu mấy ngày nữa, trung vệ cục bên kia đến cách vô tội thả ra, coi như là chúng ta long tổ, cũng không có khả năng nữa đem tiểu tử kia bắt lại đi. Chính ngươi suy tính một chút đi. Dứt lời, Tôn Liệt xoay người chậm rãi chuẩn bị ly khai. Kinh thành bốn bộ là thuộc về một cấp bậc, vì vậy nếu là trung vệ cục thật đem tiểu tử kia vô tội thả ra, vậy coi như là bọn họ long tổ, cũng không có khả năng mạo hiểm nghi vấn trung vệ cục điều tra kết quả, cùng với rửa mặt hậu quả. Lại đem họ Trần tiểu tử bắt lại. Dù sao Long Tổ cũng không phải hắn Tôn Liệt một người, càng không phải là bọn họ Tôn gia, trừ phi là lão thái gia tự mình đứng ra, mới có tư cách nói cái loại này nói. Ta, Tôn Đủ Năm sắc mặt thoáng cái trở nên cực phi khó coi. Bởi vì nuốt trôi khẩu khí này sao? Hắn đương nhiên nuốt không trôi. Phải biết rằng hắn Tôn Đủ Năm thân phận gì địa vị gì. Đường đường lão Tôn gia trang nhị gia. Năm đó càng tòng quân ủy bốn bộ trong đó hai người đứng đầu vị trí lui xuống, bây giờ lại bị một cái hơn 20 tuổi chưa dứt sửa mao đầu tiểu tử cưỡi ở trên đầu dương oai, đưa hắn tôn tử cho làm thịt. Loại này khí hắn làm sao có thể nuốt trôi? Có thể tranh chữ, là hắn lão gia tử thân thủ sở viết, không biết có bao nhiêu chân quý. Coi như là hắn Tôn Đủ Năm, đời này sợ rằng đều lại không có cơ hội có thể bắt được đệ nhị phúc, thật chẳng lẽ muốn. Hai ngày sau. Trung ương cảnh vệ cục cục trưởng bên trong phòng làm việc, Trịnh Vệ Quốc trong tay nắm bắt một quyển hơi có chút phiếm hoàng quyển trục, trên mặt thần sắc có dũng khí không nói ra được phức tạp cùng cảm thán. Chỉ thấy kỳ theo từ từ mở ra quyển trục, bất ngờ nhìn thấy phía trên viết rồng bay phượng múa một cái đại tự, thọ. Chỉ là đầu tiên mắt nhìn đi tới, Trịnh Vệ Quốc là có thể cảm thụ được tự trong tràn đầy hào hùng vạn trượng, cùng với viết người bút lực trộn dày, cứng cáp hữu lực. Đương nhiên cái này đều không phải là hắn để ý nhất chính là, xem hắn liếc mắt liếc về lạc khoản chỗ một hàng chữ nhỏ lúc, không tự do chủ tâm trong chấn động, trong lòng kinh hoàng. Cái này Tôn Đủ Năm, hay là thật là bỏ được a? Dù là Trịnh Vệ Quốc đều không nghĩ tới đối phương có thể như vậy bỏ được, đây chính là Tôn Lão Thái gia thân thủ sở sách tranh chữ, nói là vô giá đều không quá đáng, hắn cư nhiên có thể lấy ra nữa, là vì hắn cái kia người ngu ngốc tôn tử. Nếu chỉ là cái Tôn nhị gia Tôn Đủ Năm, hay là lại thêm cái Tôn năm năm Tôn Liệt, hiện giữ Long Tổ phó tổ trưởng, tuy rằng có thể làm cho hắn Trịnh Vệ Quốc cảm động kiêng kỵ, có thể vẻn vẹn cũng chính là kiêng kỵ mà thôi. Nên làm như thế nào, hắn vẫn sẽ làm như thế nào. Nhưng bây giờ tình huống này lại hoàn toàn bất đồng, Tôn Lão Thái gia thân thủ sở sách tranh chữ bị đưa đến hắn Trịnh Vệ Quốc tới trước mặt, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa hắn Trịnh Vệ Quốc có cho hay không Tôn Lão Thái gia mặt mũi này? Không sai, gặp tranh chữ như gặp người. Đây là tứ cửu thành mấy chục năm qua đối với Tôn Lão Thái gia tự viết đánh giá. Vì vậy đồ chơi này bây giờ còn tồn thế cực nhỏ cực nhỏ. Và lại Tôn Lão gia tử bây giờ còn sớm đã thành phong bút, 20-30 năm không có cái mới làm được xuất bản. Vì vậy hiện vào thời khắc này thịnh phóng ở trước mặt hắn cái này cuốn tranh chữ phân lược, đã không cần nói cũng biết. Nói chung vẻn vẹn chỉ bằng hắn Trịnh Vệ Quốc một người, là tuyệt đối cự tuyệt không dậy nổi. Tôn Lão Thái gia a, đây chính là hiện nay toàn bộ nước Cộng Hòa còn sống tam đại che trời cổ thụ một trong, tùy tùy thiện tiện một câu nói, là có thể nhượng hắn Trịnh Vệ Quốc ngoan ngoãn kể từ bây giờ dưới mông mặt vị trí lăn xuống đến. Hoàn toàn hưng không dậy nổi một tia cùng lão nhân gia ông ta đối kháng ý niệm trong đầu, chớ nói chi là còn có hắn âm thầm trưởng quản thế lực, cùng với kinh khủng kia lực ảnh hưởng. Nếu là thật đem vị kia đắc tội, Trịnh Vệ Quốc thực sự là ngẫm lại đều cả người tóc a. Gì, đây không phải là Tôn thủ trưởng đỏ xanh bản vẽ đẹp sao? Cứng cáp hữu lực, hồn mà không loạn, chữ tốt, chữ tốt.
Có thể nhưng vào lúc này, một đạo sang sáng tiếng cười đột nhiên ở Trịnh Vệ Quốc bên tai vang lên, nguyên lai không biết khi nào phòng làm việc lại nhiều hơn một vị hoàng bào lão giả. Hoàng lão, mà ở nhìn rõ ràng vị kia hoàng bào lão giả khuôn mặt, Trịnh Vệ Quốc mạnh trên mặt thần sắc lấy làm kinh hãi, siêu một tiếng đứng lên, thân thể băng bó được thẳng tắp hành lễ nói. Làm trung ương cảnh vệ cục hiện giữ cục trưởng, hắn Trịnh Vệ Quốc đương nhiên rất rõ ràng, trong bọn họ ương cảnh vệ cục nội bộ, thế nhưng cất giấu không ít lão quái vật. Tựu như cùng hiện tại xuất hiện ở trước mắt hắn vị này hoàng tinh hoàng lão, 40 năm trước hắn Trịnh Vệ Quốc vừa thêm vào trung vệ cục, còn là một tiểu binh thời gian, đối phương cũng đã là thời đại kia trung vệ cục cục trưởng. Ít nhất, so với hắn sớm tam đại. Mà bây giờ, vị này như trước còn khỏe mạnh, thân thể cốt thân thể cường tráng đến không đi. Hắn Trịnh Vệ Quốc sao dám đối phương vị này trước mặt thất lễ. Ngồi xuống ngồi xuống, hiện tại ngươi là cục trưởng, hẳn là ta lão đầu tử này cho ngươi chào hỏi mới đúng. Đồ chơi này ở đâu ra? Hoàng tinh hoàng lão cười khoát tay áo, chỉ vào trong tay đỏ xanh bản vẽ đẹp hỏi. Là tôn gia trang đủ năm đưa tới. Trịnh Vệ Quốc lập tức nói. Tôn gia a, lẽ nào bọn họ có phần này tâm, lão nhân ta bình thường cái gì cũng không tốt, tự đối với cái đỏ xanh bản vẽ đẹp còn có chút hứng thú. Nếu bọn họ đưa tới lớn như vậy lễ, ta lão đầu tử này cũng không có thể đã đánh mất cấp bậc lễ nghĩa. Tiểu Trịnh a, đi cho tôn đủ năm gọi điện thoại, ta phải hảo hảo cùng hắn nói nói cảm ơn tạ. Hoàng tinh hoàng lão đầu tiên là híp mắt cười cười, sau đó nói. A, vâng. Nghe vậy Trịnh Vệ Quốc đầu tiên là sửng sốt, sau đó ngay tức khắc không chút do dự bấm tôn gia trang đủ năm điện thoại. Cùng lúc đó, hắn trong con ngươi còn có cổ không nhẫn nại được sắc mặt vui mừng cùng kinh sắc. Hắn đương nhiên minh bạch hoàng lão lời này hoàn toàn chính là lời xã giao, lý do, đối với cái đỏ xanh bản vẽ đẹp cảm thấy hứng thú. Chỉ sợ là đến thay hắn Trịnh Vệ Quốc còn có vị bên trong kia giải vây mới là thật. Chỉ là... Cư nhiên có thể làm cho hoàng tinh hoàng lão loại này bối phận đại nhân vật đều đứng ra, coi như có thể là thấy hứa lão thái ra mặt mũi, nhưng là còn là cũng đủ kinh người a. Chẳng lẽ, vị bên trong kia còn cùng hoàng tinh hoàng lão quan hệ không cạn? Nói cách khác, lấy lão nhân ra ông ta thân phận, lại làm sao có thể nhạy cảm như vậy tiếp được loại này năng thủ sơn dụ? Dù sao chữ này họa phía sau, thế nhưng nặng trịch phân lượng, đại biểu cho tôn lão thái ra a. Cùng lúc đó, tứ cửu thành lão tôn nhà khu nhà cấp cao nội, tôn đủ năm cùng với tôn liệt đám người chính lại tề tụ tại nơi tầng chót bên trong phòng họp, chờ người nào đó điện thoại. Nhị ca, không thể không nói, người thật đúng là bỏ được a. Phải biết rằng lão gia tử đều đã phong bút nhanh hơn 20 năm, trong tay chữ hàng, dùng một chương đã có thể ít một chương. Người lẽ nào tự không đau lòng, lẽ nào người thật đúng là cho rằng về sau còn có khả năng từ lão gia tử lại làm ra một chương. Mơ mộng hão huyền ni. Tôn tứ gia vừa lên đến tựu giáp thương, súng, mang côn, nhìn tôn đủ năm trên mặt xích lõa khỏa thân trào phúng cùng châm biếm. Hắn thấy, lão gia tử bản vẽ đẹp đỏ xanh đó là chân quý bực nào, dùng một chương tựu ít một chương, hơn nữa chớ nói chi là bây giờ còn là cho trung vệ cục thử áp, nhường hứa ra trên mặt khó xử. Nếu là kích khởi phản hiệu quả, vậy là tốt rồi chơi. Xem ra bộ này dài nháo lão già kia là thật quyết tâm đem hứa ra đẩy ra phía ngoài. Đến lúc đó, nếu là Trần gia sấn hư mà vào, đem hứa ra kéo đến cùng bọn họ mặt trận thống nhất, vậy phải làm thế nào? Đồ vật là của ta nghĩ thế nào dùng tự dùng như thế nào? Phải dùng tới ngươi ở đây mù quan tâm, có thể tôn đủ năm nghe vậy lại trực tiếp lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, mặt âm trầm gờ giáp đâm nói. Mà nhưng vào lúc này hắn để lên bàn chuông điện thoại di động. Đột nhiên vang lên. Điện thoại tới, vẫn nhắm mắt dưỡng thần Tôn Liệt mở mắt ra, hỏi. Không chỉ là hắn, bên trong gian phòng vài người khác cũng đều thoáng cái ánh mắt toàn bộ hướng Tôn Đủ Năm nhìn lại. Người sau trực tiếp đem điện thoại cầm lên. Trung vệ cục nội tuyến điện thoại, không ngoài sở liệu, hẳn là chết Trịnh Vệ Quốc đánh tới đi. Ở nhìn thấy điện báo biểu hiện số điện thoại đoạn sau, Tôn Đủ Năm tuy rằng trước kỳ thực cũng đau lòng. Nhưng bây giờ lại một lần tử cũng không nhịn được lộ ra ngạo nhân vẻ mặt tự đắc. Người Trịnh Vệ Quốc coi như là trung vệ cục cục trưởng thế nào? Không cho chúng ta tôn đủ năm mặt mũi. Tốt lắm, chúng ta tôn ra lão thái nhà mặt mũi, người có cho hay không? Ha 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 ha. Này, nghĩ đến đây, hắn thẳng thắn trực tiếp đem điện thoại kết nối, nhưng lại đem trò chuyện hình thức đổi thành ngoại khuếch trương,
gây khó dễ theo tư thái, giọng nói có vẻ tương đương kiêu căng. Chính là, này, tự, là Tôn Nhị gia sao? Ta là Trịnh Vệ Quốc. Sau đó từ microphone nội truyền đến Trịnh Vệ Quốc bình thản, bình thường thanh âm. Mà đang nghe Trịnh Vệ Quốc lại là loại giọng nói này, Tôn Đủ Năm nhìn không được khẽ nhíu mày, sắc mặt cùng với giọng nói cường điệu đều có chút nhục nhã, không tốt nghe nói u, nguyên lai là Trịnh Vệ Quốc, người quý vi trung vệ cục cục trưởng, Nhật Lý Vạn Cơ, thế nào đột nhiên nhớ tới cho ta lão đầu tử này gọi điện thoại. Nga được rồi, là bộ chữ vẽ kia nhận được đi. Ừ, là bị, bất quá Tôn Nhị gia, Hoàng lão muốn tìm ngươi nói vài câu. Có thể Tôn Đủ Năm ý tưởng trong Trịnh Vệ Quốc giọng nói thay đổi sợ hãi, cúi đầu tràng cảnh cũng không có xuất hiện, ngược lại là kỳ giọng nói có vẻ tương đối yên tĩnh hòa bình nhạt. Thế nhưng, bởi vì là trò chuyện phóng ra ngoài dưới trạng thái, bên đầu điện thoại kia Trịnh Vệ Quốc một câu nói Hoàng lão vừa bật thốt lên, điện thoại đầu này không ít người sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Hoàng lão, chẳng lẽ, vô luận là Tôn Liệt hay là Tôn gia đời thứ hai Tôn Tứ gia, thậm chí ngay cả ở giữa ngồi ở chủ vị Tôn lão đại, ở nghe vậy thời gian, cũng không nhịn được mạnh ngẩn người, một tia suy tư, vẻ nghi hoặc nảy lên khuôn mặt, sau đó đầu óc gian đột nhiên nhất tề lướt qua một đạo thân ảnh. Chẳng lẽ là Hoàng Tinh, Hoàng lão, trung vệ cục đệ nhất đảm nhận cục trưởng. Tôn lão đại cùng với Tôn Liệt đám người trên mặt sắc mặt thoáng cái trở nên cực kỳ ngưng trọng. Thậm chí, cũng còn có như vậy một ít kinh hoàng xuất hiện. Hoàng Tinh Hoàng lão, đây chính là năm đó Hứa lão thái gia bên cạnh lợi hại nhất, tối uy vũ phụ tá đắc lực. Đồng dạng cũng là bọn họ thời đại kia người, càng đệ nhất đảm nhận trung ương cảnh vệ cục cục trưởng. Kỳ thân phận, địa vị cao tới trình độ nào, chỉ là ngẫm lại cũng đủ để cho người cái trán đổ mồ hôi lạnh. Nhưng bây giờ, vị này đột nhiên mạc danh kỳ diệu nhô ra là một có ý tứ. Còn muốn tìm bọn họ lão nhị Tôn Đủ Năm nói chuyện. Trịnh cục trưởng, trong miệng ngươi Hoàng lão, thế nhưng Hoàng Tinh Hoàng lão. Tôn Đủ Năm hiển nhiên cũng biết Hoàng Tinh Hoàng lão là nhân vật nào, có chút ngây người, lắp bắp nói. Này, nghe thấy sao? Tiểu Tôn A, thực sự là đã lâu không gặp, Tôn thủ trưởng thân thể cốt có khỏe không? Ngay tại lúc sau một khắc, bên đầu điện thoại kia truyền tới thanh âm lại đã không phải là Trịnh Vệ Quốc. Mà là một đạo khác già nua đến làm bọn hắn có chút hết hồn thanh âm. Hoàng lão. Nhất thời mọi người tại đây con ngươi chợt co rụt lại, nhịn không được hai mặt nhìn nhau, tất cả từ trong mắt đối phương gặp được một màn kia tản ra không đi kinh sắc. Hoàng lão xin chào, ta là Tôn Đủ Năm. Nhờ phúc của ngươi, ba ta hắn gần nhất thân thể cốt còn thật không tệ, ăn cái gì đều tương đối hương. Mà nhưng vào lúc này, Tôn Đủ Năm cũng đã một bên mặt âm trầm. Một bên nhưng không được không khách khí, thậm chí có một ít cung kính nói. Không có biện pháp, Hoàng Tinh Hoàng lão thân phận chân thực quá đặc thù, đây chính là trung ương cảnh vệ cục đệ nhất đảm nhận cục trưởng. Mà cùng đối ứng Long Tổ đệ nhất đảm nhận tổ trưởng, lại từ lúc mấy năm trước cũng đã qua đời. Liên ba hắn ở nhìn thấy đối phương lúc, đều biết khách khí, hãy cùng nhìn thấy Tuân Lôn Tuân lão loại trình độ đó lão gia này vậy. Hắn Tôn Đủ Năm coi như là hiện nay đã hơn 70. Quý vi Tôn Nhị gia, có thể nghiêm ngặt lại nói tiếp nhưng vẫn là nhiều nhất chỉ có thể xem như là mỗi người vãn bối, hữu khởi dám làm càn. Dù sao năm đó, Hoàng Tinh Hoàng lão tại vị thời gian, liên hắn này qua đời hoặc chưa qua đời thúc thúc bá bá cũng không biết ở trong tay đối phương mặt cắm bao nhiêu hồi, một đám thấy đối phương đàng hoàng cùng cái dạng gì tựa như. Năm đó tứ cửu thành người gặp người sợ, tứ đại ma vương, một trong, không có thể như vậy tùy tiện nói một chút, đùa giỡn. Vậy là tốt rồi, Tôn thủ trưởng có thể là chúng ta nước Cộng hòa Ngũi Bảo, lớn nhất tài phú. Chỉ cần lão nhân gia thân thể cốt thân thể cường tráng, so với cái gì cũng tốt. Nga, được rồi, bức chữ này họa là ngươi sai người đưa tới đi. Thật là có tâm, biết ta Hoàng Tinh Hoàng mẫu người bình thường cái gì đều không thích vui mừng, là tốt rồi cái này một ngụm, thực sự là đa tạ a, tiểu Tôn. Mà nhưng vào lúc này, ống nghe nội lại truyền tới Hoàng lão sang sáng tiếng cười. Mà ở nghe nói như thế, Tôn Đủ Năm trên mặt thần sắc mạnh cứng đờ. Không phải là, Hoàng lão, ta, nhất thời theo sát mà hắn liền nhìn không được mặt liền biến sắc nói. Cái gì gọi là hắn có lòng, cái gì gọi là hắn Hoàng Tinh Hoàng mẫu người bình thường cái gì đều không thích vui mừng, là tốt rồi cái này một ngụm. Hắn bộ chữ vẽ kia đưa qua, rõ ràng là vì để cho Trịnh Vệ Quốc tuột tay thả người. Đem dám can đảm cưỡi ở hắn Tôn Đủ Năm trên đầu dương oai không biết trời cao đất rộng hạng người giao ra đây.
nhưng bây giờ... Thế nào, tiểu tôn, nghe ngươi lời này giọng, là ta hoàng tinh hoàng mẫu người có chút tự mình đa tình. Mà nhưng vào lúc này, từ bên đầu điện thoại kia lần thứ hai truyền đến hoàng tinh hoàng lão thanh âm, nhưng lúc này đây, thanh âm kia lại trở nên lãnh đạm rất nhiều, thậm chí có một ít để cho bọn họ hết hồn, trong lòng phát lạnh. Không, không, hoàng lão người đây là nơi nào nói? Nếu hoàng lão người thích, bộ chữ vẽ kia coi như là chúng ta tôn gia hiếu kính đưa cho ngươi. Nhất thời tôn gia đời thứ hai lão đại, Tôn Bình Trạch vội vã mở miệng, khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ, hướng về điện thoại nói. Đến thời khắc này hắn thế nào còn có thể không biết rõ sở đến tột cùng chuyện gì xảy ra mà. Không nghĩ tới hoàng tinh hoàng lão cư nhiên sẽ đứng ra, cho tiểu tử kia xuất đầu. Là Bình Trạch sao, đã như vậy, ta đây hoàng mẫu người đã có ra mặt dày cung kính không bằng tòng mệnh. Ngày khác, nhớ phải giúp ta cho tôn thủ trưởng cầm một câu, quả thực bảo đao chưa lão a. Ha ha, nói, hoàng tinh hoàng lão trực tiếp đem điện thoại cắt đứt. Lưu lại điện thoại đầu này đám người kia một đám hai mặt nhìn nhau, đều có một ít sắc mặt âm trầm, hắn giọng xấu xí. Phanh, một tiếng, Tôn Đủ năm tay bên trên chén trà, bị hắn cầm lên, trọng trọng nện ở trên bàn, ngay cả nước tràn ra đi rơi vào điện thoại di động trên màn ảnh cũng hoàn toàn không có quan tâm. Trịnh Vệ Quốc, hoàng tinh, hắn mà bọn họ có phải hay không có chút khinh người quá đáng. Chỉ thấy Kỳ nghiến răng nghiến lợi tức giận nói, tức giận đến cả người thẳng run run. Hiển nhiên, hắn là thật thật không ngờ, nguyên tưởng rằng có thể khiến Trịnh Vệ Quốc ngoan ngoãn cúi đầu đi vào khuôn khổ, đem tiểu tử kia chắp tay giao ra đây. Nhưng bây giờ, lại cư nhiên biến hóa nhanh chóng, thành như bây giờ. Phải biết rằng vật kia đến rồi hoàng tinh trong tay, vậy thật là hiếu kính. Dù sao cũng chỉ có loại trình độ đó vương bát đản, mới có tư cách như thế đem năng thủ sơn dụ tiếp. Những người khác ai có gan này? Có thể cứ như vậy, không được hắn Tôn Đủ năm tiền mất tật mang. Đây chính là hắn lão gia tử thân thủ sở sách đỏ xanh bản vẽ đẹp, coi như là hắn Tôn Đủ năm, trong tay cũng mới chỉ có cái này một chương A. Không nghĩ tới, thậm chí ngay cả hoàng tinh hoàng lão đều tự mình ra mặt, lẽ nào tiểu tử kia thật có mặt mũi lớn như vậy? Mà nhưng vào lúc này, bên trong gian phòng những người khác cũng đã không rảnh để ý tới chấn nộ Tôn Đủ năm. Chỉ thấy Tôn Liệt một bên vuốt cằm, một bên con ngươi sâu đậm phức tạp dù gì nói. Tứ cửu thành có tứ cửu thành quy củ, thế hệ trước đều rời khỏi lịch sử võ đài nhiều năm như vậy, lại là tùy tùy tiện tiện có thể như vậy lộ diện. Chớ nói chi là, còn là theo chân bọn họ lão Tôn nhà không qua được. Nhà bọn họ lão gia tử còn ở a. Ta không biết tiểu tử kia đến tột cùng có lớn hay không, bất quá, ta lại biết chuyện này khẳng định có hứa lão thái gia ý tứ ở bên trong. Nhị ca, người cái này cũng cho chúng ta Tôn gia xiêm áo một cái vấn đề khó khăn không nhỏ ở trước mặt. Là vì người cái kia người ngu ngốc Tôn tử, bản thân ngu xuẩn, lén ủy thác ngoại quốc tổ chức sát thủ sát nhân còn bị bắt được đuôi, đãi đến chứng cứ. Lẽ nào cũng bởi vì như vậy chúng ta sẽ đem hứa ra đẩy ra ngoài. Nói đến đây Tôn tứ gia hung hăng dừng một chút, ánh mắt quét về phía Tôn Đủ năm, lộ ra một tia âm trầm cùng vẻ trào phúng, tiếp tục nói nếu Trần gia vào lúc này cũng đủ tinh linh. Sấn hư mà vào, đem hứa ra mượn hơi đến bọn họ bên kia làm sao bây giờ. Đến lúc đó, đồng thời đối mặt hứa ra cùng Trần gia, có đúng hay không nên chúng ta Tôn gia người người cảm thấy bất an. Ngươi, nghe vậy Tôn Đủ năm giận dữ, sắc mặt thật không tốt xem. Lão nhị, được rồi. Có thể ngay sau đó Tôn lão đại Tôn Bình Trạch lại trực tiếp đem lời của hắn cắt đứt, mặt không chút thay đổi nói ngươi lần này làm những chuyện như vậy, quả thật có chút thiếu cân nhắc. Bất quá may là xem chừng hứa ra bên kia cũng không chuẩn bị dây dưa tiếp, chỉ là muốn bảo cá nhân mà thôi, vậy hãy để cho bọn họ bảo đi, dù sao liên hoàng tinh hoàng lão đều ra mặt. Chuyện này, về sau đều đừng nhắc lại, biết không? Ta, được rồi, Tôn Đủ năm ngực hung hăng khi dễ vài cái, cuối cùng vẫn mặt âm trầm nghiến răng nghiến lợi gật đầu. Có thể trong lòng của hắn đến tột cùng là không phải là muốn như vậy, nguyện ý từ bỏ ý đồ, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Cùng lúc đó, Trần Phi bị vô tội thả ra tin tức cũng truyền ra. Tứ cửu thành một mảnh rung động. Tối thiểu hơn 10 năm không ai dám ở tứ cửu thành tam đại màu đỏ nhà giàu có trên đầu dương oai, chớ nói chi là lúc này đây còn là trực tiếp đem lão Tôn nhà huyết mạch giết chết một cái, vì vậy tất cả mọi người đang chờ xem náo nhiệt. Xem hung thủ kia sẽ bị Tôn gia thế nào đùa chơi chết, nhưng bây giờ... Cư nhiên vô tội phóng ra. Đùa giỡn đi, làm sao có thể? Này,
này, các ngươi nghe nói không? Hai ngày trước tên kia, bị vô tội phóng ra. Ai, tê, ngươi là nói giết Tôn Long cái tên kia? Không thể nào đâu, Tôn gia mặt đều bị phiến thành như vậy, còn vô tội thả ra. Bọn họ đồng ý thiện bày làm huề. Đã nhiều năm như vậy, có ai dám ở tam đại màu đỏ nhà giàu có trên đầu dương oai? Nhưng bây giờ, loại sự tình này mà một khi mở tiền lệ, đây chính là chỉ đấu không cầm được. Làm sao có thể vô tội thả ra? Cũng không đến mức khoa trương như vậy. Chủ yếu là tên kia như thế một bị vô tội thả ra, chẳng phải là ngạnh sinh sinh cho Tôn gia một bạt tai. Ta cũng nghĩ, là chuyện này chúng ta không biết tin tức hơi nhiều. Nếu không lấy Tôn gia trình tự cùng địa vị, thế nào theo đuổi loại sự tình này mà tùy tiện phát sinh? Lẽ nào các ngươi cũng không phát hiện, đến bây giờ, Tôn gia bên kia thế nhưng một cái ảnh nhi, một cái phao mà đều không mạo, thật giống như cái gì đều không phát sinh. Rất hiển nhiên chuyện này phát triển quỹ tích đã hoàn toàn vượt quá bọn họ những. Này xem náo nhiệt dữ liệu. Đây chính là lão Tôn nhà A, đường đường tứ cửu thành đỉnh cấp màu đỏ nhà giàu có một trong, hiện tại đều bị nhuốm máu động đao, tuy rằng chết chỉ là cái không được coi trọng đời thứ tư, nhưng cũng không đến mức như vậy tùy tùy tiện tiện để hung thủ kia, vô tội thả ra, đi. Xa muốn hơn 10 năm trước một lần kia, tứ cửu thành thậm chí nước Cộng Hòa đều là một mảnh quét sạch. Mà bây giờ, trong lúc nhất thời, chỉ cần không phải óc có vấn đề người, khẳng định có thể đoán được cái này Tôn Long Tôn Đại Thiếu tất nhiên là đắc tội cái gì siêu cấp lớn nhân vật. Hoặc là có cái gì nhược điểm bị đối phương cho chộp được, mới có khả năng khiến riêng lớn Tôn gia đều bị động như vậy, thậm chí thẳng thắn làm như không thấy. Bằng không lấy Tôn gia ở tứ cửu thành, thậm chí nước Cộng Hòa thế lực, làm thế nào có thể áp dụng loại này tự rước nhục nhã cách làm. Bị cưỡi ở trên đầu dương oai, cũng không phản kích, đây chính là rất mất mặt. Có thể bởi vì này món mà vô luận là Tôn gia hoặc giả trung ương cảnh vệ cục đều đúng thủ khẩu như bình, hơn nữa ngoại nhân coi như sức tưởng tượng lại phong phú, cũng không có khả năng nghĩ đến chuyện này liên hoàng tinh hoàng lão cái loại này siêu cấp lớn nhân vật đều ra mặt, vì vậy coi như là bọn họ những. Này xem náo nhiệt các loại suy đoán, nhưng ai cũng không biết cụ thể chân tướng là cái gì. Nhưng dù vậy, không ít thông minh hoặc là cẩn thận đại quan, gia tộc cũng bắt đầu đều cảnh cáo tử nữ. Thân thích cũng không có mắt đụng vào trên tay đối phương. Lão Tôn nhà lúc này đây đều cắm, bọn họ những người này ở đây trước mặt đối phương, dĩ nhiên là càng không coi vào đâu. Đương nhiên đây đều là sau lại chuyện đã xảy ra, tạm thời không đề cập tới. Rồi hãy nói Hoàng Tinh Hoàng lão cùng Tôn Đủ Năm đi qua điện thoại sau, liền trực tiếp hạ lệnh đem Trần Phi tung ra ngoài. Cũng thấy, Hoàng lão, làm Trần Phi lần thứ hai nhìn thấy Hoàng Tinh Hoàng lão thời gian. Tự nhiên vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Hắc hắc, Trần tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Nói ngươi ở bên trong ngồi chồm hổm vài ngày sau, có cảm tưởng gì à? Có đúng hay không đúng trước ngươi phạm vào sai lầm có khắc sâu nhận thức cùng tỉnh lại. Người nha, hòa hòa khí khí thật tốt, làm gì suốt ngày đả đả sát sát. Có thể Hoàng Tinh Hoàng lão lại trực tiếp tế mi lộng nhãn, trêu ghẹo lên. Giống như Trần Phi loại này cấp bậc tiểu quái vật, thay đổi nhỏ tai. Coi như là trong bọn họ vệ cục, kỳ thực cũng đều rất khó, cách thật lâu mới có thể nhốt vào như thế một cái. Làm chung vệ cục đệ nhất đảm nhận cục trưởng, mặc dù đã lui cư phía sau màn, có thể gặp gỡ loại tình huống này, hắn vẫn sẽ nhìn không được hưng phấn một chút. Chỉ do thói quen nghề nghiệp. Khắc sâu nhận thức cùng tỉnh lại mặc dù không có, bất quá ở trong đó cũng quả thực thật có ý tứ, thật nhiều nhân tài. Nghe vậy Trần Phi nhìn không được đảo cặp mắt trắng dã. Sau đó lại đột nhiên sắc mặt cười quỷ dị cười. Người cái này đều cái gì thí thoại. Mà ở nhìn thấy Trần Phi trên mặt nụ cười quỷ dị kia, cái này đến phiên Hoàng Tinh Hoàng lão nhịn không được đảo cặp mắt trắng dã, không nói gì nói tiểu tử ngươi cũng cùng ở trong đó những tên kia học. Bọn họ trong bụng cong cong ruột hơn đi, đừng đến lúc đó bị bọn họ bán, cũng còn giúp đỡ kiếm tiền. Người loại này thiểu niên có thể chơi bất quá này cái cáo già. Yên tâm đi Hoàng lão. Ta không có ngu như vậy. Được rồi, người bên kia có La Tôn tin tức sao? Trần Phi gật đầu, lại đột nhiên mở miệng nói. La Tôn. Nghe nói như thế Hoàng Tinh Hoàng lão không khỏi sắc mặt hơi đổi đổi, giọng nói trở nên có chút nghiêm túc nói ngươi còn muốn theo hắn làm gì? Hắn không phải là đã bị Hắc Ma Điện mang đi. Tuy rằng lời là nói như vậy, nhưng tên kia, đối với ta mà nói thủy chung là cái uy hiếp, là cái mìn định giờ. Nghe vậy Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lóe lóe,
chậm rãi nói hơn nữa lấy lão gia hỏa kia tỷ vết nào tất báo tính cách, về sau nếu là có năng lực, có cơ hội, nhất định sẽ tới tìm ta báo thù đi. Ta cũng không muốn Mạc Danh Kỳ Diệu có một ngày đột nhiên bị hắn tìm tới cửa lấy mạng báo thù. Nghe thế Hoàng Tinh Hoàng lão hơi trầm mặc một chút, sau đó lắc đầu chậm rãi nói người yên tâm đi, nếu hắn đều đã đến bên kia đi, dưới tình huống bình thường là rất khó khăn rồi đến bên này. Bởi vì nếu là muốn từ bên kia đến, sợ tốn hao đại giới rất lớn, coi như là... Quên đi, những, này ngươi tạm thời còn không cần thiết biết. Đại giới rất lớn. Đột nhiên nghe được Hoàng Tinh Hoàng lão nhắc tới cái này cha, lời như vậy, Trần Phi trong lòng nhất thời hoạt lạc. Bởi vì hắn hiện tại đã vạn phần khẳng định, ở địa cầu này, ngoại trừ thế tục ở ngoài, khẳng định còn cất giấu một cái, hoặc không chỉ một, tầng thứ cao hơn, luyện khí sĩ đợi đến địa phương. Bất quá bây giờ nếu Hoàng Tinh Hoàng lão không muốn nói, hắn cũng lười hỏi nhiều, dù thế nào chờ hắn tu vi đi tới sau, còn sợ không có cơ hội đi qua sao. Nghĩ đến đây, hắn thẳng thắn khóe miệng vung lên nụ cười nói Hoàng lão, nếu ta bây giờ có thể đủ đi ra, có đúng hay không tôn ra bên kia đã không thành vấn đề. Ừ, đều không sai biệt lắm đã xử lý tốt, bất quá tiểu tử ngươi về sau còn là kiềm chế lại, tốt nhất đừng ở chỗ này tứ cửu thành động thủ, nếu không, nếu là bị cái khác ba, kinh thành bốn bộ theo dõi, đây chính là sẽ rất phiền toái. Kinh thành bốn bộ thành lập sơ bản ý, chính là vì phòng ngừa có vài người to gan lớn mật, dám ở tứ cửu thành dương oai. Nhất là tu vi, thực lực càng cao người, lại càng không thể để cho bọn họ tại đây hoàng thành dưới chân lung tung làm ẩu. Nếu không cái này tiền lệ vừa mở, đưa đến hậu quả sẽ xa so với trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Vì vậy, cái này vốn là hắn Hoàng Tinh hay là Hứa lão thái gia câu nói đầu tiên có thể giải quyết sự tình, lại phải tê tê phiền phiền lượn quanh lớn như vậy một cái vòng, trước đem người bắt lại, lại vô tội thả ra. Chính là căn cứ vào cái nguyên tắc này, điểm mấu chốt. Vâng, Hoàng lão, ta về sau sẽ chú ý. Trần Phi hiển nhiên cũng minh bạch đối phương là vì tốt cho hắn, vì vậy lập tức cung kính gật đầu nói. Được rồi, người bây giờ có thể đi. Nga, được rồi. Hứa thủ trưởng nhường ta cho ngươi biết một tiếng, sau khi ra ngoài liền trực tiếp đến hắn vậy đi. Nghe vậy Hoàng Tinh hài lòng gật đầu, lại đột nhiên mở miệng nói. Hứa ra ra, tốt lắm, ta đã biết, ta đợi sẽ trực tiếp đi qua đi. Trần Phi gật đầu. Theo hắn liền rời đi trung ương cảnh vệ cục. Có lẽ là bởi vì vừa rồi bị phóng xuất, vì vậy Hoàng Tinh Hoàng lão bên kia cũng không tiện ở vào thời điểm này trực tiếp phái người đưa hắn đi qua. Vì vậy sau đó Trần Phi trực tiếp tự mình đón một chiếc taxi xe, hướng về Hứa gia tứ hợp viện chỗ ở đại thể phương vị chạy tới. Mà lúc này, đi qua vừa vặn có thể vượt qua ăn bữa trưa. Hứa gia tứ hợp viện chỗ ở khu vực là hoàn toàn phong bế, trừ phi là có thông hành khiến cùng Hứa Khả chứng, nếu không duyên cớ vô cớ xe gì chiếc là căn bản không có khả năng mở đi vào. Vì vậy ở Trần Phi ngồi taxi lái xe đến khu vực đại thể phạm vi sau. Hắn tự sớm ở một địa phương khác xuống xe, sau đó một người chậm chậm gì gì hướng Hứa gia tứ hợp viện đi đến. Dọc theo đường đi thật không có người ngăn hắn, bởi vì hắn sớm đã thành thân phận dành riêng. Mà khi hắn đẩy ra tứ hợp viện đại môn tiến nhập trong sau, trước mặt liền có một vị hơn 40 tuổi phụ nhân xuất hiện ở hắn ngay phía trước. Hắn vóc người thoạt nhìn có chút gầy gò, có thể làm cho cảm giác lại cực kỳ anh khí, tề nhĩ tóc ngắn, mang kính đen, điển hình phần tử trí thức. Nữ cường nhân trang phục. Mà vị này hơn 40 tuổi phụ nhân cũng không phải người khác, chính là Hứa lão thái gia hai nữ nhi, hiện giữ bộ vệ sinh phó bộ trưởng Hứa Bội Nghi. Chỉ thấy hắn vừa thấy được Trần Phi liền lập tức vui vẻ nói là Trần tiên sinh a, mau mời tiến. Ngươi tới thật đúng lúc, ta đang chuẩn bị đi làm bữa trưa ni. Lão gia tử ở bên trong xem TV, ngươi trực tiếp vào đi thôi. Hứa a di thực sự là làm phiền ngươi. Ta không quá sẽ làm cơm, không giúp được ngươi một tay a. Trần Phi nghe vậy có chút lúng túng cười nói. Tình hình chung xuống tới nói, hắn tới nhà người khác đi ăn cơm chùa ăn, tốt xấu cũng cần phải đi chủ phòng giúp một tay, có thể hắn hết lần này tới lần khác không am hiểu cái này. Căn bản thì không phải là có thể tiến chủ phòng người a. Nhìn ngươi lời nói này được, ngươi có thể tới nhà của chúng ta ăn chúng ta hoan nghênh cũng còn không kịp, hơn nữa nếu thật cho ngươi đi chủ phòng giúp ta. Sợ rằng lão nhân lại được huấn ta. Tốt rồi, Trần tiên sinh ngươi mau vào đi thôi, ba ta hắn trong khoảng thời gian này thế nhưng bình thường nhắc tới ngươi a. Hứa Bội Nghi cười cười, trực tiếp ăn mặc tạp dề hướng tứ hợp viện chủ phòng đi đến.
đừng xem hắn hiện tại loại thân phận này, có thể ở trong nhà, tất cả chủ phòng việc cũng đều là hắn một mình ôm lấy mọi việc. Tiểu tử thối tới. Nhưng vào lúc này, đã thấy Hứa lão thái gia lão thần tự tại từ bên trong gian phòng đi tới. Chỉ thấy Kỳ trông thấy Trần Phi đầu tiên là sửng sốt, sau đó phụng phịu mở miệng nói tiểu tử ngươi một ngày cũng là cái không an phận chủ nhân. Có biết hay không nếu không ta cầm chuẩn bị trước một tay, tiểu tử ngươi hiện tại, tự thật hẳn là đi long tổ trong tù mặt đợi. Còn có thể nhường ngươi ở đây cợt nhà. Hắc hắc, đây không phải là chân thực không nín được, ai kêu cháu trai kiệu ủy thác nước ngoài tổ chức sát thủ ám sát ta. Thật coi ta Trần Phi dễ khi dễ a. Nghe vậy Trần Phi vừa mới bắt đầu còn vẻ mặt, ủy khuất, lòng đầy căm phẫn. Có thể ngay sau đó xem hắn nhìn thấy Hứa lão gia tử trên mặt, tức giận, càng ngày càng run run lúc, hắn lập tức cả người một cái giật mình, thoại phong nhất chuyển, thành thật bày làm ra một bộ, nhận sai, tư thái, cười hắc hắc nói bất quá ta cũng khắc sâu ý thức được ta loại hành vi này sai lầm, nếu không Hứa gia gia ngươi trước xin bớt giận. Xin bớt giận, hắc hắc, nếu có lần sau nữa, ta bảo chứng. Nhất định sớm cùng ngươi lão thương lượng một chút. Còn có lần sau, Hứa lão thái gia nghe vậy nhất thời mí mắt run lên, tức giận mắt trợn trắng nói. Cái gì gọi là lần sau nhất định sớm cùng hắn thương lượng một chút. Tiểu vương bát đản này là muốn đưa hắn bộ xương già này, cũng kéo hạ thủy a. Bữa trưa thời gian, chờ nhà người ở bên trong còn có Hứa Bội Nghi đem cơm nước đều bưng lên bàn sau, Hứa lão gia tử không chút do dự mở một lọ quốc diếu. Trừng mắt một cái Trần Phi hừ hừ nói tiểu tử thối, ngày hôm nay ngươi nếu là không theo ta lão đầu tử này uống vài chén, vậy coi như không nói được. Rót đầy rót đầy. Hiển nhiên bình thường một mình hắn dỗi rãnh tại gia cũng không trò chuyện có thể không có chuyện gì bồi hắn uống chút rượu, vậy thì càng thiếu, vì vậy ngày hôm nay Trần Phi như thế vừa bước cửa, hắn tự nhiên không có khả năng phát quá. Lão nhân ngươi thực sự là, giữa chưa uống gì rượu a? Trần tiên sinh, đến. Đây là ta tự mình làm mai đồ ăn trừ thịt, còn có toàn bộ tụ đức đưa tới vịt nướng, chuyên môn làm cho đưa tới, ngươi nếm thử mùi vị thế nào. Nghe vậy thấy thế Hứa Bội Nghi tức giận đảo cặp mắt trắng dã, chọn một chiếc đũa bản thân thân thủ làm cơm nước, còn có vịt thịt, bỏ vào Trần Phi trong bát. Cảm tạ Hứa A-di, cái này mai đồ ăn trừ thịt mùi thật không sai, đều có thể vượt qua mẹ ta làm. Trần Phi cười ăn một khối trừ thịt, vừa cười vừa nói. Mẹ ngươi! Nghe thế Hứa lão gia tử hơi ngẩn người, sau đó như có điều suy nghĩ mở miệng nói tiểu tử thối, về sau không có chuyện gì có thể đem mẹ ngươi cũng gọi là đến kinh thành, mọi người cùng nhau ha ha cơm. Nhiều người náo nhiệt nha, ngươi cứ nói đi. Lời mặc dù là nói như vậy, chỉ là, mẹ ta hắn cũng không nghĩ đến kinh thành đến. Nghe vậy Trần Phi cầm chiếc đũa tay dừng một chút, nói. Không muốn đến kinh thành đến. Mà đang nghe Trần Phi lời này Hứa lão gia tử nhất thời trong tay chiếc đũa, loảng xoảng làm, một tiếng rơi vào trong bát, già nua con ngươi thật sâu nhìn Trần Phi liếc mắt, không nhịn được nói tiểu tử thối, ngươi biết. Hiển nhiên lấy hắn đạo lý đối nhân xử thế còn có quỷ trí như yêu, chỉ dựa vào Trần Phi câu này, cũng đã suy tính ra rất nhiều thứ. Không muốn đến kinh thành đến, tại sao vậy chứ, còn không phải là bởi vì năm đó sự kiện kia mà. Hai mẹ con bọn họ là bị đuổi ra ngoài. Lão gia tử, biết cái gì? Ngươi lời nói này như vậy thần thần bí bí, Trần tiên sinh làm sao sẽ? Hứa Bội Nghi nguyên bản còn nghĩ lão nhân lời này quá thần thần bí bí, Trần Phi đâu có thể nào biết cái này là đang nói cái gì? Mà khi hắn thuận miệng vừa nói như vậy, ánh mắt lại trong lúc lơ đảng phiết đến Trần Phi từ từ âm trầm xuống sắc mặt sau, trong miệng nói, liền theo sát mà thoáng cái dừng lại. Ừ, đã biết, xem ra Hứa gia gia ngươi đã sớm biết. Trần Phi hung hăng bào một cái cơm đến trong miệng, cũng không có ngẩng đầu lên, thanh âm dầu dĩ nói. Ngạch! Cái này đến phiên Hứa lão gia tử trên mặt thần sắc có chút lúng túng, để chén đũa trong tay xuống, nhìn phía Trần Phi, chậm rãi nói dù sao đây là các ngươi việc nhà. Ta một ngoại nhân, chưa tốt theo liền mở miệng. Ba, Trần tiên sinh, các ngươi đến cùng tại đây đánh cái gì bí hiểm ni? Ta thế nào có chút nghe không hiểu? Hứa Bội Nghi nhìn không được hỏi. Nghe không hiểu tựu thành thật ăn, đừng hạch hỏi, lão gia tử lập tức quát một câu, nếu tiểu tử thúi này thật đã biết, chuyện này có thể xem như là trong lòng của hắn vết sẹo, lại có thể hướng hắn hai nữ nhi như vậy tùy tùy tiện tiện đặt câu hỏi. Đó không phải là đắc tội với người sao? Hứa ra ra, không có việc gì. Chỉ bất quá Trần Phi nghe vậy lại lắc đầu,
hướng về Hứa Bội Nghi miễn cưỡng lộ ra một tia nụ cười nói Hứa A Di, là như vậy, ta cũng là không lâu vừa mới vừa biết đến. Nhà của chúng ta hình như, cùng Trần gia có điểm quan hệ. Trần gia, người nào Trần gia? Không biết là, T, Hứa Bội Nghi đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhịn không được chợt hít một hơi lương khí, đưa tay ô ở trên miệng. Trần gia, chẳng lẽ thật là bọn hắn tứ cửu thành vòng tròn nội quen thuộc cái kia Trần gia? Tam đại màu đỏ nhà giàu có một trong. Cũng gọi ngươi đừng lắm mồm. Hứa lão gia tử có chút trách cứ nhìn liếc mắt nữ nhi mình, lại đem nhãn thần nhìn phía Trần Phi, chậm rãi nói tiểu tử thối, loại sự tình này mà như vậy tùy tiện nói đi ra, thật không có chuyện. Yên tâm đi, Hứa gia gia, lại nói tiếp cũng không phải nhiều chút chuyện. Không phải là năm đó bọn họ đem mẹ con chúng ta lưỡng tử bỏ sao? Trần Phi vừa cười, một bên trực tiếp đoan khởi trước mặt chén rượu một nuốt xuống. Nóng, kích thích cồn ở cổ họng của hắn trong xuyên toa, thuận chảy xuống, lúc này mới nhượng trong lòng của hắn thư thái mấy phần. Đem mẹ con các ngươi lưỡng tử bỏ, Trần gia. Ba, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Hứa Bội Nghi do dự nửa ngày, nhịn không được nhỏ giọng nói. Nàng là thật không nghĩ tới, ngày hôm nay cơm này ăn, lại cư nhiên không hiểu có thể nghe được loại chuyện này. Trần gia, chuyện gì xảy ra, Trần Trấn Quốc ngươi biết chưa? Tiểu tử này là Trần Trấn Quốc nhi tử. Hứa lão thái gia liếc mắt một cái uống rượu giải sầu Trần Phi, lại nhìn về phía mình hai nữ nhi Hứa Bội Nghi, có chút bất đắc dĩ bĩu môi. Lúc đầu ngày hôm nay hắn còn nói là nhượng Trần Phi tiểu tử này bồi hắn uống rượu, lại nào biết, lại biến thành như thế vừa ra, thực sự là. Trần Trấn Quốc. Hứa Bội Nghi nghe vậy thiếu chút nữa kinh khiếu xuất lai. Hắn đương nhiên biết Trần Trấn kế lớn của đất nước ai, đây chính là bọn họ cái kiên niên đại Trần gia song hổ một trong. Hiện nay ta đặc thù hành động cục phó chủ nhiệm, cao treo phó bộ cấp. Trần tiên sinh lại là con hắn. Hứa gia gia, ngươi lời này đã có thể nói sai rồi. Ta nhưng cho tới bây giờ cũng không có thừa nhận hắn là ba ta cũng không là con của hắn. Có thể ngay sau đó Trần Phi lại lãnh đạm mở miệng nói. Có thừa nhận hay không là một chuyện, ai, quên đi, vậy ngươi bây giờ định làm gì? Hứa lão gia tử vốn còn muốn khuyên nhủ, mà khi hắn nhìn thấy Trần Phi trong con ngươi làm người sợ hãi màu sắc trang nhã cùng với kiên quyết sau, liền sáng suốt lắc đầu, không nhắc lại cha. Lại mặt khác hỏi. Định làm gì, tạm thời còn không biết. Nghe vậy Trần Phi hơi dừng lại một chút, lại mở miệng nói, đồng thời trong mắt hắn mặt màu sắc, có chút phiêu hốt bất định. Thế mà Hứa Đông Điền Hứa lão gia tử là ai? Thấy rõ, thấy Trần Phi tiểu tử này khẩu thị tâm phi hùng dạng mà, không khỏi đảo cặp mắt trắng dã, cười mắng tiểu tử ngươi còn muốn ở trước mặt ta đùa giỡn đầu óc. Được rồi, nói một chút coi xem đi, coi như cơm trên bàn nói chuyện phiếm. Ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Được rồi. Nghe vậy Trần Phi có chút ngượng ngùng cười cười, khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái hiệp xúc nói Hứa gia gia, kỳ thực ta lần này tới kinh thành, là chuyên môn tới tìm ngươi. Thu thập hai vị này đều là tiện thể. Chuyên tới tìm ta, vân vân chờ đã, tiểu tử ngươi không phải là muốn. Nghe vậy Hứa lão thái gia mạnh ngẩn người, có chút căm giận, chột dạ lên. Tiểu vương bát đản này ý tứ này. Lại là muốn hắn bộ xương già này mang xuống. Hắc hắc, Trần Phi cười cho Hứa lão gia tử giơ ngón tay cái, nịnh nọt nói Hứa gia gia không hổ là có đại trí tuệ người, tuệ nhãn như đuốc, liếc mắt một liền thấy thấu trong lòng ta có tính toán nhỏ nhặt. Thí thoại, tiểu tử ngươi lại muốn hố ta a? Nghe vậy Hứa lão gia tử tức giận đảo cặp mắt trắng dã, nhịn không được nghiêm mặt nói chẳng lẽ ngươi còn muốn đúng Trần gia hạ thủ. Ta tuy rằng có thể lý giải trong lòng ngươi mặt ủy khuất và tức giận, bất quá, tiểu tử thối, ngươi có thể phải hiểu rõ, đây chính là ta chiến hữu cũ lưu lại huyết mạch, muốn là bọn hắn không phạm sai lầm, ai sẽ mạo hiểm đại không vì đi tìm bọn họ phiền phức. Vậy tại sao bọn họ đều cầu đến trên đầu ta, muốn cho ta cầu lão nhân gia ngươi đứng ra, giúp bọn hắn Trần gia đi xuất hiện ở khốn cảnh? Có thể nghe nói Trần Phi lại vẻ mặt nghi hoặc, nếu thật là không động được. Trần gia đám kia dối trá tên như thế nào sẽ cầu đến trên đầu hắn. Bọn họ tới tìm ngươi. Nghe vậy Hứa lão gia tử con ngươi hơi lóe lóe, giật mình nói. Ừ, tới cái không biết cái gọi tên, chạy đi quấy rối mẹ ta, bây giờ bị ta nhốt vào phi báo trong tù mặt tính mũi đi. Nga, được rồi, tên kia hình như là cái gì Trần Hoa Tần nhi tử, còn tìm đến thiên tổ bên kia vượt quyền hạ lệnh, muốn cho ta thả người, bất quá ta không để ý tới hắn.
Trần Phi gật đầu, nói. Trần Hoa Tần, Hứa lão gia tử trong miệng nỉ non tên này, có chút xa lạ, nhưng lại hình như ở đâu nghe qua vậy. Ba, hình như là Trần gia chi thứ thế hệ trước. Trần lão thái gia con trai của ca ca. Nhưng vào lúc này, một bên vẫn không lên tiếng Hứa Bội Nghi đột nhiên mở miệng nói. Nguyên lai là hắn a. Nghe thế Hứa lão gia tử lúc này mới vỗ tay một cái, hồi tưởng lại Trần Hoa Tần là ai, chợt ánh mắt lại quét về phía Trần Phi bất đắc dĩ nói tiểu tử ngươi lá gan cũng là thật đại. Người bình thường nhìn thấy cái loại này gia tộc đều là lẫn mất rất xa, người chế giễu, thoáng cái đắc tội lướng. Hiện tại Trần lão đầu đi sau, bọn họ bối phận hẳn là xem như là Trần gia có thể quyết định chuyện. Không có biện pháp, nói gọi tên kia tự cho là đúng cùng cái gì dường như, thật giống như ta Trần Phi không quỳ theo hồi bọn họ Trần gia, tự sống không nổi nữa. Nghe thế Trần Phi nhìn không được bĩu môi, đến bây giờ hắn đều vẫn có thể hồi tưởng lại, nhược trí có bao nhiêu não tàn, nhiều dầm dĩ. Nghe thế Hứa lão gia tử lộc bộc một chút, chợt lộ ra một tia cười khổ. Sau đó chỉ thấy Kỳ Trùng theo Trần Phi lắc đầu nói được rồi, tiểu tử thối, ngươi đến cùng muốn tìm ta giúp ngươi làm gì? Trước tiên là nói về tốt, quá phận chuyện mà, coi như là ta, cũng làm không dưới đến. Dù sao Trần gia quá đặc thù. Hứa lão gia tử có thể như vậy không cố kỵ nói ra như vậy một phen nói, có thể nói là thật tình đem Trần Phi làm người một nhà, hơn nữa còn là rất thân mật người một nhà nhìn. Nếu không lấy thân phận của hắn, địa vị, chính là nước Cộng Hòa còn sống tam đại đại thụ che trời một trong, mỗi tiếng nói cử động, đều bị ngoại nhân dùng kính lúp ở phân tích nhìn chằm chằm. Như vậy lời nói và việc làm nếu là bị truyền đi, đưa tới phong ba không biết muốn bao lớn. Trần Phi đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này, rất là thành khẩn cảm kích nói Hứa gia gia, cảm ơn ngươi. Cảm tạ cái gì tạ, nếu không phải là bởi vì ngươi, ta bộ xương già này trước nên đi đi gặp Mark. Hơn nữa năm đó sự kiện kia mà, Trần lão đầu còn có Trần gia những tên kia, cũng quả thực làm không địa đạo. Hứa lão gia tử khoát tay áo nói. Nếu là vẻn vẹn làm một cái tạ tự, hắn thật không cần thiết như vậy. Nói đi, trong lòng ngươi mặt rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ngay sau đó hắn chăm chú nhìn Trần Phi nói. Vậy được rồi, Hứa gia gia ta có thể đã nói. Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lóe lóe, đột nhiên cười nói nguyên bản ta là muốn mời Hứa gia gia ngươi đứng ra, giúp ta còn có ta mụ gia nhất khẩu ác khí. Đối với ngươi hiện tại lại thay đổi chủ ý. Không cần thiết cùng này dối trá tên không chấp nhặt, cứ như vậy cả đời không qua lại với nhau, kỳ thực cũng rất tốt. Vậy ngươi, Hứa lão gia tử nghe vậy ánh mắt hơi lóe lên, có chút thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới tiểu tử thúi này lại vẫn có thể giống như cái này giác ngộ, cũng là một chuyện tốt mà. Bằng không, muốn thật để cho hắn hướng Trần gia hạ thủ, nói thật đi, hắn cũng rất khổ sở. Dù sao hắn đương sơ cùng Trần lão đầu quan hệ cũng không kém a. Bất quá. Ta còn có một việc sợ rằng quả thực cần Hứa gia gia ngươi giúp một tay. Có thể nhưng vào lúc này Trần Phi lại đột nhiên mở miệng lần nữa, khiến Hứa lão gia tử vừa ổn định lại tâm, nhịn không được kịch liệt vừa nhảy. Sau đó lão nhân gia ông ta nhịn không được tức giận nói có chuyện nói mau có dám mau thả. Đừng nói phân nửa lưu một nửa, không lễ phép. Ngạch, Trần Phi nhất thời lúng túng, vẻ mặt cười làm lành nói Hứa gia gia đừng nóng giận, đừng nóng giận. Vậy ta nói a. Là như vậy, trước thiên tổ vượt quyền hạ lệnh thời gian, có cái tự xưng vi dịch kiêu tên khẩu khí rất lớn, kiêu ngạo đến không đi, vì vậy ta nắm lấy có đúng hay không cần tự mình đi qua cho hắn một bài học, nhường hắn minh bạch cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nghe thế Hứa lão gia tử khóe miệng nhìn không được một trận co quắp, không nói gì nói tiểu tử ngươi thật đúng là có thể lăn qua lăn lại. Ngươi có biết hay không dịch kiêu là ai? Ta nhớ kỹ tiểu tử kia hiện tại hình như là thiên tổ trưởng lão đi. Tối thiểu có SS cấp thực lực, người xác định thật có thể thu thập hắn. Hứa gia gia ngươi còn không biết ta, cái loại này mặt hàng, không cần hai cái tay ta đều có thể tùy tùy tiện tiện giải quyết, lại còn dám kiêu ngạo đến ta Trần Phi trên đầu, không biết lượng sức. Hơn nữa cái này muốn là dựa theo chúng ta vòng tròn nội quy củ, ta trực tiếp làm thịt hắn đều không quá phận. Bản thân chính mồm sở đi ra ngoài nói, tổng yếu phụ trách không phải là. Trần Phi vừa cười vừa nói. Có thể nói đến phần sau hắn cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lại vô ý thức xẹt qua một loại lạnh lẽo, lãnh người kinh hồn táng đảm. Hứa Bội Nghi nhìn không được cả người run rẩy, trong mắt hiện lên kinh động vẻ. Hắn chỉ là cái người thường,
đương nhiên không có biện pháp ngăn cản Trần Phi cái loại này tướng do tâm sinh hàn ý và khí thế. Được rồi, thu liễm một chút. Chỉ có Hứa lão gia tử mặt không đổi sắc, cầm lấy chiếc đũa ở Trần Phi trên đầu gõ một cái, chậm rãi nói ta biết các ngươi cái vòng kia nội quy củ, hơn nữa Dịch Kiêu cũng cùng ngươi là cùng loại người, vì vậy ngươi nghĩ dùng các ngươi cổ vũ giả vòng tròn nội quy củ giải quyết vấn đề, ta không phản đối, chỉ là mảnh đất này dù sao cũng là kinh thành, tiểu tử kia trên đầu cũng còn chĩa vào thiên tổ danh hào, vì vậy, thích đáng ngẫm lại sẽ tương đối khá. Hứa gia gia, ngươi nói, nếu ta ở trung ương cảnh vệ cục treo cái danh, sau đó lấy danh nghĩa tỉ thí đi qua đem hắn hung hăng sửa chữa một trầu. Đây, tự không thành vấn đề đi. Nhưng Trần Phi trong lòng tựa hồ đã sớm muốn tốt đối sách, nghe vậy trực tiếp híp mắt cười nói. Ở trung ương cảnh vệ cục treo cái danh. Nghe vậy Hứa lão gia tử ngẩn người, chợt trên mặt thần sắc thoáng cái tựu cổ quái. Hiển nhiên hắn là thật không nghĩ tới, Trần Phi tiểu vương bát đản này cư nhiên có thể nghĩ ra loại này chủ ý, nương trung vệ cục hàng đầu kéo ra hổ. Hứa ra ra, chủ ý này làm gì? Trần Phi híp mắt cười nói. Chuyện này ta có thể không làm chủ được mà, chính ngươi đi tìm Hoàng Tinh Hoàng lão đầu. Hứa lão gia tử nhìn không được Bạch Liễu Nhất Nhãn tha, trực tiếp bỏ qua một bên đề tài nói. Bất quá hắn một câu nói này vừa ra khỏi miệng, cùng tán thành chỉ sợ cũng không khác nhau nhiều. Hắc hắc, Hứa ra ra đây chính là ngươi nói Nga đuổi mình ta phải đi tìm Hoàng lão cộng lại. Khẳng định hắn cũng nguyện ý nhượng ta chĩa vào trung vệ cục hàng đầu đi ra ngoài uy phong, nếu có thể đem cái gì thiên tổ triệt để đè bẹp dưới, có nhiều mặt mũi không phải là. Đến, dùng bữa, Trần Phi cười hắc hắc cười, vẻ mặt nịnh hót. Ăn, ăn thí, khí đều bị tiểu tử ngươi khí no rồi, suốt ngày chỉ biết tính toán ta đây đem lão đầu. Hứa lão gia tử hung hăng chừng Trần Phi liếc mắt, tức giận nói. Thấy thế Trần Phi đương nhiên chỉ tiếp tục cười hắc hắc. Chợt chỉ thấy kỳ con ngươi đảo một vòng, ánh mắt rơi xuống Hứa Bội Nghi trên mặt, hỏi, Hứa A-di, trước hình như nghe ngươi nói, ngươi ở đây bộ vệ sinh công tác. Đúng vậy, làm sao vậy? Hứa Bội Nghi gật đầu cười, nói. Đây không phải là hai ngày trước đệ thất giới trung y nghiên cứu và thảo luận biết lái sao? Ta vốn cũng muốn đi qua nhìn một chút, kết quả bị chuyện của hai ngày này trì hoãn, Hứa A-di ở bộ vệ sinh công tác, hẳn là đối với chuyện này mà không xa lạ gì đi. Đại hội triệu khai thế nào? Trần Phi hỏi. Bản trước khi tới trong lòng của hắn là muốn theo đến lúc đó đi qua nhìn một chút, có thể bởi vì sau lại một loạt chuyện này, vừa vặn tựu trì hoãn. Mà bây giờ hắn đột nhiên nhớ tới Hứa Bội Nghi ở bộ vệ sinh công tác, hẳn là đối với chuyện này mà không xa lạ gì, tựu thuận lợi hỏi. Ai, nhanh đừng nói nữa, là vì chuyện này, mấy ngày nay đều nhanh đem đầu ta đều làm lớn chuyện. Nào biết nghe vậy Hứa Bội Nghi sắc mặt một chút khó xem. Có vẻ cực kỳ buồn bực nói. A, à, Hứa A-di, chuyện gì xảy ra? Thấy tình cảnh này Trần Phi nhìn không được đầu tiên là sửng sốt, sau đó nghi ngờ nói. Chẳng lẽ, thật xảy ra chuyện? Còn không phải là bởi vì này chết tiệt người Hàn, cũng không biết bọn họ đột nhiên quất cái gì phong, ở nghiên cứu và thảo luận sẽ hiện trường, dĩ nhiên làm cho toàn thế giới truyền thông mặt mà tuyên bố trung y khởi nguyên là bọn hắn Hàn Quốc, còn liệt cử cái gì đông trị bảo giám giảm nội dung. Là bọn hắn người Hàn tổ tiên y thuật thành trí tuệ kết tinh. Nói chung lần này nghiên cứu và thảo luận sẽ sau, toàn quốc trên dưới trung y giới còn có thế giới truyền thông đều đã tạc qua. Những, này người Hàn quả thực quá không biết xấu hổ. Hứa Bội Nghi nhìn không được vẻ mặt tức giận mở miệng nói. Nguyên lai tốt xảo bất xảo, bởi vì quan mới tiền nhiệm ba cây đuốc, mặt trên liền đem lần này đệ thất giới trung y nghiên cứu và thảo luận hội chủ truyền công tác giao cho hắn. Có thể nào biết này người Hàn không biết xấu hổ như vậy, cư nhiên cho nàng gây ra như thế một đương sự mà, để cho bọn họ Hoa Hạ lúc này đây, ở toàn thế giới truyền thông trước mặt đều đã đánh mất mặt. Ngươi nói hắn có thể không khí sao? Đánh rắm, những, này người Hàn cũng thực sự là nói xong xuất khẩu lời như vậy. Quả thực vô liêm sỉ, cuồng vọng tự đại, nghe vậy Trần Phi đều còn chưa lên tiếng, Hứa lão gia tử liền trực tiếp chén rượu trong tay phanh một chút trọng trọng loa ở trên bàn. Tức giận nói. Đương sơ hắn tại vị hoặc lúc còn trẻ cũng đã cùng vô liêm sỉ, cuồng vọng tự đại người Hàn đánh không ít giao tế. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ lần này lại dám như vậy quá phận, trung y khởi nguyên là Hàn y. Để xuống con mẹ ngươi cẩu thối thí, bọn họ Hoa Hạ tổ tiên trung y thịnh hành lúc, các ngươi người Hàn trong miệng Hàn y, sợ rằng cũng còn đang đùa bùn ni. Thực sự là miệng chó trong thổ không ra răng ngà,
Nói bậy. Trung y khởi nguyên là Hàn y. Nói bậy, tha là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vừa rồi tâm tình còn tốt, lúc này nghe xong cũng là nhịn không được bảo câu lời thô tục. Hắn coi như là thấy không ít vô liêm sỉ, cuồng vọng tự đại người, làm mất đi đến chưa thấy qua như vậy vô liêm sỉ, quả thực không biết xấu hổ. Cái gì gọi là Trung y khởi nguyên là Hàn y? Trung y xuất hiện, thịnh hành lúc, là bao nhiêu năm trước, xa không nói, Tam Quốc thời kỳ tiếng tăm lừng lẫy y đạo thánh thủ Hoa Đà không cần nói nhiều đi. Mà Hàn y ni, Đính Thiên cũng liền mấy trăm năm trước mới xuất hiện, trung gian đủ cách nhau hơn 1000 năm chênh lệch. Trung y khởi nguyên là Hàn y, quả thực buồn cười. Chớ nói chi là cái gọi là cái gì đông trị bảo giám thì càng buồn cười, đồ chơi kia thật phải nghiêm khắc lại nói tiếp. Bên trong không biết bao nhiêu nội dung đều là từ trong bọn họ chỉ sách cổ trên dập khuôn trích dẫn xuống. Còn có Hàn y trước đây gọi cái gì? Gọi đông trị, những cây gậy này cư nhiên thật có thể đủ ra mặt dày đến trình độ như vậy, quả thực buồn cười. Bất quá hắn cũng minh bạch cái dân tộc kia luôn luôn đều là như vậy, tự như cùng trên Internet gọi đùa, vũ trụ đại quốc đại Hàn dân quốc. Toàn bộ vũ trụ đều là bọn hắn, nghĩ như vậy muốn, ngược lại cũng không cảm thấy bọn họ loại này vô liêm sỉ. Cuồng vọng tự đại hành vi, có cái gì ngoài dự đoán mọi người. Nhưng tuy rằng lời là nói như vậy, nhưng Trần Phi trong lòng lửa cũng còn là khó có thể bình tĩnh trở lại. Sau đó chỉ thấy Kỳ Âm trầm gương mặt, há mồm hỏi Hứa A-di, sao chuyện này đến thế nào? Sau lại quốc gia chúng ta Trung y các đương nhiên không làm, đều muốn cho này người Hàn cho cái thuyết pháp. Lại sao có người đưa ra để mà y thuật so tài hình thức cùng đối phương đúng đổ? Muốn là bọn hắn người Hàn thua. Nhất định phải được ở toàn thế giới truyền thông trước mặt thừa nhận bọn họ trước ở nghiên cứu và thảo luận trong buổi họp lần ngôn luận, có bao nhiêu sao sai lầm. Muốn là chúng ta Trung y thua, tự thừa nhận Hàn y là độc lập đi ra ngoài một môn trị loại, theo chân bọn họ Trung y không quan hệ. Hứa Bội Nghi mở miệng nói, có thể nói đến đây thời gian, trên mặt hắn rồi lại lau một cái ngưng trọng chợt lóe lên, bị Trần Phi bắt được. Hứa A-di, lẽ nào cái này y thuật luận bàn có vấn đề gì? Này cây gậy y thuật ta vẫn còn có chút ấn tượng, coi như là bọn họ trong miệng, cái gọi là đệ nhất Hàn y, Hàn Quốc tối cao nghệ thuật thành tựu tưởng người đạt được Tống Kim Hổ, cũng cứ như vậy, lơ lỏng bình thường. Là hắn các, làm sao có thể hơn được chúng ta Hoa Hạ Trung y thánh thủ mọi người? Trần Phi nghi ngờ nói, nếu là luận thành danh đã lâu y thuật mọi người, bọn họ người Hàn coi như là thúc ngựa, tự nhiên cũng là không kịp. Có thể bọn họ tuy rằng đáp ứng rồi lần này đánh bạc y thuật luận bàn, có thể bọn họ lại có một cái điều kiện. Nghe vậy Hứa Bội Nghi có chút bất đắc dĩ nói. Điều kiện gì? Hứa lão gia tử cướp ở Trần Phi phía trước mở miệng hỏi. Bọn họ nói, bọn họ Hàn y mọi người đều là đức cao vọng trọng, thành danh đã lâu tông sư, không thích hợp tại đây loại phô trương trường hợp xuất đầu lộ diện. Vì vậy nếu so với, có thể, để trẻ tuổi Hàn y cùng Trung y nhiều lần. Bọn họ đưa ra song phương người dự thi các phái ra ba người, tuổi không được vượt lên trước 35 tuổi, phân ba ngày so với. Ba cục hai thắng, đương nhiên ngươi nếu có thể một người tự đưa bọn họ tất cả mọi người so qua, cũng coi như thắng. Nói đến đây Hứa Bội Nghi nhìn không được lộ ra một tia vẻ giận dữ, nói có người nói bọn họ Hàn y thế hệ này quả thực ra một cái không đắc lực y thuật thiên tài, tuổi còn trẻ, kỹ y thuật tự hoàn toàn có thể cùng chứa nhiều thế hệ trước đánh đồng, thậm chí có sở vượt qua. Vì vậy bọn họ mới có thể đưa ra loại này quy tắc tranh tài, mà chúng ta bên này bách vụ áp lực còn có lưu ngôn phỉ ngữ, cũng không có biện pháp cự tuyệt. Thanh niên một đời trong lúc đó đấu. Hanh, Hứa lão gia tử nghe vậy trọng trọng hừ một tiếng. Vừa tức giận người Hàn vô liêm sỉ, âm hiểm đê tiện, cũng phẫn nộ nước Cộng hòa Trung y thanh niên một đời không có chí tiến thủ. Bởi vì hắn hiện tại coi như là dùng cái mong muốn, cũng khẳng định biết tình huống đã có một ít không quá đẹp. Thua vài chàng, Trần Phi càng trực tiếp hỏi. Một hồi, Hứa Bội Nghi vươn một ngón tay, sau đó lại nghiêm túc nói nhưng online hiện tại đều đã nháo lật trời. Toàn quốc dân chúng đúng lúc này đây trong Hàn y gian luận bàn đánh cuộc kỳ vọng rất lớn. Nhưng lại xuất sư bất lợi, trận đầu tự thua. Trên thực tế, há chỉ là toàn quốc dân chúng, coi như là bọn họ loại này người đứng đầu cũng đối với hiện tại loại tình huống này rất là phẫn nộ, cùng thất vọng. Chính là một cái Hàn Quốc nơi chật hẹp nhỏ bé, coi như là Hàn y đại biểu thanh niên nhân lợi hại hơn nữa, đối với người Hoa Hạ mênh mông đại quốc, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Lại có thể đủ tìm không ra một người có thể đưa bọn họ đánh bại. Lấy chấn ta Hoa Hạ hùng phong. Nhưng bây giờ,
trận đầu tự thua, không nói thất vọng, nhưng vẫn là làm bọn hắn bộ mặt không ánh sáng a. Thua, cũng không đáng sợ. Đáng sợ là Liên tại sao thua cũng không biết, hoặc là căn bản cũng không muốn thắng. Ta Hoa Hạ sao mà to lớn, nhân khẩu sao mà nhiều, thật chẳng lẽ tìm không ra một người nát bấy này người Hàn âm mưu. Cũng không phải, không ngoài lý niệm bất đồng, không ngoài lười cùng này vô liêm sỉ hạng người không chấp nhặt. Nhưng quốc nếu là quốc, liền tuyệt không có thể tùy tùy tiện tiện nhượng này ngoại quốc lão xem ta Minh Mông Hoa Hạ trò cười. Tiểu tử thối, ngươi cứ nói đi. Lấy Hứa lão gia tử thân phận, loại này, chuyện nhỏ, trên thực tế căn bản không tới phiên hắn quản. Có thể hắn chính là không phục, ta Hoa Hạ Minh Mông Đại Quốc, trung y chính là tổ tiên tổ tông các mấy nghìn năm qua trí tuệ kết tinh, khi nào đến phiên ngươi loại này nhảy nhót vở hài kịch vô liêm sỉ, làm càn kiêu ngạo. Chiếm hữu. Hứa gia gia yên tâm đi, ta Trần Phi tuy rằng tính cách là khốn kiếp giờ, còn không đến mức nhìn này viên đạn quốc gia cây gậy cưỡi ở ta Hoa Hạ trên cổ kiêu ngạo. Chớ nói chi là, Hàn Y, đó là hạng bất nhập lưu thủ đoạn. Nếu này vô liêm sỉ tên không thừa nhận Hàn Y trị pháp là từ Trung Y thoát ly đi ra, tốt lắm, ta Trung Y còn khinh thường thừa nhận loại phế vật này đồ đệ. Nếu so với, ta đây Trần Phi sẽ thanh toàn ngươi. Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi chợt xẹt qua một luồng lạnh lùng, sâm cười vẻ, chậm rãi nói Hứa A Di, người bên kia có thể hay không giúp ta an bài một chút. Trong Hàn Y thuật tỉ thí chuyện tình, tính ta một người, ta người thứ ba trên. Trần tiên sinh người muốn đích thân xuất thủ, đó là đương nhiên không thành vấn đề, ta lập tức đi làm. Nghe vậy Hứa Bội Nghi trên mặt chợt vui vẻ, trực tiếp kích động nói. Lấy bộ vệ sinh phó bộ trưởng thân phận, chuyện này cũng hoàn toàn là hắn toàn quyền phụ trách, phải giúp Trần Phi an bài một cái thi đấu danh ngạch, còn chưa phải là dễ dàng. Từng phút là có thể đối phó. Chớ nói chi là Trần Phi Trần tiên sinh người thế nào, có cái gì năng lực, y thuật có lợi hại dường nào, hắn Hứa Bội Nghi coi như đến bây giờ còn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Có thể chỉ là từ đương sơ tuân lôn tuân lão đều đúng phụ thân hắn thời điểm đó tình huống thúc thủ vô sách, thậm chí xử tử hình, sau lại nhưng ở Trần Phi Trần tiên sinh trong tay diệu thủ hồi xuân, lần nữa khôi phục khỏe mạnh chuyện này trong, tự hoàn toàn có thể nhìn ra một ít mánh khóe. Coi như Trần Phi Trần tiên sinh y thuật không nhất định so với tuân lôn tuân lão cường, có thể tối thiểu, bọn họ cũng ít nhất là một cấp bậc. Mà tuân lôn tuân lão là người ra sao vậy? Đây chính là nước Cộng hòa cao cấp nhất y thuật bộ môn y thánh đường đường chủ. Hoàn toàn có tư cách được xưng là đương đại hoa đà, biển thước, danh thủ quốc gia vô song. Ở quốc nội, có tư cách cùng y thuật sánh vai, sợ rằng tối đa cũng sẽ không vượt lên trước 5 ngón tay số. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Trần Phi Trần tiên sinh chỉ cần nguyện ý xuất thủ, này làm người ta ác tâm người Hàn coi như là lại vô liêm sỉ, lại quỷ kế đa đoan, cũng đều là uổng phí khí lực, uổng làm vô dụng công mà thôi. Dù sao ở tuyệt đối thực lực trước, tạm biệt động não gân, muốn một ít đường ngang ngõ tắt, thì có ích lợi gì? Bất quá là tăng thêm cười liêu mà thôi. Nghĩ đến đây, Hứa Bội Nghi thẳng thắn liên cơm đều lại có ăn, trực tiếp hướng về phía Trần Phi nói Trần tiên sinh, cứ như vậy quyết định. Ta hiện tại ngay tức khắc đi chuẩn bị ngay. Gấp làm gì, lẽ nào ngươi còn sợ tiểu tử này trên đường chạy phải không? Trước đem cơm ăn, Hứa lão gia tử hô. Ba, chính sự mà trọng yếu. Ta bây giờ còn nào có tâm tư ăn cái gì cơm a, đi trước. Có thể Hứa Bội Nghi cũng cái hành động phái, cơm cũng lười ăn, cầm lấy để xuống một bên túi sách liền vội vã đi ra ngoài. Nhà đầu kia, thấy tình cảnh này Trần lão gia tử cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Quay đầu đưa mắt quét về phía Trần Phi nói tiểu tử thối, lần này chúng ta nước Cộng hòa thầy thuốc mặt, tự đều toàn bộ đặt cửa đặt ở trên người ngươi. Cũng đừng làm cho ta và lão Tuân thất vọng a. Yên tâm đi, Hứa gia gia, lần này ta nếu không nhượng này vô liêm sỉ, cuồng vọng tự đại Hàn Quốc cây gậy mặt đều mất hết. Thua tâm phục khẩu phục, Trần ta Trần Phi tên gục lên viết. Trần Phi lập tức vỗ vỗ bộ ngực, giọng nói kiên quyết cùng tự tin nói. Hiển nhiên trong mắt hắn này cái gọi là Hàn Quốc cây gậy, cái gọi là Hàn Y, là thật lên không được mặt bàn. Không đáng giá nhắc tới. Quả nhiên như trước Hứa Bội Nghi theo như lời, Trần Phi sau khi ăn xong tùy tiện ở online tìm về lúc này đây trong Hàn Y thuật luận bàn đúng đổ, trận đầu lại là bọn hắn Hoa Hạ Trung Y dẫn đầu thất lợi tin tức, phát hiện trên Internet các loại diễn đàn, như đậu cà vỏ, mèo nhào, thiên nhai, người người. Các đại vi bác, như mới sóng, đăng tin vân. Vân chờ đã, hoàn toàn nổ tung nồi.
làm mênh mông Hoa Hạ đại quốc, trung y văn hóa thủy tổ, nguồn suối, lại cư nhiên tại đây loại đối mặt thế giới truyền thông, quốc tế tính chất luận bàn đúng đổ trong dẫn đầu thất lợi, bại bởi cái gọi là Hàn y, bại bởi Hàn Quốc cây gậy. Cái này há có thể không làm cho sóng to gió lớn, làm cho phẫn nộ cùng thất vọng. Một cái người ái mộ cao tới trăm vạn đại V lời bình nói đây là một hồi trò khôi hài. Lại muốn cho chúng ta toàn bộ người Hoa dân bộ mặt tới trả tiền. Nếu thật là liên một giới Hàn y cũng không sánh bằng, chúng ta đây Hoa Hạ trung y lại còn có tư cách gì suốt ngày vỗ bộ ngực, nói khoác trong chúng ta chỉ là Hàn y khởi nguyên, thủy tổ. Bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Một cái khác hơi có vẻ lý trí đại V đồng dạng lời bình nói thua một hồi không có gì. Nhưng nếu là thực sự ba chàng toàn bộ thua, đây chẳng phải là chứng minh ta mênh mông Hoa Hạ, không ai. Đón, một cái làm trung y hành nghiệp thành danh đã lâu kiêm chức Internet chủ chương trình phát sóng phân tích nói nếu là từ quốc gia chúng ta trung y giới chỉnh thể đến xem, cái gọi là Hàn y, căn bản không có biện pháp cùng chúng ta đánh đồng. Điểm này, từ bọn họ Hàn Quốc cái gọi là đệ nhất Hàn y, tối cao y thuật thành tựu tưởng người đạt được Tống Kim Hổ, từng đang luận bàn trong. Nhiều lần phụ ở chúng ta Hoa Hạ mấy vị đức cao vọng trọng trung y tay mọi người, là được minh bạch một. Hai. Chỉ là lúc này đây, bọn họ Hàn y lại đùa bỡn một cái đầu óc, không dám cùng ta các Hoa Hạ đức cao vọng trọng, y thuật cao minh trung y mọi người so với, mà chỉ dám kiếm cớ phái ra thanh niên một đời đến tỉ thí. Bởi vì tại bọn hắn Hàn y mấy năm gần đây niên kỷ xanh một đời trong, quả thật có cái là Kim Bình Anh người, rất lợi hại, ở Hàn y tương quan phương diện tạo nghệ cực kỳ kinh người. Tuổi còn trẻ, cũng đã có thể cùng chứa nhiều Hàn y mọi người bình khởi bình tọa, tương đề tịnh luận. Vì vậy bọn họ lúc này đây mới có lòng tin như vậy, dám ở toàn thế giới truyền thông dẫn đường diễn như thế vừa ra làm trò. Là sớm có dự mưu. Có thể tuy rằng vị này thành danh đã lâu kiêm chức Internet chủ chương trình phát sóng phân tích hữu lý có theo, thế mà khắp nơi dân trên mạng nhưng cũng không mua sổ sách. Rất lợi hại Hàn y trẻ tuổi. Vậy thì thế nào, lẽ nào người Hàn có? Chúng ta Hoa Hạ sẽ không có. Ta Hoa Hạ sao mà to lớn, nhân khẩu sao mà nhiều, dùng người đống đều tùy tùy tiện tiện có thể đem này vô liêm sỉ, làm người ta ác tâm Hàn Quốc cây gậy cho đống chết. Dưới loại tình huống này, chẳng lẽ còn tìm không ra một cái so với Hàn y lợi hại tuổi còn trẻ trung y? Người chính là như vậy, nếu là bình thường trong hiện thực hoàn hảo, chỉ khi nào nếu ở online, một khi nếu liên lụy đến quốc gia đại nghĩa, dân tộc bộ mặt, một ít người miệng tự thoáng cái sẽ trở nên so với ai khác đều lợi hại. Các loại chỉ điểm giang sơn, các loại hùng hồn phân trần, các loại vênh mặt hất hàm sai khiến. Nói chung dù thế nào ở trong mắt không được phép một hạt cát, không quen nhìn chính là phun 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 phun. Mà người như thế, tục xưng siêu cấp bàn phím hiệp. Dĩ nhiên, tuy rằng những màng lưới này trên bàn phím hiệp có chút thời gian phun không để ý tới không theo, thậm chí hoàn toàn chính là mù dây bi phun. Có thể tóm lại ban đầu mục đích là tốt, là yêu quốc, chính là một cái viên đạn quốc gia cái gọi là Hàn y, bị thế giới thừa nhận lịch sử đều mới bao nhiêu năm. Chớ nói chi là 4-500 năm trước, bọn họ cây gậy cái gọi Hàn y tổ tiên, sợ rằng cũng còn tại bọn hắn Hoa Hạ lão tổ tông lão lão thật thật làm học đồ ni. Vì vậy coi như bọn họ hiện tại như thế nào đi nữa nghiêu bức, như thế nào đi nữa trang bức, chẳng lẽ còn có thể so với bọn hắn cái này sư phụ lợi hại hơn. Mơ mộng hão huyền còn không sai biệt lắm, nghĩ quá nhiều. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm không hòa hài lại đi qua Vi Bác xuất hiện. Cần Vi Bác chủ đầu người như là cái vẻ mặt trắng noản nộn hoa Mỹ Nam, Vi Bác người ái mộ cao tới mấy trăm vạn, là một người Hàn, là mẫn trung thù, không ít người, nhất là thanh niên nhân đều biết hắn. Bởi vì hắn đầu năm nay mới vừa ở Hàn Quốc chụp một cái thanh xuân thần tượng kịch, ở quốc nội hỏa hoạn, Internet quan khán nhân số cực cao. Nghe nói trước kia còn là cái ca sĩ, là một cái Hàn Quốc tổ hợp thành viên. Hắn ở Vi Bác trên viết mọi người khỏe, ta là Mẫn Trung Thù. Kim Bình Anh là chúng ta đại Hàn dân quốc phi thường lợi hại Hàn y, y thuật cao minh. Lớn lên cũng rất tuấn tú, thậm chí tựu ngay cả chúng ta đại Hàn dân quốc đệ nhất Hàn y Tống Kim Hổ tiên sinh, đều đúng y thuật của hắn còn có nhan sắc cực kỳ khẳng định, vì vậy xin ta người ái mộ nhất định phải chống đỡ hắn, vì hắn nỗ lực lên. Wow. Opa, Mẫn Trung Thù ta yêu ngươi. Oa, thật là đẹp trai, thật là đẹp trai a. Lão công, lão công. Opa ngươi chính là ta đời này lão công. Mẫn Trung Thù Opa dáng dấp thật là đẹp trai a, chúng ta nhất định chống đỡ hắn. Mẫn Trung Thù Opa nghi ngờ rất.
Cái gì rác dưới trung y, khẳng định không có Hàn Y lợi hại. Oppa thực sự thật là đẹp trai a. Chống đỡ trung thủ Oppa, chống đỡ Bình Anh Oppa. Quốc nội này trung y cũng chỉ sẽ gắn dở trò, cố lộng huyền hư, gạt chúng ta tiền. Khẳng định không có Hàn Y lợi hại. Mẫn trung thủ một câu nói, người hưởng ứng vô số. Đương nhiên tất cả đều là fan não tàn. Tuy rằng quốc nội không ít bàn phím hiệp đều khinh bỉ trong bọn họ chỉ đại biểu trận đầu, vừa lên đến tự thua, quả thực mất mặt xấu hổ. Vô dụng, nhưng này dù sao cũng là mâu thuẫn nội bộ nhân dân a, có ngươi cái này cây gậy đánh rắm. Một mình ngươi cây gậy mang theo một đám quốc gia chúng ta phen não tàn mắng chúng ta hoa hạ trung y. Đi ngươi ma. Một gã nghiệp giới cực kỳ nổi danh trung y ngôi sao sáng tính tình thập phần nóng nảy, khi biết chuyện này sau, lúc này đi qua đồ đệ mình truyền lên một phong vi bác đáp lại nói ta thừa nhận các ngươi Hàn Y những năm gần đây làm không tệ, cũng thừa nhận các ngươi tổ tiên năm đó ở chúng ta hoa hạ, đem một vài gia lông y thuật học sau khi trở về, hơi làm một ít thay đổi, tự đương nhiên đem trở thành đúng rồi các ngươi đồ đạc của mình. Những, này ta đều thừa nhận, chỉ là, coi như vậy, các ngươi tự thật nghĩ đến các ngươi Hàn Y về điểm này ba chân mèo công phu coi là cái gì? Đại Hàn dân quốc đệ nhất Hàn Y. Ta Phi, Tống Kim Hổ, ta Lô Hạo ngày hôm nay liền đem nói đặt tại đây, có bản lĩnh chúng ta trở lại nhiều lần. Ngươi nếu có thể ở trong tay ta thắng một hồi, coi như ngươi thắng. Thế nào? Vị này Lô Hạo Lô bác sĩ chính là quốc nội chân chính trung y ngôi sao sáng, kỹ y thuật tạo nghệ thậm chí so với Đỗ Lão đều còn mạnh hơn ra một đường. Tống Kim Hổ từng tìm hắn luận bàn đấu quá ba lần, năm cục ba thắng, toàn bộ thua. Liên một hồi cũng không có thắng nổi. Vì vậy Lô bác sĩ mới như vậy nắm chắc khí tung lời như vậy. Cũng để cho trong lòng nín nhất khẩu ác khí hoa hạ dân trên mạng cảm thấy thư nhất khẩu ác khí. Lô lão uy vũ. Những, này Hàn Quốc cây gậy tựu là một đám rùa đen rút đầu. Lão không dám ra đến, tiểu nhân đến làm con cờ thí. Lô lão bá khí uy vũ. Cái gì dây bi đại Hàn dân quốc đệ nhất Hàn Y, Phi, cũng không biết ở ta sao hoa hạ thua bao nhiêu hồi. Còn có mặt mũi đem người như thế mang ở trên miệng thổi. Quả nhiên là cây gậy, óc có chuyện đi. Không sai, cái gì mẫn trung thù, mẫn công heo đi. Cái gì dây bi đồ chơi. Ngươi còn muốn oai cái gì, chạy trở về Hàn Quốc đi. Cùng ngươi loại này Hàn Quốc cây gậy dùng chung một cái vì bác quả thực cảm giác chỉ số thông minh đã bị vũ nhục. Cường liệt yêu cầu phía chính phủ đem cái này bê tôn tử số che. Bàn lại. Cộng một. Phong hào, phong hào, phong hào. Tục ngữ nói thật tốt, bàn phím hiệp sức chiến đấu tuyệt đối là vô cùng. Tối đa cá biệt tiếng đồng hồ sau, XX phi bác phía chính phủ tự trí ít nhận được hơn 10 gần trăm vạn chân thực ít tài khoản đích thực liên danh huyết thư. Thế tới hung mãnh, hoặc là đem Hàn Quốc cây gậy mẫn trung thủ vi bác tài khoản che, hoặc là bọn họ tập thể tháo dỡ XX phi bác. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, liên danh huyết thư, nhân số vẫn còn như núi lửa phun trào vậy, điên cuồng tăng vọt. Nhất thời, XX Phi Bác ngồi không yên. XX Phi Bác là quốc nội nghiệp giới số một liên hệ bằng hữu xã giao công cụ. Mọi người có thể đi qua nó cùng bằng hữu, đồng sự, bạn học cùng với người chung quanh bảo trì hỗ động giao lưu, chia sẻ vô hạn truyền lên hình ảnh, tuyên bố liên tiếp cùng video, cũng có thể lấy cái này đến tăng tiến bằng hữu gian hữu nghị cùng quan tâm. Có người nói XX Phi Bác quốc nội chính thức ít đăng ký nhân viên. Ít nhất, vượt qua 9 vị tính, cũng là trong ngoài nước minh tinh để mà cho hấp thụ ánh sáng nổi tiếng, cùng với cùng người ái mộ câu thông trọng yếu cầu. Vì vậy các minh tinh đại thể đều rất trọng thị XX Phi Bác.